mời các bạn cùng đón nghe phần cuối tiểu thuyết Những Kẻ Cơ Hội của tác giả Hàn Thế Dũng. Văn phòng cố vấn Ngô Đình Nhu đang diễn ra cuộc họp quan trọng, bàn chuyên đề quân sự. Thành phần dự họp chỉ gồm 5 người, ngồi xung quanh chiếc bàn tròn rộng 6 mét vuông. Cố vấn chính phủ Ngô Đình Nhu, Edward Lenden, phó phái bộ Chim, một phái bộ mới thành lập làm cố vấn cho chính quyền Sài Gòn, thay thế phái bộ viện trợ quân sự, đại tướng Dương Văn Minh, đại tá Trần Văn Đôn và Võ Văn Hải, làm nhiệm vụ ghi biên bản. Pháp đã bàn giao các căn cứ quân sự, các kho tàng, vũ khí quân nhu, quyền chỉ huy quân đội cho chính phủ Ngô Đình Diệm, tiếp đó bàn giao tổng ngân khố, các ngân hàng chi nhánh. Từ đây, cơ quan viện trợ Mỹ làm việc trực tiếp với Việt Nam không qua Pháp. Mở đầu cuộc họp, Ngô Đình Nhu đứng lên, hướng về phía Edward Lenden, vui vẻ nói: "Chúc mừng ngài nhận chức phó trưởng phái bộ Chim." Edward Lenden hiểu Nhu nói thế là nhằm giới thiệu vị thế mới của hắn đối với những người chưa biết, nhưng cũng đáp từ và nói lời xã giao: "Mong được quý ngài hợp tác chặt chẽ." Ngô Đình Nhu tương đối yên tâm trong vấn đề thâu tóm quyền lực. Hai nhà đại diện miền Trung, miền Nam và các cơ quan trực thuộc thủ tướng đã nắm hết mọi quyền hành của các bộ. Nội các không họp mấy tháng liền, các chức bộ trưởng, quốc vụ khanh chỉ là cái danh hão. Trước mắt có thể dồn trí lực vào kế hoạch diệt các giáo phái. Ông ta chống hờ hai tay trên mặt bàn, chậm rãi nhìn mọi người, nói bằng thứ giọng thanh gọn và mạch lạc: "Thưa ngài phó phái bộ Chim, thưa quý hữu, để thiết thực chuẩn bị ứng phó với thói lộng hành, cản rỡ của các phe phái, hôm nay chúng ta chỉ kiểm điểm tình hình quân sự và sắp đặt kế hoạch hành động tiếp theo. Xin mời ngài Edward Lenden trình bày trước." Edward Lenden mở cặp lấy ra một tập tài liệu, nhưng ông ta không đọc mà nói luôn: "Phái bộ Anh kết hợp với phái bộ Chim đã kết thúc chương trình đào tạo. Trường võ bị Đà Lạt và Thủ Đức làm lễ ra trường cho hơn 3.000 sĩ quan. Quân trường Vũng Tàu, Nha Trang và Huế đã bàn giao danh sách 6.000 hạ sĩ quan cho Bộ Tổng Tham mưu. Số sĩ quan và hạ sĩ quan này đã thành lập vài chục trung đoàn. Ngoài ra, 3.000 thanh niên Việt Nam được đưa sang Philippines, Malaysia để đào tạo chuyên ngành cảnh sát. Kể cả số thanh niên di cư được mộ từ Hải Phòng đi thẳng sang Trung tâm Huấn luyện An ninh đặt tại Fort McKinley gần thủ đô Manila đã hoàn tất chương trình huấn luyện. Chỉ vài ngày nữa, 3.000 người lính mũ xanh lên tàu về Việt Nam. Như vậy, lực lượng công an cảnh sát của chúng ta thay số công an cảnh sát Bình Xuyên cũng đã có." Đại tá Trần Văn Đôn là người thứ hai lên tiếng: "Tôi đã tập hợp được trên 4.000 lính, không kể hai đơn vị do Dương Văn Ước và Nguyễn Văn Minh chỉ huy lập doanh trại bên cạnh căn cứ của quân Bảy Viễn." Ngô Đình Nhu hỏi: "Số quân dưới quyền đại tá tương đương 3 trung đoàn." Đại tá Trần Văn Đôn gật đầu và bổ sung thêm: "Chưa kể hai tiểu đoàn thiếu do Ước và Minh chỉ huy." Ngô Đình Nhu lại hỏi: "Võ khí trang bị ra răng?" Tướng chỉ huy phấn khởi đáp: "Rất tốt, dư thừa trang bị, đều là thứ mới chuyển từ Mỹ sang." Đến lượt đại tá Dương Văn Minh phát biểu. Trong số những người dự họp, Dương Văn Minh là người to lớn, có tư thế lính tráng nhất. "Tôi đã tiếp nhận trung đoàn Nùng Trung Du Bắc Kỳ, chuyển 2.000 bảo an ngoài Bắc di cư vào thành quân chính quy. Thành lập trung đoàn mới, quân tuyển từ số giáo dân Bùi Phát Diệm di cư và thanh niên giáo Phật Bình Long tự nguyện đăng lính. Các đơn vị kể trên đều được trang bị vũ khí mới vừa chuyển từ Mỹ sang, có cả đại bác 175 ly. Tâm trạng hớn hở của Ngô Đình Nhu thể hiện qua ánh mắt long lanh. "Không kể các đơn vị miền Trung, chúng ta có trong tay 5 trung đoàn." Edward Lenden đánh giá: "Số quân này đủ mở một chiến dịch trung bình." Ngô Đình Nhu chuyển nội dung bản thảo: "Chúng ta phân loại các đối tượng cần quan tâm. Dương Văn Minh là người nắm tình hình quân sự Nam Bộ nên chủ động trình bày trước. Hòa Hảo, Cao Đài có 6 vạn quân trang bị thứ vũ khí Pháp thải ra, đạn dược không dồi dào, sức chiến đấu hạn chế. Chúng lại đóng quân xa Sài Gòn, mọi biến động di chuyển của chúng sẽ sớm bị chúng ta phát hiện.
Điều đáng quan tâm là khối chủ lực của Cao Đài nằm trong tay Nguyễn Thành Phương và khối chủ lực của Hòa Hảo do Trần Văn Soái nắm. Đây là vấn đề cần tham gia làm rõ để các tướng lĩnh xây dựng kế hoạch chiến đấu. Edward Lenden đưa mắt hỏi ý Ngô Đình Nhu. Nhu là kẻ đa mưu phản ứng nhanh nhạy, nhưng tính đa nghi thâm căn cố đế khiến hắn ta trở nên chậm chạp. Chuyên gia Lật Đổ biết phải làm gì lúc này nên mạnh dạn nói. Tôi được phép của ngài cố vấn chính phủ thông báo với các bạn những thông tin tối mật, vùng Tây Ninh. Trung tướng Nguyễn Thành Phương cam kết khi chính phủ mở chiến dịch quân sự ông ta chịu trách nhiệm loại trừ áp lực từ phía Cao Đài. Tướng Trịnh Minh Thế sẽ kéo quân về Sài Gòn phối hợp với quân chính phủ. Mặt An Giang, các tướng Lâm Thành Nguyên, Nguyễn Giác Ngộ đều bí mật quy thuận, tham mưu trưởng Hòa Hảo Nguyễn Văn Huê cũng dao động. Như vậy, chúng ta chỉ lo đối phó với Trần Văn Soái và đạo quân chủ lực dưới quyền hắn ta. Tóm lại, nếu duy trì được cái thế đã cài đặt được ở trong hai giáo phái ấy thì chúng ta không phải chia quân đến hai vùng đó, mà tập trung lực lượng tiêu diệt Bảy Viễn. Ngô Đình Nhu không ngạc nhiên đối với tình hình giáo phái vì hắn cùng chuyên gia Lật Đổ là hai nhân vật chủ chốt vạch kế hoạch và chỉ đạo thực hiện mẹo chia để trị. Nếu có ngạc nhiên thì ngạc nhiên về nỗi, hắn chưa kịp cân nhắc tới thời điểm tiết lộ bí mật mang ý nghĩa sống còn ấy chưa thì gã Mỹ đã bô bô nói hết. Trần Văn Đôn và Dương Văn Minh thì rất xúc động và biểu lộ bằng thái độ hề hà như bắt được vàng. Dương Văn Minh không ngớt lời tán dương. Tuyệt vời, Minh buột miệng khen bằng tiếng Pháp, rồi nói tiếp những việc hai ngài làm khiến kẻ võ biển như tôi vững tin. Quả là một người lo bằng kho người làm. Ngô Đình Nhu bảo Võ Hải. Anh gọi người mang bản đồ Sài Gòn, chợ lớn ra đây. Võ Hải bước tới bàn công tác, bấm máy điện thoại liên lạc với văn phòng. Mang bản đồ Sài Gòn, chợ lớn, loại tỷ lệ 1/25.000 lên văn phòng cố vấn. Khẩn trương. 3 phút sau, tấm bản đồ Sài Gòn, chợ lớn rộng 100 inch, in ở bang Virginia mới đưa từ Mỹ sang, cùng chuyến tàu chở vũ khí, đạn dược trải trên mặt bàn. Dương Văn Minh biết công việc của mình nên chủ động cầm chiếc thước bằng inox vừa chỉ từng điểm trên bản đồ vừa nói. Đây là cầu chữ Y, đại bản doanh của Viễn, đây là căn cứ đóng quân Đa Cao, Katina, Vẽ Ti Rút Ký, khu đại thế giới, cầu Tân Thuận, cầu Nhị Thiên Đường, trụ sở cảnh sát Đô Thành. Sau khi giải thích dụng ý bố trí đội hình của quân Bảy Viễn, mình nói tiếp. Chúng ta chốt thêm 2 điểm bên trái và bên phải khu đại thế giới, tăng cường lực lượng cho Trung tá Dương Văn Ước và Trung tá Nguyễn Văn Minh, bố trí trung đoàn 1 chắn đường sông Nhà Bè ra rừng Xét, trung đoàn 2 chặn đường rút đi Cần Giuộc, 3 tiểu đoàn pháo 175 công khai chĩa nòng về hướng cầu chữ Y, các đại đội cối 81 đặt ở Thảo Cầm Viên tạo nên hỏa lực áp đảo. Đại tá Trần Văn Đôn phái 2 tiểu đoàn lập căn cứ bên kia cầu Nhị Thiên Đường. Thái Hoàng Minh chỉ huy 4 tiểu đoàn hàng binh đóng phía sau 2 tiểu đoàn của đại tá Đôn, bổ sung lực lượng bịt chặt cầu Nhị Thiên Đường, cắt đứt đường đi Cần Giờ. Đơn vị của Trịnh Minh Thế kéo về sẽ án ngữ khúc sông dưới cầu Tân Thuận và cửa Nhà Bè, hỗ trợ cho trung đoàn 1. Sau khi trình bày xong kế hoạch bố trí lực lượng, Dương Văn Minh đứng thẳng người, khẳng định như đinh đóng cột. Khi có lệnh, nhất loạt nổ súng, quân Viễn không trụ nổi nửa ngày. Bỗng, Ngô Đình Diệm thùng thình bước vào đổ gáo nước lạnh xuống những cái đầu đang bốc nóng. Các ông chuẩn bị đánh Viễn hì. Nhu cười biến báo. Không phải dứa anh ạ, bọn em lập thế uy hiếp Bảy Viễn thôi. Hắn ta là nhà quân sự hẳn biết cân nhắc lợi hại. Edward Lenden biết các chuyên gia bản kế hoạch quân sự mà không hỏi ý kiến thủ tướng là vượt quyền, nên cũng tham gia bảo chữa. Thưa ngài thủ tướng, phương Đông có câu, dung cây dọa khỉ, phương Tây có câu, chẳng việc xây dựng nào tránh được ồn ào. Đối với phần tử ngang bướng cần có biện pháp đối phó cứng rắn mới có hiệu quả. Ngô Đình Diệm chỉ thị. Nếu giải pháp mềm mỏng vẫn còn có triển vọng thì chớ vội sử dụng thủ đoạn vũ lực. Sức mạnh vốn là con dao hai lưỡi. Ngô Đình Nhu hỏi. Hẳn anh đã có chủ trương. Ngô Đình Diệm đáp. Tất cả các phe phái đều quy thuận uy tín chính phủ sẽ được nâng cao. Xây dựng chế độ dựa vào bạo lực là một khởi đầu không hay.
Ngô Đình Nhu xử sự như người em hiếu thuận. Bọn em xin vâng theo lời anh. Trước khi rời phòng họp, Ngô Đình Diệm nhắc nhở. Không được manh động, chớ tạo cớ cho bọn Pháp nhảy sổ vào can thiệp. Trì hoãn thanh toán lương cho lính ba giáo phái. Cá nằm trong đăng, vội gì? Ngô Đình Nhu biết anh chỉ thị phương châm hành động. Hiển nhiên, đó là chủ trương sáng suốt. Tuy vậy, hắn vẫn nói với các thành viên buổi họp. Thủ tướng muốn tìm giải pháp ôn hòa, nhưng chúng ta vẫn cứ phải sẵn sàng. Lâm vào thế bị động thì Chúa cũng không cứu nổi. Edward Lenden nhắc nhở. Ngay từ bây giờ phải phái điệp viên nằm vùng và thiết lập hệ thống thông tin vô tuyến với các hàng tướng Nguyễn Thành Phương, Nguyễn Giác Ngộ, Lâm Thành Nguyên, Thái Hoàng Minh, Trịnh Minh Thế. Nên chỉ thị cho Nguyễn Thành Phương tạo cớ quay trở về đại bản doanh ở Tây Ninh, chỉ đặt văn phòng đại diện tại Sài Gòn. Chuyên gia lật đổ Edward Lenden muốn nhanh chóng tổng vệ sinh Sài Gòn, ông trao đổi với đại sứ Hít. Bảy viễn cậy có quân đội Pháp ám trợ, ỷ vào số quân Bình Xuyên đông đảo, cậy thế quốc vụ khanh ngày càng cản rỡ, lại văn sang và bọn công an dưới quyền hắn nhũng nhiễu dân chúng, gây phiền hà cho khách ngoại quốc, bao che các hành vi phạm pháp của bọn lưu manh côn đồ, nhiều tên biến thành cướp ngày, chúng làm chủ và bảo kê các sòng bạc, các ổ gái điếm, các tiệm thuốc phiện. Một thành phố rác rưởi, nhơ nhớp như thế không thể là thủ đô của một quốc gia. Pháp còn dung túng, bọn viễn, sang còn ngang ngược. Eli và Gambier dung túng bọn thân Pháp vì cớ gì, tình cảm cố giao hay mưu đồ chính trị? Tôi cho rằng Eli và Gambier muốn ngáng chân chúng ta. Tuy chính phủ Mỹ và chính phủ Pháp đã có sự đồng thuận về chính trị, kinh tế, định lịch rút quân Pháp khỏi Đông Dương, nhưng chúng ta cần đề phòng diễn biến bất ngờ. Tướng lĩnh Pháp, các nhà tư bản Pháp có nhiều tài sản, quyền lợi ở Đông Dương, bỗng chốc từ bỏ nó không phải dễ. Tôi nghĩ, không thể xem thường khi 30 vạn quân viễn chinh Pháp nổi loạn, có thêm vài chục vạn quân giáo phái ủng hộ. Đại sứ Hít hỏi, giải pháp ông lựa chọn là thế nào? Chuyên gia lật đổ đáp, về mặt ngoại giao, chúng ta đề nghị chính phủ Mỹ gây sức ép vừa có tính nguyên tắc về chính trị vừa có sức nặng chi phối về kinh tế, mở chiến dịch tuyên truyền trên các phương tiện thông tin, thúc đẩy quốc hội Pháp, lôi kéo cả nhân dân Pháp vào trận, buộc chính phủ Pháp phải nghiêm chỉnh thi hành những điều khoản đã thỏa thuận. Ở đây, đại sứ sẽ đích thân gặp Tổng chỉ huy Eli, nhắc lại những cam kết giữa hai chính phủ và giữa phái bộ chim với Bộ Tư lệnh Quân viễn chinh Pháp. Tôi nghĩ, Eli và bộ tham mưu của ông ta phải nhụt chí, không thể duy trì lập trường hai mặt. Đại sứ Hít đồng ý. Tôi ủng hộ giải pháp dương cung dọa chim. Ngay bây giờ chúng ta gửi 2 bức điện khẩn về Mỹ. Tôi gửi Tổng thống Eisenhower, ông gửi anh em Dallet. 3 ngày sau, chúng ta và O'Daniel cùng đến gặp bộ tham mưu của Eli. Đại sứ Hít cười nói tiếp. Khi ấy hẳn Eli đã thấm thía ngón đòn ngầm của ông. Buổi sáng đầu năm 1955, không khí Sài Gòn ấm áp. Cái giá lạnh mùa đông vẫn lảng vảng đâu đây, nên ánh nắng đầu xuân cũng không thể làm chủ không gian. Tòa biệt thự 3 tầng, trụ sở của bộ tham mưu quân viễn chinh Pháp vang lên tiếng gót giày lộp cộp cả ở tầng trên và tầng dưới. Nhiều nữ hạ sĩ quan mặc áo nhà binh, váy ngắn chuyên trách công việc lễ tân, tất bật đi lại. Người trang trí phòng họp, người bê két bia, người xách làn đựng trái cây. Nhiều nam sĩ quan sải bước rất lính từ phòng này sang phòng khác. Các cô gái làm việc và cười đùa, các chàng trai làm việc và cớt nhà với các cô gái hồn nhiên. Anh lính người Madagascar cầm súng đứng trong bót gác, thỉnh thoảng nghênh mắt nhìn phía trời xa và hát thầm bài dân ca châu Phi. Có lẽ anh ta nhớ nhà, sốt ruột chờ ngày xuống tàu hồi hương. Thiếu tướng Gambier, người chống Mỹ thâm nhập Việt Nam mạnh mẽ nhất và 2 đại tá quân phục chỉnh tề đứng trên bậc tam cấp. Họ làm nhiệm vụ đón những vị khách quan trọng. Từ phía đầu phố xuất hiện 3 chiếc ô tô con. Chiếc Mercedes mui đen loang loáng ánh nắng đi đầu. 2 chiếc xe Jeep nhà binh màu cỏ úa nối theo sau, tiến lại gần trụ sở cơ quan bộ tham mưu quân viễn chinh Pháp. Anh lính da đen cầm súng bước ra, đứng nghiêm trước bót gác. Anh tài xế chiếc Mercedes thò cổ qua cửa xe vừa nói vừa vẫy tay ra hiệu.
Anh lính gác bùng súng theo tư thế chào. Ba chiếc xe lăn bánh vào sân, đậu trước bậc tam cấp. Ba người khách xuống xe, đó là đại sứ Hip, đại tướng O'Daniel và đại tá Edward Linden. Ba sĩ quan Pháp bước đều xuống bậc tam cấp đón khách. Thiếu tướng tham mưu trưởng Gambier bắt tay các vị khách, tới lượt Edward Linden thì siết chặt hơn. Gã tình báo Mỹ cũng đáp lại tương tự. Đại tướng Ely đón khách ở phòng khánh tiết, trang trọng theo phong cách ngoại giao. Paul từng bị mấy vị khách này đá cạnh nên chẳng muốn gây thêm tị hiềm. Đại tướng Paul Ely mở đầu bằng câu khách sáo. Hân hạnh được tiếp đón các ngài. Đại sứ Hip nói thay các vị khách. Chúng ta nên có những cuộc tiếp xúc thường xuyên. Trong khi mọi người bận rộn việc mời và nhận dùng đồ giải khát, gã chuyên gia lật đổ làm như vô tình, bồ tâm sự mấy câu bâng quơ với thiếu tướng Gambier. Tôi nghe, cựu tổng thống Pháp De Gaulle nói với đại tướng Nava trước khi Nava sang Đông Dương, nước Pháp đang gánh trên vai hai khó khăn lớn, kinh tế suy thoái và sự nổi dậy đòi độc lập bên châu Phi. Chính phủ Pháp buộc phải đề ra nhiều kế hoạch khắc phục. Chủ trương có tính quyết định là yêu cầu Mỹ tăng thêm viện trợ kinh tế và quân sự. Trong tình thế này, kẻ nào phá hoại chính sách đồng thuận giữa chính phủ Pháp và chính phủ Mỹ có thể bị ghép vào tội phản bội. Tôi lại nghe, sự khẳng định ấy tạo ra dư luận xôn xao ở nhiều phòng trà thượng lưu Paris. Thiếu tướng có cảm nhận gì về lời nói của ngài De Gaulle? Gambier chưa tìm được lời thích đáng đả kích lại, thì đại sứ Hip đã dõng dạc lên tiếng. Chúng tôi đến gặp quý ngài để thảo luận những vấn đề có liên quan tới lợi ích thiết thực của chúng ta. Tôi mong chúng ta làm việc trong bầu không khí chân thành, cởi mở và tinh thần xây dựng. Đại tướng Ely đáp. Đồng ý, chúng ta làm việc trên tinh thần khách quan, thực sự cầu thị, hợp tình hợp lý. Đại tướng O'Daniel mở đột phá khẩu. Miền Nam Việt Nam muốn trở thành quốc gia độc lập có bầu cử tự do, có quốc hội, hiến pháp, có tài chính ngân khố. Đàng hoàng tiếp đại sứ các nước thì phải xây dựng một thủ đô văn minh. Thành phố Sài Gòn đang là thùng rác chứa gái điếm, sòng bạc, thuốc phiện, trộm cắp. Khu đại thế giới, ở Bình Khang đang là hai cái nhọt bội nhiễm, Sài Gòn tràn ngập hình ảnh hỗn độn nhốn nháo ăn chơi, tranh cướp. Nhân dân Sài Gòn bị bọn côn đồ sống theo luật rừng uy hiếp. Tại sao có tình trạng ấy? Bảy viễn bao thầu các thùng chứa rác Sài Gòn lại văn sang dung túng cho nhân viên công an dưới quyền làm càn, nhũng nhiễu dân chúng, bảo kê các hoạt động tội phạm, nhiều khi chúng biến thành những tên cướp ngày hung tợn. Đại tướng Ely công nhận. Tôi đã được nghe báo cáo về tình trạng ấy. Thiếu tướng Gambier chống đỡ. Tình trạng thường thấy ở giai đoạn giao thời. Phó trưởng phái bộ chim Edward Linden lên tiếng. Thủ đô là bộ mặt của đất nước. Quan sát thủ đô có thể đánh giá nước ấy văn minh hay lạc hậu, giàu hay nghèo, dân trí cao hay thấp, nền văn hóa có chiều sâu hay hời hợt. Có thể nói Mỹ và Pháp là hai nước đồng bảo trợ nhà nước miền Nam Việt Nam non trẻ. Chúng ta cùng có trách nhiệm làm trong sạch Sài Gòn, xây dựng Sài Gòn thành thủ đô của một quốc gia độc lập. Thủ tướng Ngô Đình Diệm không muốn quét rác rưởi bằng vũ lực nên nhờ chúng ta tác động tới bảy viễn. Ông ta nói, một khi Mỹ và Pháp đều khoanh tay bất lực mà bảy viễn vẫn ngoan cố chống chính phủ, ông ta sẽ sử dụng giải pháp quân sự. Gambier phát tính nhanh lực lượng quân đội chính quy và công an cảnh sát có trong tay Diệm Nhu để biết thế yếu mạnh của hai phe. Phe giáo phái nhiều quân nhưng phân tán, lực lượng giàn trải, không thiện chiến. Diệm Nhu ít quân nhưng tập trung, trang bị vũ khí tối tân, được huấn luyện tốt. Thế mạnh đột phá nghiêng về Diệm Nhu. Tổng chỉ huy Ely cũng suy nghĩ như viên tổng tham mưu. Ông ta lại nghĩ về khía cạnh luật pháp qua lời cảnh báo của cựu tổng thống De Gaulle. Những lời cảnh báo gây xôn xao trong dư luận chính trường không thể xem là lời dọa suông. Như vậy, một khi chiến sự xảy ra, quân viễn chinh Pháp chỉ có thể ám trợ bảy viễn, một kẻ hết lòng phục vụ chính sách quay lại Việt Nam của Pháp. Trước mắt, bộ chỉ huy quân viễn chinh Pháp buộc phải bày tỏ lập trường trung lập. Chúng tôi nhất trí quan điểm về sự cần thiết cấp bách cải tạo Sài Gòn thành một thủ đô văn minh, vì thế không còn lý do gì dùng rắng mãi. Để giải quyết vấn đề theo chiều hướng thuận, Thủ tướng Ngô Đình Diệm nên bàn trực tiếp với Thiếu tướng Bảy Viễn,
trước khi ban hành các quyết định về nhân sự. Edward lên đền thông báo cho Diệm Nhu biết về sự nhượng bộ của Pháp đối với vấn đề Bảy Viễn. Ngô Đình Diệm tỏ hoan hỉ đôi chút, Ngô Đình Nhu không tin hổ đói chê tôm tép. Thủ đoạn ngoại giao tha để bắt của Pháp, tôi tin Pháp còn gây nhiều khó khăn cho chúng ta. Edward lên đền đồng tình với nhận xét ấy, ông ta vẫn là nhân vật biết tận dụng thứ có thể tận dụng. Tôi cũng biết thế. Dù sao Bộ Chỉ huy Pháp cũng đã công khai tuyên bố từ bỏ lập trường ủng hộ các phe phái thân Pháp, cụ thể là Đảng Bình Xuyên. Ngô Đình Diệm xác định ngay công việc cần làm. Đúng dứa, cần khai thác mọi cơ hội, dùng lập trường của Pháp làm điểm tựa cho lập trường của ta. Tôi sẽ mời Quốc vụ Khanh Nguyễn Thành Phương và Trần Văn Soái đến bàn về số phận của Bảy Viễn. Bảy Viễn chịu đồng thuận là điều tôi mong muốn. Ngô Đình Nhu nhắc anh trai. Nguyễn Thành Phương là người của ta, mong anh liệu khu xử. Cuộc hội kiến giữa Thủ tướng Ngô Đình Diệm với Trung tướng Quốc vụ Khanh Trần Văn Soái, Tư lệnh lực lượng vũ trang Hòa Hảo và Trung tướng Quốc vụ Khanh Nguyễn Thành Tư lệnh lực lượng vũ trang Cao Đài diễn ra trong phòng khách dinh Thủ tướng. Diệm mặc áo the đen dài, quần ống sớ, đội khăn xếp, gợi ra bóng dáng các vị nho sinh thuở xưa. Soái và Phương đều mặc quân phục cấp tướng Pháp, nên tuy không đeo cầu vai và đội mũ kepi, vẫn chẳng giấu được cái quá khứ làm lính giúp Tây đánh ta. Ngô Đình Diệm nghiện nước trà Long Tỉnh nên dùng nước trà mời khách. Soái, Phương quen dùng nước giải khát cao cấp, nhưng nhập ra tùy tục, họ buộc phải nhấp một chút nước đắng chát như ăn ổi xanh. Họ đã có một quá khứ giang hồ nên chút khó chịu ấy chẳng thành vấn đề. Ngô Đình Diệm nói giọng miền Trung trầm đục, chậm rãi, nhưng không dễ dà. Âm nào rõ âm đó, thể hiện một người từng trải chốn quan trường. Chúng ta đều là người có đạo, tuy đạo có khác nhau nhưng vẫn lấy đức lành tiên thiên hạ chi ưu nhi ưu, hậu thiên hạ chi lạc nhi lạc, một lòng phục vụ dân tộc quốc gia. Chúng ta cùng có quá khứ và cả hiện tại chống bọn Cộng sản vô thần. Cộng sản tước đoạt quyền tư hữu và Thượng Đế ban cho con người chúng chuyên quyền ác độc. Chống Cộng sản bảo vệ tín ngưỡng, bảo vệ quyền tư hữu, giành lại cuộc sống tự do không phải là chuyện dễ. Quân đội Pháp mạnh đến thế mà vẫn bị thất bại trước đối thủ khởi đầu bằng mã tấu, gậy tầm vông. Vì cớ chi mà dứa, vì Pháp không được lòng dân, họ buông thả cho quân lính cướp bóc, giết chóc hà hiếp dân lành. Họ dung túng cho bọn quỷ ngày mở sòng bạc, bảo kê gái điếm, kinh doanh thuốc phiện, làm tan nát hàng ngàn gia đình. Chính họ đẩy dân chạy theo Cộng sản. Chúng ta muốn thắng Cộng sản, muốn giữ an ninh chính trị phải có đường lối kéo dân chúng về với mình. Muốn dân theo phải làm dân tin, dân yêu. Sài Gòn của chúng ta là thủ đô của đất nước mà tiếng dân phàn nàn, oán thán kéo dài hàng chục năm nay về nạn trộm cướp, nghiện hút, cờ bạc, gái điếm. Ai cũng biết khu đại thế giới, các ổ bình khang là xảo huyệt phát sinh tội ác. Lính của ông Viễn làm nhiệm vụ công an mà ngang nhiên cướp bóc, bảo kê các băng buôn lậu, trộm cắp. Tình trạng hỗn loạn, bê tha ấy phải được khắc phục. Tôi và các cố vấn của tôi suy nghĩ mãi mà không biết nên giải quyết thế nào cho vừa lòng ông Viễn lại được lòng dân. Tôi mời hai ông tới đây để chúng ta cùng nhau tìm giải pháp khắc phục. Trần Văn Soái biết những lời Diệm nói đều là sự thật hiển nhiên. Nó diễn ra suốt ngày đêm ở Sài Gòn. Quả thực, Đảng trưởng Bình Xuyên vì tiền bạc mà bất chấp pháp luật, coi số phận con người là món hàng để bòn rút. Nhưng tay mình cũng sạch sẽ gì đâu. Soái không tìm được lời bênh vực chiến hữu cùng hội cùng thuyền nên ngồi im, cố làm ra vẻ chăm chú lắng nghe. Nguyễn Thành Phương đã quy thuận Diệm, vẫn giữ bí mật mối quan hệ mới là nhằm trường kỳ mai phục, để bất ngờ tung ra cú đòn quyết định. Vì vậy, tuy muốn lấy lòng cấp trên, Phương cũng chỉ đưa ra ý kiến chung chung. Theo thiên kiến của tôi, Ngài Thủ tướng chỉ thị cho ông Viễn dẹp sòng bạc, ổ điếm. Ông Viễn là Quốc vụ Khanh hẳn phải hiểu biết trách nhiệm của ông đối với đất nước. Diệm gật đầu tỏ ý tán thưởng. Ông ta nghiêng đầu chăm chăm nhìn Trần Văn Soái. Soái biết Diệm dùng kế đẩy anh em một nhà xuống giếng. Hắn là kẻ vô học, ngoài kiểu ký nguệch ngoạc như gà bới, còn thì một chữ cắn đôi bỏ bụng cũng không có, lại xuất thân từ xế xe đỏ, giai tầng quen thói nói năng thô tục, bố bã.
Khi được làm tướng thói quen coi mọi người dưới tầm con mắt càng được thể lộng hành, hắn mang hỗn danh năm lừa vì cớ ấy. Tuy vậy, khi đối diện với bề trên hắn vẫn tỏ ra mực thước, ứng xử theo lễ, nghĩa là đá rắn với nước chứ không thể rắn với lửa. Hắn nhận thấy tướng Phương đưa ra ý kiến chung chung, nhưng cái cách chung chung ấy có xu hướng chỉ đường cho cướp sộc vào nhà. Hắn không thể công khai bào chữa cho những việc làm tội lỗi của Viễn và quân lính dưới quyền Viễn, càng không thể khép tội Viễn. Có hai chân mà què một thì đứng vững sao được, hắn chỉ còn cách đùn đẩy. Tôi đề nghị thủ tướng gặp ông Bảy, bàn vấn đề thủ tướng vừa trình bày một cách khách quan, nghe ý kiến thừa nhận hoặc thanh minh của ông, khi ấy mới nên đưa ra quyết định cuối cùng. Ngô Đình Diệm dọa xa. Là thủ tướng tôi có nhiệm vụ bàn bạc, lựa chọn và ra quyết định. Quyết định của thủ tướng có thể đúng đắn, cũng có thể sai lầm. Ý kiến của trung tướng gợi cho tôi một hướng giải quyết, có thể coi là phù hợp nhất. Tôi chỉ mong muốn ông Viễn vì đại cục mà chủ động xử lý vấn đề vướng mắc. Hai ông là bạn quen biết ông Viễn lâu năm, tôi muốn phiền hai ông đại diện cho chính phủ đến gặp ông Viễn, bàn phải trái với ông, giúp ông nhận ra sai lầm. Trần Văn Soái đưa mắt nhìn Nguyễn Thành Phương, có ý tìm đồng minh phản kích Diệm. Phương lại ngỡ Soái dục mình phát biểu quan điểm nên sốt sắng lên tiếng. Thủ tướng đã tín nhiệm, chúng tôi sao có thể từ chối? Lão Phương này thế nào ấy nhỉ? Nếu hắn không tiện đưa ý kiến bênh vực Viễn thì ít ra cũng phải có lời nói vô hại đối với Viễn chứ. Soái rơi vào thế bị động nên đành ngồi im. Ngô Đình Diệm cải thêm một gợi ý rất hiểm độc. Về cơ bản ông Viễn khác chúng ta. Chúng ta là người có đạo, muốn tốt đời đẹp đạo chỉ có mỗi một con đường đấu tranh một mất một còn với bọn cộng sản vô thần. Ông Viễn không theo một tôn giáo nào. Năm 1945 và năm 1946 là khu phó của Việt Minh, có nhiều bạn hữu là Việt Minh. Thời gian Hiệp định Geneva mới ký kết, một số bạn hữu đang là Việt Minh từ chiến khu vào Sài Gòn thăm ổng rồi trở ra chiến khu. Đường ông Viễn đi có nhiều ngã rẽ, chứ không như chúng ta đi trên đường độc đạo. Ngô Đình Diệm ngừng lời, tự chêm nước, ông ta làm nhận nha, cố ý chờ phản ứng của Soái và Phương. Trần Văn Soái im lặng, Nguyễn Thành Phương muốn nói lời gay gắt nhưng lại thôi, hắn sợ lời nói của hắn có sơ hở khiến Soái nghi ngờ, bộc lộ thân phận quá sớm sẽ rất bất lợi. Nghĩ vậy, Phương cũng ngồi im nốt. Ngô Đình Diệm bồi thêm. Chúng ta phụ lòng dân, dân tất nhiên theo cộng sản. Ở đất Sài Gòn này thiếu gì kẻ miệng nói quốc gia, lòng hướng cộng sản. Họ sẽ chứa chấp, tiếp tay cho Việt Minh tấn công chúng ta. Ai có nhiệm vụ ngăn chặn tình huống xấu đó, ai khám phá hang ổ thâm nhập của Việt Minh. Lực lượng công an Bình Xuyên của ông Viễn không thực hiện nổi nhiệm vụ quan trọng, có ý nghĩa sống còn đối với chúng ta. Họ là tập hợp những kẻ vô trách nhiệm, không nghiệp vụ, hàng ngày chỉ lo làm tiền và đưa đón Việt Minh, bỏ mặc công việc trị an tới đâu thì tới. Tình hình mất ổn định đó cần phải được chấn chỉnh, muốn chấn chỉnh cả hệ thống sộc sạch bất lực nhất thiết phải thay đổi. Phải cải tạo. Không được lòng dân, không có chỗ đứng trong dân thì bất kể chính phủ, tổ chức nào cũng chẳng thể tồn tại bền vững. Diệm ngừng nói, hơi ngả người ra phía sau có dáng suy nghĩ rồi ngay người nói tiếp bằng giọng nói không dè dà, từ nọ liền từ kia hơn. Quả là đã đến giai đoạn quá tồi tệ khiến chính phủ, quân đội quốc gia, hàng triệu đồng bào di cư vào Sài Gòn và hàng triệu đồng bào sống lâu đời ở Sài Gòn. Đòi hỏi ông Viễn phải trao quyền công an thành phố cho những nhân viên được đào tạo chuyên môn ở ngoại quốc mới về nước và xóa bỏ ngay các tụ điểm cờ bạc, hút hít, gái điếm. Ông Viễn cần hiểu tình thế nước sôi lửa cháy mà tất cả chúng ta đang đối mặt mới là thức thời. Tôi chờ tin tức thắng lợi ở hai ông. Hai quốc vụ khanh không cùng một lập trường nên không thể cùng nhau bàn đạo lý. Họ đến gặp Bảy Viễn bởi cái thế chẳng thể đừng. Bảy Viễn đón khách vồn vã. Cái vồn vã của kẻ thèm ăn, đói thông tin và của kẻ đi đường trơn muốn có cây gậy. Năm lửa truyền đạt ý định của thủ tướng Diệm mà như băm như chém. Diệm muốn anh rút khỏi tổng nha công an, giải tán đại thế giới, đóng cửa Bình Khang. Trung tướng Trần Văn Soái hiện nguyên hình gã lái xe đò, chửi thề rất tục rồi ngừng bặt, hắn tức đến nghẹn lời.
Nguyễn Thành Phương đối với Diệm là hàng thần lơ láo muốn lập công, đối với Viễn hắn từng là bạn cùng bến cùng thuyền, nên chỉ có thể nói lưỡng đôi. Sứ mệnh của tôi tức là truyền đạt và thuyết phục, nhưng tùy anh Bảy cân nhắc lợi hại. Bảy Viễn không đáp lại lời hai sứ giả mà phản ứng gay gắt. Quân tôi đang bị quân Diệm gây sức ép, bộ binh bố trí cài răng lược, pháo binh khống chế các căn cứ chủ lực. Nhưng tôi không ngán vì bên tôi có 2 ông và 30 vạn lính Pháp, tụi tôi dám chết vì đại nghĩa. Soái và Phương hứa hẹn rồi ra về. Máu anh chị trong Bảy Viễn bốc lên, hắn ngồi xe đến dinh thủ tướng để chất vấn Diệm. Ngô Đình Diệm thuyết phục viên tướng Lục Lâm sớm hàng tối đánh bằng giọng ôn hòa, nhưng lý lẽ và chứng cứ thì sắc bén như dao chém nước. Bảy Viễn không thể dùng ngôn luận để chọi lại đối thủ, lại giở ngón võ anh chị ra. Thủ tướng như tôi đều do đích thân quốc trưởng Bảo Đại bổ nhiệm, người giữ chức vụ này kẻ ngồi ghế kia, cả hai chúng ta không ai có quyền ra lệnh cho nhau. Nói xong, Viễn đứng dậy, quay lưng ra về luôn, không có một lời chào từ biệt. Diệm nhìn theo với vẻ vừa nén bực tức vừa tâng hẳng của một kẻ có quyền nhưng chưa lập xong thế. Savani ngồi xe jeep dạo qua ngã Bảy, ngược lên nhà thờ Đức Bà, vòng về chợ Bến Thành, theo đại lộ Trần Hưng Đạo, chạy thẳng tới ngã tư rẽ sang đường Nguyễn Biểu, dừng xe bên này cầu chữ Y. Đi vòng vo như thế là hắn muốn tránh lạc hướng theo dõi của bọn chỉ điểm gián điệp của Diệm Nhu và phái ôn hòa trong bộ tham mưu quân Viễn Trinh Pháp, đồng thời quan sát, đánh giá tình hình chung. Dạo này, tình hình biến chuyển nhanh lắm, khắp Sài Gòn nhan nhản lính của Trần Văn Đôn, Dương Văn mặc phục quân Mỹ, đeo súng Mỹ và những tên cảnh sát mũ xanh. Có trang bị tiểu liên cực nhanh được đào tạo từ Philippines, Malaysia mới trở về Việt Nam. Công an Bình Xuyên do Lại Văn Sang vẫn làm chủ Sài Gòn nhưng không dám hống hách, ngang tàng bừa bãi như trước. Savani xuống xe, bạch bộ mấy bước, đứng bên này cầu quan sát những lô cao ốc bên kia cầu, nơi lính của Diệm đóng trại. Nhiều khẩu trọng liên 12 ly 7 nghếu nghện trên những mái bằng, hỏa lực của nó khống chế mọi không gian, trong các tòa nhà 1 tầng, 2 tầng, 3 tầng. Kia có bao nhiêu tên lính của Diệm ẩn phục. Savani quay lại xe, mở mạnh cửa xe, ngồi vào ghế, tay cầm vô lăng chân nhấn ga cho xe lao xuống dốc. Savani chỉ là viên thiếu tá quèn, giữ chức trưởng phòng 2 nhỏ nhoi, nhưng có vai trò cực kỳ quan trọng trong mối quan hệ mờ ám cố đấm ăn xôi giữa đám tướng lĩnh nuôi tham vọng và bọn tư bản thực dân lo bị tước đoạt quyền lợi với bọn tay sai bản xứ. Quyền quyết định mọi vấn đề có liên quan đến quân Viễn Trinh Pháp và quyền lợi Pháp ở Đông Dương nằm trong tay đại tướng Paul Ely. Nhưng cặp Gambier và Savani đang thao túng quyền ấy, nhiều phen họ đã thành công. Vừa trông thấy Savani bước vào văn phòng, Lê Văn Viễn đã đứng dậy, bước rào ra đón, câu chào hỏi chưa có mà đã tuôn ra những lời chỉ trích. Mấy ông để thằng Diệm nghiền nát bọn tôi à, hàng chục khẩu đại pháo, hàng trăm ống cối lớn chĩa nòng xuống đầu. Savani trấn an. Trước tình thế hiểm nghèo rất cần bình tĩnh, binh Pháp có câu lấy tĩnh chế động mà. Tôi chuyển lời tướng Gambier tới anh, Nguyên Văn, Diệm nổ súng trước, bộ tư lệnh Pháp có cớ tung quân ra can thiệp tức khắc. Viên tướng Tạo phản mừng như kẻ chết đuối vớ được cọc. Có thể vậy sao? Savani giải thích cái cớ mà Pháp có thể dựa dẫm để sinh chuyện. Vì sự an ninh của 30 vạn quân đóng ở Sài Gòn và vùng phụ cận, bộ tư lệnh Pháp không cho phép bất cứ lực lượng quân sự nào nổ súng trên đầu họ. Bảy Viễn hớn hở mời vị cứu tinh ngồi xuống ghế, gọi lính hầu mang đồ giải khát lên. Hắn hí hừng có Pháp đứng bên cạnh như xưa kia Pháp từng nâng đỡ hắn, từ một thằng Việt Minh đào ngũ thành ngài đảng trưởng Bình Xuyên, thành ông thiếu tướng chỉ huy hàng vạn hùng binh. Savani cảnh cáo niềm phấn hứng dễ dẫn đến sai lầm của viên tướng quen thói hành động văng mạng. Bộ tư lệnh Pháp không thể can thiệp vào công việc nội bộ của chính quyền Diệm. Một khi Diệm kiên quyết tước quyền chỉ huy ngành công an, thay hẳn lực lượng công an, đóng cửa sòng bạc, nhà chứa, tiệm hút, bộ tư lệnh Pháp cũng đành khoanh tay không thể can thiệp. Công việc bảo vệ lực lượng, duy trì kinh doanh thuộc về anh phải tự lo liệu. Bảy Viễn phát khùng.
Tôi sẽ chống đỡ đến cùng, tôi muốn bắn bể sọ thằng Diệm. Savani lại nhắc nhở. Muốn hành động phải kế hoạch, anh mà nổ một phát súng trường, Diệm sẽ có thế dội hàng ngàn quả đại bác xuống đầu anh. Khi ấy, bộ tư lệnh Pháp chỉ còn cách đứng nhìn chiến hữu của mình chết dần. Bảy Viễn gằn giọng. Bảy Viễn không thể chết dễ dàng. Savani còn quyến luyến Việt Nam lắm. Phong cảnh đẹp, dễ kiếm tiền, hành động tự do, ăn chơi thỏa chí. Thực là thiên đường của những chàng trai phong lưu. Từ bỏ bấy nhiêu nguồn quyến rũ ấy đâu có dễ. Hắn mách nước. Trong thời buổi hỗn loạn, cách kinh doanh kiếm tiền của anh là chuyện thường tình. Nhưng khi đất nước hòa bình, người dân khao khát sống yên ổn, và nhất là nền chính trị đang hình thành một thể chế mới, thì không thể tiếp tục thủ đoạn đục nước béo cò. Tóm lại, anh sẽ rơi xuống vực nếu không cải thiện tình hình, không xoay chuyển thời cuộc. Người Pháp bó tay, nhưng các anh vẫn như đàn ngựa trên thảo nguyên. Bảy Viễn láng máng hiểu Savani gợi ý một hướng thoát hiểm nào đó, nhưng cụ thể ra sao, định hình thế nào thì hắn chưa nghĩ ra. Viên tướng Thiên về hành động sốt ruột hỏi. Muốn giúp mẹo chi thì nói ra đi, trờn vờn giữa tôi ù đầu lắm. Savani mách nước cụ thể hơn. Nhiều con ngựa chạy tứ tung thì vẫn chỉ là mấy con ngựa chạy rông, gom chúng lại sẽ thành một đàn lớn. Bảy Viễn hớn hở ngắt lời. Giỏi quá, tôi hiểu gợi ý của anh rồi. Anh muốn các phe phái chúng tôi liên kết thành một mặt trận phải không? Hay lắm, bàn tay xòe ra, bỏ từng ngón dễ như chơi, bàn tay nắm lại thành quả đấm. Đúng lắm, thằng Diệm thi hành chính sách chia để trị, ta áp dụng chủ trương đoàn kết để tranh đấu. Việt Minh cũng dùng mẹo ấy mà thắng chúng ta đấy. Tôi sẽ khẩn trương bàn chuyện này với Hòa Hảo, Cao Đài. Tư lệnh lực lượng vũ trang Cao Đài, Quốc vụ khanh chính phủ Ngô Đình Diệm, Trung tướng Nguyễn Thành Phương rời Sài Gòn, ung dung trở về Thánh Địa Tây Ninh, chờ thời mượn gió bẻ măng. Tư lệnh lực lượng vũ trang Hòa Hảo, Quốc vụ khanh chính phủ Ngô Đình Diệm, Trung tướng Trần Văn Soái như con hổ què, bị nhốt trong văn phòng đại diện tại tòa biệt thự số 114 phố Du Giang Tông. Ấn tượng khó chịu dây dứt Soái từ hôm cùng tướng Phương gặp Diệm đến nay, không những không dịu bớt mà còn sục sôi hơn. Diệm chia để trị, Diệm chặt tay chân từng người, Diệm coi thường binh tướng có công tôn phù quốc trưởng Bảo Đại, Diệm dùng người như ăn mía nhà bã. Bộ tư lệnh Pháp thì đánh chống xuôi kèn thổi ngược, rút cục chỉ chết thằng đứng mũi chịu sào, thủ thủ là hèn nhát. Soái đi đi lại lại trong phòng, thỉnh thoảng tuôn ra một mệnh lệnh cụt ngùm, bắt sĩ quan phụ tá thực hiện ngay. Lệnh cho kia vồn tăng cường cảnh giới. Mời Huỳnh Văn Nhiệm, Lương Trọng Tường, Nguyễn Văn Hầm về văn phòng đại diện. Lệnh cho kia vồn tổng kiểm tra vũ khí quân nhu. Mời. Chỉ trong vòng chưa đầy một giờ mà tư lệnh năm lửa tuôn ra có tới trên chục kia lệnh cho. Và mời. Ngoài ra, hắn còn bạt tai hai ả lính hầu chậm chân mang đồ giải khát lên. Chiều hôm ấy, buổi họp theo cách mời rất nhà binh cũng hình thành. Bộ trưởng Nội vụ Huỳnh Văn Nhiệm, Bộ trưởng Kinh tế Lương Trọng Tường, Bộ trưởng Canh nông Nguyễn Văn Hầu ngồi xe Phan Công lần lượt tới. Tiếp đến là Trung tá Phan Hà, Chánh văn phòng Bộ Tổng Tư lệnh Hòa Hảo, Trung tá Nguyễn Văn Phú, sĩ quan liên lạc, cầu nối lực lượng Hòa Hảo với Bộ Tư lệnh Pháp. Trần Văn Soái bắt đầu cuộc họp theo tác phong lính tráng, không cần rào đón che chắn mà đề xuất luôn vấn đề thực tiễn cấp bách. Đã 3 tháng liền ông Diệm kiếm cớ trì hoãn thanh toán lương cho quân lính ba giáo phái. Ổng bỏ đói chúng ta. Vừa rồi, Diệm đòi làm chủ tổng nha công an, ép ông Bảy Viễn phải đóng cửa sòng bạc, tiệm thuốc phiện, xóm gái ăn xương. Mưu mô mờ ám gì ẩn sau yêu sách ấy? Diệm cho đại bác ngồi chồm chỗm trên đầu Bảy Viễn nhằm mục đích gì? Ổng muốn bẻ đũa từng cái, muốn làm hao mòn chúng ta, muốn uy hiếp chúng ta. Huỳnh Văn Nhiên có dịp dốc bầu tâm sự. Thân danh Bộ trưởng Nội vụ mà tôi chẳng có công việc để giải quyết, chẳng thấy ai thỉnh thị ý kiến Bộ trưởng. Chẳng bộ phận chuyên môn nào đề nghị Bộ trưởng ký công văn giấy tờ, 3-4 tháng dòng nội các không họp. Lương Trọng Tường, Nguyễn Công Hầu cũng phàn nàn về thảm cảnh ngồi chơi sơi nước của họ. Huỳnh Văn Nhiệm phát hiện dụng ý của đối thủ. Tôi cho rằng Diệm ép đòi Bảy Viễn phải thế này thế nọ, mà toàn cái thế chặt tay,
cắt dạ dày là nhằm thúc bẩy viễn phản ứng. Bẩy viễn phản ứng bằng tranh cãi lý lẽ vẫn chẳng sao. Bẩy viễn mà nổi khùng nổ súng thì tự đào hố chôn mình. Lương Trọng Tường đồng tình với cách nhìn nhận thực tế của Nhiệm. Thời gian gần đây Nhu tuyên truyền om sòm về chủ trương xây dựng Sài Gòn thành một thủ đô đẹp nhất, văn minh nhất Đông Nam Á. Cách tuyên truyền đó là bán công khai, lên án trước dư luận tội trạng của Bảy Viễn đã gây ra cảnh bê tha, trụy lạc, trộm cắp hỗn loạn ở Sài Gòn, diệm tạo tâm trạng bất mãn trong dân chúng. Trần Văn Soái có chứng cứ trực tiếp để khẳng định Diệm chuẩn bị dư luận để tấn công tiêu diệt Bình Xuyên. Lương Trọng Tường tỏ thái độ kiềng có ba chân, không thể để Diệm bẻ gãy một chân. Trần Văn Soái lắc đầu với dáng vẻ lực bất tòng tâm. Chủ lực của Hòa Hảo và Cao Đài đều ở xa, nước xa không cứu được lửa gần. Nguyễn Công Hầu hỏi khả năng yểm hộ của Pháp. Nguyễn Văn Phú đáp quân Pháp đang xuống tàu hồi hương từng đợt, theo lịch, đến tháng 6 năm 1956 Pháp hoàn tất việc rút quân. Hiện tại, Bộ Tư lệnh Pháp giữ nguyên lời hứa yểm hộ chúng ta, nhưng cường độ sẽ giảm dần. Vả lại, người lính nào cũng sợ chết khi chiến tranh đã kết thúc. Huỳnh Văn Nhiệm gợi ý vận dụng kinh nghiệm của Việt Minh để xướng chủ trương đoàn kết là sức mạnh. Ông Trung tướng mời hộ Pháp Cao Đài Phạm Công Tắc, đảng trưởng Bình Xuyên Bảy Viễn mở hội nghị ba giáo phái bàn tìm giải pháp đối phó. Trần Văn Soái nhận ra ngay giải pháp phù hợp thực tế. Hay, đúng là chỉ có cách ấy. Sau cuộc họp, Trần Văn Soái sai thư ký thảo văn thư thông đạt tới ba giáo phái, các đảng chính trị, các nhân sĩ có tiếng tăm đến Sài Gòn họp bàn công việc quốc gia. Cung cách chưa ăn cướp đã la làng thật to của năm lửa lọt vào tai gián điệp của Edward Lendin. Edward Lendin cho điều tra thêm biết cả danh sách ban chủ bị và địa điểm họp. Sói thấy con mồi sói chẳng tha. Edward Lendin bàn với Ngô Đình Nhu. Đánh cướp bắt kẻ cừ khôi, giết rắn đánh dập đầu. Chúng ta chỉ cần một quả mìn hẹn giờ là quét hết những cái đầu ngang bướng. Ngô Đình Nhu rất hứng thú với những loại kế hoạch công phu ít, hiệu quả cao. Nếu diệt được lũ cầm đầu thì bọn lau nhau khó tồn tại lâu dài. Hắn nghĩ tới thảm cảnh mấy gã hộ pháp, đảng trưởng, tướng tá, bộ trưởng. Da thịt tả tơi, máu me nhảy nhụa chồng đống lên nhau, lòng hắn hớn hở như nở hoa. Đó là tâm trạng của kẻ khát máu. Hắn nghĩ như vậy và đinh ninh rằng quyết đoán là hành động tiên quyết của kẻ anh hùng. Edward lên đến thấy cố vấn Nhu có sắc thái hí hừng như đang nhấm nháp rượu Napoleon hoặc tâm hồn bay vào xứ sở thần tiên nào đó, liền nhắc. Thời gian không còn nhiều, mọi yếu tố phục vụ hành động đều phải sẵn sàng. Ngô Đình Nhu nhanh chóng bước ra khỏi thế giới mộng du, hắn nhanh chóng quyết định. Tôi sẽ giao cho Trần Kim Tuyến lo tìm người, mìn thì... Edward Lendin tiếp lời luôn. Lấy ở kho của chim, có hai loại mìn kỹ thuật cao mới chuyển từ Mỹ sang. Tôi xin CIA cấp cho đấy. CIA đang cần cơ hội thử loại vũ khí chuyên dụng ấy. Ngô Đình Nhu nhíu mày suy nghĩ. Hắn cảm nhận sự ưu đãi của Mỹ đối với Việt Nam và băn khoăn về trình độ bất cập của sát thủ dưới quyền Trần Kim Tuyến. Edward Lendin hỏi. Ông nghĩ gì vậy? Ngô Đình Nhu đáp. Tôi e người của Tuyến lóng ngóng làm lỡ đại sự. Edward Lendin nhún vai tỏ ý vác núi Thái Sơn nhẹ tênh. Tôi sẽ phái chuyên gia về mìn để huấn luyện họ từ A đến Z. Ngô Đình Nhu được xua tan nỗi băn khoăn, đồng thời lại tiếp nhận một luồng sinh khí mới. Đúng là Mỹ làm việc theo tác phong Mỹ, dứt khoát, bài bản, hiệu quả. Được một quốc gia hùng mạnh nhất thế giới ủng hộ hết lòng, có những chuyên gia giỏi nhất thế giới giúp đỡ tận tình mà sự nghiệp không thành thì mới là chuyện lạ. Hắn đánh giá công việc tiêu diệt các giáo phái chỉ là dọn dẹp những rác rưởi, gai góc trên đường đi tới đích. Doanh chính là vị anh hùng đầu tiên lập nên nghiệp đế thống nhất nước Trung Hoa năm phe bảy phái. Họ Ngô cũng là người dựng nên nhà nước Cộng Hòa đầu tiên trên đất Việt Nam. Công việc phục vụ mưu sát âm thầm vận hành. Tới sát ngày khai mạc hội nghị các phe phái, Trần Kim Tuyến đến văn phòng cố vấn báo cáo tình hình chuẩn bị vụ mưu sát. Tuyến không che giấu sự tự tin.
Nhờ mạng lưới điệp viên, tôi biết nhiều thông tin quan trọng. Điệp viên cung cấp sơ đồ tòa biệt thự diễn ra cuộc họp. Điệp viên cung cấp hình thức bài trí phòng họp. Đáng chú ý là giữa bàn họp đặt một lẵng hoa lớn. Đấy là nơi đặt mìn lý tưởng. Bọn nhân viên của ta được chuyên gia Mỹ huấn luyện, tỏ ra thành thạo không thua kém thầy. Ngô Đình Nhu khen. Anh làm việc tốt lắm, anh Tuyến à, vụ này cực kỳ cần thiết, tôi trông mong ở anh cả đấy. Trần Kim Tuyến ra về, Nhu chợt nhận ra mình dùng mệnh đề cực kỳ cần thiết là chưa xác đáng. Phải nói, một vụ mưu sát mang tầm quan trọng như một chiến dịch lớn, có thể thay đổi cục diện tương tự như chiến dịch Điện Biên Phủ của Việt Minh. Không thể không công nhận tính năng động, sáng tạo của Việt Minh. Việt Minh thực là tài, có bao nhiêu nhân tài Việt Nam họ vét dùng gần hết, nhờ thế mà tay không dựng nghiệp. Cái kẻ chứa chất trong lòng đầy dẫy mưu thâm kế độc lại mang tính cách của gã tàn bạo phong lưu chợt tự hỏi. Có nên trình vụ này với anh thủ tướng không hay lẳng lặng tạo cho anh một chuyện bất ngờ? Không, không thể để thủ tướng giận vì mình dám lộng hành qua mặt. Dẫu là anh em ruột, nhưng gây rạn nứt lòng tin ở thủ tướng là điều tối kỵ. Thủ tướng sẽ thu hẹp, khống chế quyền của ta ngay. Ngô Đình Nhu giơ tay xem đồng hồ. 5:30, có lẽ thủ tướng đang dùng bữa. Không sao, sáng mai bọn nó đã khai mạc hội nghị. Không thể để thủ tướng thành kiến hắn cố tình làm cái việc đã rồi. Nhu thu xếp gọn mớ công văn giấy tờ, quay quả định đi thì Trần Kim Tuyến lộp cộp bước vào. Tuyến hớn hở báo cáo. Mọi việc đã hoàn tất, mìn điều khiển từ xa đặt trong lẵng hoa đã đưa vào đúng vị trí. Điệp viên điều khiển mìn nổ làm tiếp tân hội nghị, rất thuận lợi trong tác nghiệp, có thể loại trừ khả năng thất bại. Ngô Đình Nhu hài lòng về khả năng làm việc của cấp dưới, hắn khen. Các anh xứng đáng là những chuyên gia tài ba. Thay mặt thủ tướng tôi biểu dương các anh, xong việc sẽ có khen thưởng. Thôi, anh về đi. Tôi sang gặp thủ tướng trình việc ni với ngài. Ngô Đình Nhu sang khu gia đình của thủ tướng vừa lúc Ngô Đình Diệm đang dùng bữa. Diệm sống độc thân, còn Nhu cũng không ở đây. Giá mà có lũ trẻ quây quần bên bác thủ tướng thì khi về Tư Dinh bác thủ tướng đỡ cô quạnh. Nhu đứng, lễ phép trình việc. Diệm vừa ăn vừa nghe, nghe rõ việc. Ông ta đặt đũa bát xuống bàn, ngoảnh cổ trớn mắt nhìn em như nhìn một vật thể lạ. Lộ vẻ khá tức giận về những người thân tín mà ông ta rất mực tin cậy. Chú mà suy nghĩ dứa hì, chú nông hạn quá hì, các người có biết dứa là vụ mưu sát chính trị không? Cả thế giới sẽ lên án chính phủ của tôi. Chính phủ tồn tại dựa trên nền tảng bạo lực, dùng bạo lực làm cơ sở phát triển thì không thể tồn tại lâu dài. Và, điều ni nữa, chẳng biết các anh có nghĩ tới không, diệt những thằng to đầu mà ta quen nết biết tính ấy. Sẽ nảy ra những thằng to đầu mà ta chưa biết mô tê ra răng, chưa chừng lợi bất cập. Ngô Đình Nhu muốn đấm vào cái đầu ngu ngốc của mình mấy đấm. Quả là muốn tiêu diệt những kẻ thù to đầu phải đúng cách. Anh chỉ bảo em sáng rõ ra rồi, em xin phép về để kịp thời ra lệnh đình chỉ vụ nổ. Ngô Đình Nhu về văn phòng, bỏ cả ăn uống, nối máy liên lạc gọi Trần Kim Tuyến đến. Trần Kim Tuyến cũng vừa về đến nhà, con tíu tít xung quanh, vợ dục rửa giấy để dùng bữa. Hắn chưa kịp nựng con nghe vợ thì chuông điện thoại reo. Vợ Tuyến tỏ ý bực bội. Thoại chi suốt ngày, giờ cơm cũng thoại. Trần Kim Tuyến vừa đặt tay lên ống nghe vừa cằn nhằn. Thằng Mô Thoại bất tử vào giờ ni hì, hắn ngó tai vào ống nghe, định bụng tỉa mấy lời cho bó tức. Không ngờ hắn rối rít, vâng, vâng, thưa ông cố vấn. Tôi tới liền tức thì. Tuyến đặt máy, xua tay về phía vợ con, bước rảo ra hướng gara ô tô. Hắn giữ chức vị được cấp lái xe riêng, nhưng chúng ta đang xây dựng cơ đồ nên đành vui vẻ vừa làm sếp vừa làm lính xế. Chẳng sao, rồi sẽ có phen. Nhu ngồi chờ Tuyến ở văn phòng. Thấy Tuyến đến, Nhu đứng dậy bước ra đón, giọng vồn vã. Làm phiền anh vào giờ ni thực chẳng ra sao. Tôi không thể gọi điện là để giữ bí mật. Nhu nhìn Tuyến thăm dò thái độ khi nói. Thủ tướng phản ứng gay gắt kế hoạch lãng hoa. Có cách nào thu hồi lại mìn, tôi không muốn để lại chứng cứ của vụ mưu sát. Trần Kim Tuyến ứng biến rất nhanh, đúng là con sói thạo săn mồi biết xử trí tình thế bất thường gặp trong cuộc săn. Tối rồi,
nhưng Thu mìn về vẫn kịp. Điệp viên của tôi làm việc trong nớ nên càng dễ hành động. Ngô Đình Nhu giỏi biến báo trong toan tính các âm mưu, nhưng không am hiểu hết thủ đoạn hành nghề của bọn sát thủ nên tỏ ý băn khoăn. Bê cả Lãng Hoa đi, dễ lộ lắm. Trần Kim Tuyến cười. Hèn chi thông thái như Newton mà vẫn phải khoét hai cửa. Có khó chi mô, bí mật dưới một ít hóa chất vào Lãng Hoa. Tất nhiên, sớm mai anh điệp viên của tôi phải lật đật bẩm báo, phải mang Lãng Hoa héo ném vào thùng rác và tất tà đi thừa Lãng Hoa mới. Ngô Đình Nhu nức nở khen. Anh đúng là một quan chức giàu bản lĩnh. Tôi hứa khi thể chế nhà nước Cộng Hòa được thiết lập, Ngô Chí Sĩ trở thành Tổng thống, anh sẽ làm Giám đốc Cục Tình báo Trung ương. Ban chủ bị họp, thành phần gồm Hộ Pháp Phạm Công Tắc, đại diện Cao Đài, Trung tướng Trần Văn Soái, đại diện Hòa Hảo, Thiếu tướng Lê Văn Viễn, đại diện Bình Xuyên, Huỳnh Văn Nhiệm làm thư ký ghi biên bản. Các đảng phái khác không có trong chân ban chủ bị. Ba kẻ đầu trò và gã thư ký ngồi đối diện, trước họ là chiếc bàn bày hoa quả và đồ uống. Họ không dùng gì, chỉ lặng lẽ nhìn nhau như tìm sự thông cảm, lại như định lượng đối tượng. Họ trầm tư về nỗi gì, tâm trạng họ không yên vì cớ gì, hay vừa trải qua cuộc hành trình dài mệt nhọc mà họ đã phải lật đật đến đây để bàn cái lý sống và chết của họ. Hay đầu óc họ đang bày mưu tính kế thắng nhau hoặc thắng đối thủ của họ trong canh bạc này. Sứ mệnh của ban chủ bị quả là nặng nề, tất nhiên có pha chút bi hài kịch. Thành viên của mặt trận hôm nay sẽ là thành viên của chính phủ mai sau, sao có thể lơ là. Thì ra, họ đắm đuối trong trầm tư là toan tính sự thiệt hơn. Khách quan mà nói, phải thừa nhận rằng họ là những người có tài năng, giàu bản lĩnh, nhưng hoặc nuôi tham vọng cá nhân quá viển công, hoặc do lốc xoáy xã hội đùn đẩy, hoặc bởi thành kiến mang tính bảo thủ, hoặc ỷ vào niềm loại niềm tin không có cơ sở vững chắc. Nên khởi đầu, vì lợi ích cá nhân họ đi ngược lợi ích dân tộc, kết thúc là đi vào con đường cụt. Hiện tại, vì lợi ích cá nhân họ lại quậy phá. Kết thúc sẽ thế nào? Xưa và nay khác nhau. Xưa họ vin cớ chống cộng sản vô thần, nay thì dựa cớ bảo vệ quốc trường. Họ biết cớ ấy nhưng chẳng lừa bịp lòe phỉnh được ai. Nhưng dù sao vẫn có cái cớ để bám. Gốc đa mục treo bình vôi, mà vẫn có lũ lượt người đến thắp hương quỳ lạy khấn vái nữa là. Nhưng cũng khách quan mà đặt câu hỏi, gà cùng đàn sao lại bôi mặt đá nhau, cùng ngồi trên con thuyền nát vượt sông lớn. Sao không tìm cách bảo vệ con thuyền cho tới bến bờ, mà lại đứng lên ngồi xuống tranh giành chỗ ngồi khiến thuyền bục người chìm theo. Rút cục, vì danh vì lợi cả thôi. Danh lợi khiến bụng đen tối, mắt mù quáng. Chung cục là danh nhơ lợi mất. Họ có nghĩ vậy không? Có phản tính vậy không? Chỉ có Chúa mới biết, mà Chúa rất công bằng. Con ăn của người thứ gì con phải trả người thứ ấy. Trần Văn Soái với danh nghĩa chủ nhà lại là người khởi xướng lên tiếng. Thưa quý vị, hôm nay chúng ta tề tựu ở đây để bàn vấn đề tự bảo vệ. Chúng ta đang bị Thủ tướng Diệm truy kích. Ổng không cấp lương cho quân lính của ba giáo phái. Ổng bắt ông Bảy giao quyền công an Sài Gòn, đóng cửa tất cả các tiệm hàng kinh doanh sinh lợi. Ổng toan dùng tôi và Trung tướng Phương gây sức ép với ông Bảy. Những việc làm đó chứng tỏ ông Diệm muốn thâu tóm mọi quyền lực, trà đạp lên nguyện vọng của người khác. Ổng thực hiện chủ trương chia để trị. Hộ Pháp Phạm Công Tắc ứng đối luôn. Hắn chia để trị, ta hợp để chống. Trần Văn Soái nói tiếp. Cái lý phải theo là thế, nhưng căn cứ của chúng ta đóng xa nhau, đưa cả quân về Sài Gòn phối hợp chiến đấu với ông Bảy, thì căn cứ lâm nguy khi bị đột kích, đưa ít quân về thì không đủ sức chiến đấu. Hộ Pháp Phạm Công Tắc thắc mắc mà như ra lệnh. Pháp không thể án binh. Ông ta ngừng lời, ánh mắt ngơ ngác đầu đưa như đánh mất thứ gì hoặc tìm kiếm thứ gì đó, rồi thùng thẳng bộc lộ. Chính Savani lên thánh địa gặp tôi hứa hẹn, nếu chiến sự xảy ra quân Pháp can thiệp tức thì. Bảy Viễn làm một cử chỉ tỏ tâm trạng chán nản. Trước kia thì thế, bây giờ lại khác. Quân Pháp đang lục tục xuống tàu về nước, tinh thần lính như cảnh chợ chiều. Các tướng lính ủng hộ chúng ta cũng phân tâm. Chúng ta phải tự lo cứu mình là chính. Hộ Pháp tắc hỏi. Vậy thì, chúng ta phải đối phó với Diệm bằng cách nào?
Bảy Viễn quen các thủ đoạn vừa ăn cướp vừa la làng nên có ngay kế sách. Lực lượng quân đội của Diệm mạnh lên rất nhanh, lại được trang bị những vũ khí tốt của Mỹ nên không thể thắng Diệm bằng biện pháp quân sự đơn thuần. Cần có sức mạnh chính trị làm đầu tàu kéo uy lực quân sự lên. Tôi kiến nghị thành lập mặt trận toàn quốc đấu tranh vì đại nghĩa, danh xưng ấy sẽ kéo dân chúng về với ta. Tắc và Soái cùng lên tiếng ủng hộ. Mặt trận toàn quốc đấu tranh vì đại nghĩa rất có ý nghĩa, rất hay. Huỳnh Văn Nhiệm đặt bút xuống bàn, đẩy tập giấy ghi biên bản về phía trước, ngẩng đầu nhìn mọi người. Hắn thân danh là bộ trưởng đương chức đương quyền, mà hạ mình xin làm thư ký ghi biên bản cho hội nghị chủ bị là muốn được tham dự cuộc họp này. Hắn đề xuất với Soái cho mình tham gia hội nghị với tư cách thành viên chính thức, nhưng Soái không đồng ý. Mỗi phe phái chỉ có một người đứng đầu nằm trong ban chủ bị. Hòa Hảo đưa hẳn hai người vào ban chủ bị sẽ khiến phái Cao Đài, Bình Xuyên đánh giá sai lệch. Vì thế mà Nhiệm chấp nhận làm thư ký ghi biên bản, để có dịp nghe và bộc lộ quan điểm của mình. Huỳnh Văn Nhiệm chỉnh đốn tư thế ngồi cho ngay ngắn rồi mới nói: "Thưa quý ngài, tôi không có tư cách phát biểu ý kiến trong hội nghị, nhưng xin quý ngài hãy dành chút thời giờ nghe tôi nói. Ba câu nói dở cũng học được một ý hay. Xưa kia vua nhà Trần cũng từng mở hội Diên Hồng để trưng cầu ý kiến các vị bô lão." Trần Văn Soái muốn biết thủ đoạn của vị bộ trưởng lắm mưu nhiều mẹo này nhưng không thể vượt lệ đành ngồi yên. Hộ pháp Phạm Công Tắc nghe những lời cởi mở của Nhiệm, rất vừa ý liền nhấc một tay lên khỏi ghế khẽ vẫy rồi nói: "Được ông bộ trưởng chỉ giáo thì còn chi bằng." Bảy Viễn cũng khuyến khích: "Anh bộ nói đi." Huỳnh Văn Nhiệm vẫn duy trì tư thế cũ, nhưng giọng nói lưu loát hơn, nội dung lời phát biểu là vừa vuốt ve vừa thúc đẩy. "Quý vị đã đề ra chủ trương sáng suốt, Diệm chia để trị, ta hợp để chống, và sức mạnh chính trị làm đầu tàu cho mọi hoạt động quân sự, kinh tế, xã hội. Càng đúng, quý vị cần chọn danh xưng thể hiện được sức mạnh, mục tiêu đấu tranh lại có ý nghĩa kêu gọi hưởng ứng. Dựa vào ý kiến ông Bảy, tôi đề nghị dùng tên Mặt trận Thống nhất Toàn lực Quốc gia." Ba giọng nói cất lên gần như đồng loạt: "Hay, gọn mà đủ nghĩa." Bảy Viễn thêm: "Một danh xưng mang tính chiến đấu cao." Hộ pháp Phạm Công Tắc kiến nghị: "Tôi đề nghị dùng tên Nớ." Huỳnh Văn Nhiệm tiếp tục: "Nhằm làm cho mặt trận thể hiện tính quần chúng quảng đại, nên mời các đảng Đại Việt, quốc dân, xã hội và các nhân sĩ trí thức Bắc, Trung, Nam tham gia. Họ tham gia sẽ thu hút thêm dân chúng ủng hộ mặt trận." Hộ pháp Tắc nhận thấy ý kiến của Nhiệm là tuyệt vời, giữa mà suýt không được nghe, ông ta nhìn Trần Văn Soái trách: "Cớ chi ông trung tướng không đưa ông bộ trưởng Huỳnh Văn Nhiệm vào làm thành viên chính thức của ban chủ bị?" Trần Văn Soái đáp: "Vì sự công bằng giữa ba phái nên không thể không nghiêm minh." Bảy Viễn xuê xoa: "Mọi chuyện cho qua, từ giờ phút này ông Nhiệm là thành viên chính thức của ban chủ bị, mời ông phát biểu tiếp." Huỳnh Văn Nhiệm đề xuất: "Các bộ, thứ trưởng của chúng ta trong nội các đồng loạt từ chức." Bảy Viễn vỗ tay reo: "Hay quá, Diệm chỉ còn là con công bị vặt trụi lông, đòn này cũng hiểm." Huỳnh Văn Nhiệm tiếp tục vai trò quân sư quạt mo: "Mở một tờ báo để tuyên truyền cổ động ủng hộ ta, đả kích chính quyền bạo ngược, bất lực. Bước quyết định là động viên, huy động quần chúng biểu tình đả đảo Diệm độc quyền, tàn ác. Đồng thời với việc điện sang Pháp đề nghị quốc trường cách chức Diệm, chúng ta đưa tối hậu thư đòi Diệm từ chức." Hộ pháp Tắc nhận định: "Chỉ nghe từng bước kế hoạch đã thấy tình hình sáng sủa, ông Nhiệm quả là người tài." Trần Văn Soái lái hội nghị vào chương trình nghị sự: "Xin bàn tiếp về nhân sự." Hộ pháp Tắc rất tin phục Nhiệm nên đề xuất: "Chúng ta hãy nghe cao kiến của ông Nhiệm." Huỳnh Văn Nhiệm hoạt bát hẳn, được lời khen chẳng khác máy móc được bôi dầu: "Các vị đã cho phép, tôi mạnh dạn kiến nghị về các ghế quan trọng nhất của mặt trận. Chủ tịch mặt trận, ngoài hộ pháp Phạm Công Tắc, phó chủ tịch, ngài Trần Văn Soái, ủy viên quân sự, ngài Lê Văn Viễn, tham mưu trưởng liên quân, ngài Lê Quang Vịnh, ba cục. Đối với các ban, ngành khác thì tùy tài đức mà bổ nhiệm,
xin chớ câu nệ phe này nhiều phe kia ít. Không thể có kiến giải nào hay hơn, hợp lý hơn nên tất cả biểu quyết tán thành. Hộ pháp tắc thực lòng muốn biết rộng chứ không phải xuất phát từ sự khiêm tốn. Tôi sống trên rừng, ít giao thiệp, tầm mắt bao quát hẹp, tôi muốn quý hữu cho biết tên những nhân vật cần tranh thủ. Bảy viễn được nhiệm đề bạt vào chức vụ đúng sở trường, lòng vẫn hàm ân ngầm, không những thế hắn còn phục nhiệm là người biết phát hiện tài năng nên đùn đẩy luôn. Ông nhiệm thay chúng tôi thưa với ngài chủ tịch về chuyện nớ. Vấn đề nhân sự cũng thuộc loại sở trường của nhiệm, vị bộ trưởng nội vụ. Vấn đề nhân sự rất cần mở rộng ra ngoài phạm vi tôn giáo, đảng phái, nên bao gồm thành phần ba miền đất nước. Vũ Hồng Khanh, Nguyễn Tường Tam, Nghiêm Xuân Thiêm, Lê Phụng Thời là nhân vật nổi tiếng ngoài Bắc Hà. Phan Khắc Sửu, Phạm Quang Đán, Trần Văn Hương đều là nhân sĩ có danh trong Nam Hà. Trần Văn Ân, Hồ Hữu Tường là những người làm báo và hoạt động chính trị. Cũng chớ quên cánh quân Đại Việt của Trương Tử Anh ở miền Trung, nếu có thể thì tranh thủ cả cánh quân bảo vệ Thiên Chúa Giáo của Lơ Doi ở Bến Tre. Hộ pháp tắc hỏi lại: Trần Văn Ân, Hồ Hữu Tường là những người làm báo? Huỳnh Văn Nhiệm đáp: Trần Văn Ân là bộ trưởng thông tin chính phủ Nam phần Nguyễn Văn Xuân, Hồ Hữu Tường viết báo lâu năm, nên dùng hai người này lập tờ báo làm cơ quan ngôn luận của mặt trận. Quý vị xin Bộ Tư lệnh Pháp một dàn máy phát thanh. Báo đài làm nhiệm vụ công kích anh em Diệm và kêu gọi dân chúng ủng hộ mặt trận. Trước khi khởi sự, chín bộ trưởng thuộc ba phái họp báo tuyên bố từ chức đồng loạt. Sài Gòn váng đầu vì con bệnh chính trị, các đấu sĩ trên chính trường đã bước ra sân khấu. Trên các đường phố chính và trong các hang cùng ngõ hẻm Sài Gòn lanh lảnh tiếng trẻ bán báo rong. Thời đại báo đây, báo thời đại do giáo phái cao đài chủ trương đây, Trần Lệ Xuân ăn chặn viện trợ di cư thế nào cứ đọc thời đại khắc biết. Báo đây, báo tổ quốc của Hòa Hảo mới ra lò đây, muốn biết Trần Văn Lắm lấy cắp bao nhiêu thuốc kháng sinh của Hồng Thập Tự quốc tế gửi giúp dân di cư. Đưa bán ở nhà thuốc Cường, Lắm, hãy đọc tổ quốc. Nhiều nhà bắt được sóng của đài phát thanh mặt trận, nội dung cụ thể, giọng nữ phát thanh viên đánh đá, mỗi từ là một mũi tên tẩm thuốc độc nhằm vào Nhu và Trần Lệ Xuân, hoặc các sủng thần của họ. Có người độc miệng: hãy xem cái mặt trận tranh ăn này múa may ra sao, sẽ có nhiều trò hay nhưng cũng sẽ có nhiều nỗi khổ ập xuống dân lành. Nhiều người đặt luôn cho cái hội hóa trang ấy là mặt trận tranh ăn. Cũng vào khoảng thời gian báo đài của mặt trận mở hết công suất, trong phòng khách Bình Xuyên bên đầu cầu Chữ Y diễn ra cuộc họp báo sôi nổi. Người ngồi kín hơn chục dãy ghế kê dưới khán đài, hàng trăm ký giả của các hãng thông tấn, báo chí ngoại quốc và trong nước ngồi nhấp nhổm trên ghế. Mắt háo hức nhìn lên khán đài, các phóng viên cầm máy ảnh hoặc vác camera chen lấn, luồn lách qua các dãy ghế để chõm đối tượng, nơi nơi gian gian tiếng nói cười. Những tiếng trao đổi tay đôi, tay ba râm ran khắp phòng họp. Mấy phóng viên ngồi hàng ghế cuối cùng chuyện trò rôm rả hơn cả. Chuyên gia phỏng vấn Nguyễn Hữu Ngư, phóng viên báo Phương một tờ Nhật báo, hồi chia cắt Việt Nam thành hai khúc. In ở Sài Gòn nhưng phải gửi máy bay chở 3/4 số lượng in ấn ra phát hành ngoài Bắc, ngoảnh nhìn bên trái hỏi Vũ Bằng, phóng viên Việt Tấn Xã. Cuộc họp báo bữa ni có nội dung chi chủ yếu, ông biết không? Vũ Bằng làm việc ở Việt Tấn Xã, trên danh nghĩa thì ngồi trong con thuyền do Ngô Đình Diệm cầm lái, nhưng anh không cùng một lập trường với Diệm. Anh là tình báo viên thuộc cụm tình báo chiến lược 02 do Hàn Ngọc Cẩm làm cụm trưởng, dù phải giữ gìn từ lời ăn tiếng nói để khỏi lộ tung tích, nếu có cơ hội phá ngầm anh cũng không bỏ qua. Chín vị bộ trưởng thuộc Cao Đài, Hòa Hảo, Bình Xuyên nhất loạt từ chức. Nguyễn Hữu Ngư sửng sốt hỏi: vậy sao? Hoàng Hồ, phóng viên báo Ánh Sáng ngồi bên phải Ngư, góp chuyện: chuyện động trời, giỡn đâu có được. Nguyễn Hữu Ngư ngước mắt nhìn lên như tính đếm thứ gì đó, rồi nói: nội các gồm hơn chục bộ trưởng mà có tới 9 vị từ chức, vậy thì còn gì là nội các? Vũ Bằng buông lừng: Hồ Thông Minh cũng xin từ chức. Chuyên gia moi chuyện Nguyễn Hữu Ngư ngạc nhiên, chất vấn:
Hồ Thông Minh là người của Mỹ nên mới được Thủ tướng Diệm cho ngồi ghế Bộ trưởng Quốc phòng, nay đột ngột rời chỗ cùng lúc với 9 vị kia từ chức, cú này mới đau. Ngư là người bảo miệng nên thao thao đúng tính cách của một chuyên gia phỏng vấn, anh đánh giá xu hướng tình thế. Tanh bành rồi mới ngã ngũ rồi lại tanh bành. Hoành Hồ cảnh báo. Này, và từ miệng mà ra đấy, thằng Hòa Đồng, báo Hòa Đồng, bị bóp chết, ông chưa quên chứ? Hai phóng viên, một của tờ Tin Sáng, một của tờ Sài Gòn mới đến chậm, hết chỗ ngồi đành đứng sau ba vị lắm chuyện. Phóng viên Tia Sáng là một thanh niên nói năng bỗ bã, hỏi trống không? Bắt đầu chưa nhỉ? Hoành Hổ, Nguyễn Hữu Ngư ngoái cổ lại lừ mắt nhìn kẻ nói lời trọng lòn, đáp lại bằng tiếng hừ. Nói hỗn với các bậc đàn anh đâu có được. Vũ Bằng là người nhanh miệng lại không câu nệ tiểu tiết nên vui vẻ đáp. Thoải mái thở tích hơi mà viết. Bị hai người biểu lộ thái độ miệt thị, được một người sốt sắng tiếp chuyện, phóng viên Tia Sáng cảm kích, ghé sát tai Vũ Bằng cung cấp một tin tức quý như vàng. Đại úy Ba Búa chỉ huy một trung đội tập kích hai ổ trọng pháo, kéo về trại hai khẩu 20 ly chiến lợi phẩm. Tướng Viễn cho đặt hai khẩu trọng liên ấy trên trụ cầu chữ Y, hướng nòng về phía căn cứ của quân chính phủ. Vũ Bằng chớp chớp mắt ra dáng tìm từ ngữ biểu đạt thích hợp. Nếu vậy thì... Những từ ngữ còn lúng túng trong cổ họng Vũ Bằng thì phóng viên tờ Sài Gòn mới đã nhanh nhảu rót vào tai anh thông tin còn giật gân hơn. Xe thiết giáp Pháp xuất hiện ở nhiều ngã tư Sài Gòn. Vũ Bằng hỏi bâng quơ, thái độ tỏ vẻ ngao ngán. Anh lo cho số phận anh lại lâm vào cảnh bom rơi đạn lạc, hay thương cho số phận dân chúng lầm than. Chẳng biết, anh tình báo này là người đa cảm, rượu mạnh chơi cả lít, nhưng chưa bao giờ vì rượu hoặc vì sơ ý mà lỡ việc chung. Không thể tránh được à? Câu hỏi không có nội dung xác định, nhưng anh chàng nhanh nhẩu của tờ Tin Sáng hiểu ra ngay. Đánh nhau là cái chắc, Diệm lừ lừ như cỗ xe tăng, còn Bảy Viễn thì lắc lư như nòng liên thanh. Họ không choảng nhau mới là sự lạ. Phóng viên Tin Sáng cố nói vớt để chứng minh dự đoán của mình. Có tin hộ pháp Phạm Công Tắc, Trung tướng Trần Văn Soái đang ở hành dinh của Bảy Viễn. Phóng viên Tin Sáng ghé sát tai người đồng nghiệp nhanh miệng, rót riêng cho anh một tin giật gân ở mức độ cao hơn. Cựu Tổng Tham mưu trưởng Nguyễn Văn Hinh được lệnh của Bảo Đại, đã rời Pháp bí mật về nước, cũng đến ngụ trong hành dinh Bình Xuyên. Ông đã thấy tầm quan trọng chưa? Bỗng loa phóng thanh phát ra những tiếng ọ ẹ. Vũ Bằng nhắc mọi người. Sắp bắt đầu đấy, nào, xem hôm nay kiếm được nội dung gì. Louis Siên Conan bước vào văn phòng phó phái bộ chim. Gặp Edward Lenden, sau tiếng chào ngắn lấy lệ, hắn nói luôn. Xe thiết giáp Pháp đang án ngữ nhiều ngã tư trước căn cứ quân ông Diệm. Người Mỹ trầm lặng không duy trì được thói quen trầm tĩnh, hắn bực mình. Bình Xuyên lớn tiếng, Pháp xuất quân, đúng là con gà gô loa muốn gáy. Thôi được, anh về lo công chuyện của anh, việc vừa nói để tôi thu xếp. Nó không thôi gáy lập tức, tôi sẽ đặt nó lên đĩa. Louis Siên Conan vừa đi khỏi, chuông điện thoại lại reo inh ỏi. Edward Lenden nhấc máy, tiếng nói ở đầu máy bên kia là của Ngô Đình Nhu. Giọng Nhu bình tĩnh, chứng tỏ một người có bản lĩnh, trước hiểm nguy vẫn không dao động. Pháp động binh, Thủ tướng Diệm muốn hỏi ý kiến ngài, cho quân ra ngăn hay dùng giải pháp ngoại giao? Edward Lenden hỏi. Thủ tướng nghiêng về giải pháp nào? Nhu đáp, ngoại giao. Edward Lenden hưởng ứng. Tôi cùng ý tưởng ấy, tôi đã có cách, ngài Thủ tướng và ông yên tâm. Edward Lenden bảo tổ công tác nối máy với bộ tham mưu Pháp. Ông ta đòi nói chuyện trực tiếp với tham mưu trưởng Gambier. Đầu kia đáp. Thưa ngài, tướng quân đang bận. Edward Lenden nói như gắt. Bận nhưng không cấp thiết bằng chuyện tôi muốn trao đổi với ông ấy. Được, tôi đợi. 10 phút sau đầu máy bên kia có tiếng nói. Alo, Gambier đây, ngài phó phái bộ đấy à, có chuyện gì vậy? Edward Lenden nói bằng giọng không ngoại giao. Tôi đòi có sự giải thích về việc bộ tham mưu Pháp cho xe thiết giáp ra án ngữ nhiều ngã tư phố.
Gambier là viên tướng liều lĩnh, nhưng chỉ dám liều lĩnh khi ở thế chủ động hoặc phần đúng đắn thuộc về mình. Còn chuyện đưa xe tăng ra dọa thiên hạ thì quả là ỷ sức mạnh mà quên thế đứng. Ông ta chí trá. Quân đội quốc gia bao vây thành phố, quân đội giáo phái chống lại. Tôi e chiến sự xảy ra gây thiệt hại cho quân viễn chinh Pháp nên phải đề phòng. Edward lên đên trịnh trọng một cách châm biếm. Thưa ngài tham mưu trưởng, thủ tướng Diệm và đảng trưởng Bình Xuyên đánh nhau là công việc nội bộ của họ. Không ai, kể cả Pháp lẫn Mỹ được phép can thiệp vào cuộc chiến ấy. Tôi cho rằng, người Mỹ trầm lặng nhấn mạnh, chính tướng quân và bộ tham mưu quân viễn chinh Pháp ở Đông Dương là người chịu trách nhiệm về các hành động can thiệp quân sự và chính trị. Tôi cho rằng chúng ta không nên, mà thực sự là không thể thay đổi chiều hướng chính trị ở Sài Gòn. Chúa đã an bài thì con chiên chúng ta chỉ còn mỗi cách tuân phục. Gambier chợt nhớ lời khuyên của De Gaulle chứa đựng tính pháp lý và những lời nhắc nhở của Ely mang nội dung kỷ luật quân đội. Không thể có sự ứng xử tùy tiện, ông ta bỗng nhũn như con chi chi. Để tránh hiểu lầm, tôi sẽ ra lệnh rút hết lực lượng Pháp về trại. Ngô Đình Diệm và Ngô Đình Nhu ngồi ở bàn trà trong văn phòng thủ tướng. Ngay trước bàn giấy của thủ tướng, cách ba thước là bàn trà, bộ phô tơi bọc da màu đen bóng như láng ánh sáng. Mặt chiếc bàn gụ đặt tấm phóc mica màu tím sang trọng, là nơi thủ tướng Diệm tiếp người nhà hoặc khách thân cận. Anh em Diệm vừa ngồi xuống ghế, bà phục vụ đã bưng khay đựng ấm chén lên đặt giữa bàn. Phích nước sôi và bình trà để sẵn dưới gầm bàn. Diệm nghiện trà và thuốc lá. Ông ta có thói quen tự pha trà, nên yêu cầu bà phục vụ tuổi trung niên ngay từ sáng sớm, đã mang phích nước sôi lên đặt cạnh bình trà. Diệm, Nhu đợi Edward lên đến tới để bàn thảo công việc. Tin tức mọi nơi trên Sài Gòn bay về văn phòng cố vấn chính trị cho biết, tình hình an ninh xấu đi, nội các khủng hoảng, các giáo phái thành lập mặt trận thống nhất toàn lực quốc gia. Quân Pháp cho thiết giáp ra án ngữ các ngã tư xung yếu, quân Bình Xuyên đột kích quân chính phủ cướp đi 2 khẩu pháo, bài đài của đối phương công kích Ngô gia bằng những lời lẽ cay độc nhất. Đang lúc nước sôi lửa bỏng, Bảo Đại giáng thêm một đòn chí tử. Ông ta gửi điện về Sài Gòn khiển trách Diệm, điều hành việc nước không tốt, đòi Diệm bàn giao công việc thủ tướng cho Nguyễn Văn Vĩ, tổng tham mưu trưởng quân đội, sang ngay Pháp gặp quốc trưởng. Diệm, Nhu coi khinh bản chất bức điện của một kẻ hư danh, có chức mà không có thực quyền, nhưng không dám coi nhẹ ảnh hưởng của nó trong dân chúng. Chúng sẽ kích động lôi kéo dân chúng. Dân chỉ mạnh khi đoàn kết, còn không cũng chỉ là từng đám nhút nhát không kiên định. Quân đội quốc gia thừa sức nghiền nát quân Bình Xuyên, nhưng quân Pháp lử lử bên cạnh rình chớp cơ hội can thiệp. Ngô Đình Nhu hỏi Ngô Đình Diệm. Anh tính rằng Diệm đang sống trong tâm trạng của người trong cabin trượt trên dây vượt qua vực thẳm, tuy trợn đôi chút nhưng tin độ bền của dây và lực ghì vững chắc của hai đầu mố, chỉ cần kiên gan là tới đầu bên kia. Ông ta nói với em trai. Năm 1945, cụ Hồ Chí Minh dùng chính sách câu tiễn để đối phó với 20 vạn quân Tàu và 15.000 quân Pháp, ta cũng vậy, một sự nhịn chín sự lành. Chợt nghĩ tới bức điện của Bảo Đại, Diệm hỏi em. Cớ chi mà Edward lên đên vẫn tin Nguyễn Văn Vĩ hì? Ngô Đình Nhu đáp. Có thể Vĩ là người của CIA. Hồi đầu năm Pháp cung cấp cho Vĩ 2.000 khẩu súng, 10.000 tấn đạn. Vũ đều chuyển cho chú Cẩn. Nhờ số vũ khí ấy chú Cẩn đã dẹp được bọn Đại Việt ở Ba Lòng và bọn Quốc dân Đảng ở Quảng Nam. Ngô Đình Diệm lại hỏi. Bọn Nhiệm, Soái, Tháo, Viễn, từ chức đã đành. Hồ Thông Minh là người do Mỹ bồi dưỡng, cớ chi cũng từ chức. Ngô Đình Nhu đáp. Theo em, hình từ Pháp về Sài Gòn đã khiến Minh dao động. Ngô Đình Diệm vẫn chưa hiểu. Cớ chi mà dao động? Ngô Đình Nhu đáp. Hình và Mỹ là hai viên ngụy tướng tin cậy nhất của Pháp. Hai đứa làm việc lâu năm với nhau và có quan hệ mật thiết như anh em. Vĩ đang giữ chức Tổng tham mưu quân đội quốc gia. Hình về nước là có âm mưu đảo chính. Mình lùi sớm, quan sát tình thế chờ thời. Ngô Đình Diệm nhắc Nhu. Sau khi dẹp yên loạn phe phái, dù Vĩ là người của Edward lên đên vẫn kiên quyết thay ngay. Hạt cát tuy nhỏ cũng không thể để nó nằm trong mắt. Ngô Đình Diệm hỏi Nhu.
chú nhận định tình hình ra răng? Ngô Đình Nhu đáp: gần nửa lực lượng vũ trang của các giáo phái đã bí mật hàng ta. Quân Cao Đài, Hòa Hảo ở xa, chúng không dám điều chủ lực đi xa căn cứ. Trên thực tế là Bình Xuyên bị cô lập ở Sài Gòn, diệt lũ này lúc nào xong lúc ấy. Kế khó là phản ứng của Bộ Tư lệnh Pháp. Vừa rồi, bọn giáo phái mới mở chiến dịch tuyên truyền, xe thiết giáp Pháp đã tràn ra đường gây thanh thế. Phái bộ chim phản ứng chúng mới rút. Ngoài miền Trung, khi bọn Pháp rút hết, chú cần thanh toán bọn Đại Việt, quốc dân đảng trong vòng 2 ngày. Nếu có cách chi đó buộc bọn Pháp án binh. Ngô Đình Diệm cắt ngang: thái độ của chim ra răng. Ngô Đình Nhu đáp: họ lo tình trạng lộn xộn dây dưa, lo xảy ra nội chiến kéo dài. Chúng ta không thể tập trung bình định nông thôn, đối phó với cộng sản. Nhu ngừng lời, chuyển sang ý khác. Mà đấy mới là mối lo trong gan ruột chúng ta. Ngô Đình Diệm gật đầu, công nhận Nhu là người biết hoạch định. Chú phân loại mục tiêu dứa là đúng. Diệm vừa rót thêm nước vào ấm vừa nhắc: Viễn từng là Việt Minh, phải đề phòng nó đánh theo cách của Việt Minh. Ngô Đình Nhu đáp: em đã chỉ thị cho Lê Quang Tung tăng cường bố phòng, hầm tránh pháo, hầm thoát hiểm xây dựng sắp xong. Nhưng chưa đến lúc cần đến thứ đó. Em và Edward Lenden đã chuẩn bị một hành động quyết định vào ngày mai. Ngô Đình Diệm toan hỏi thì Võ Hải, tránh văn phòng phủ thủ tướng xuất hiện ở cửa. Hắn bước đến đứng trước mặt Ngô Đình Diệm, chắp hai tay thưa: trình thủ tướng, ngài Edward Lenden tới. Võ Hải đi lùi ra tới cửa thì Edward Lenden đi vào. Ngô Đình Nhu đứng dậy đón. Ngô Đình Diệm ngồi yên, chìa tay, nói theo cách ẩn dụ: mời ông ngồi, mấy bữa ni Sài Gòn oi bức khiến ông mệt nhọc. Người Mỹ trầm lặng hiểu ý tứ chủ nhà muốn ám chỉ vấn đề thời sự Sài Gòn. Ông ta ngồi xuống ghế, nhận chén trà của Diệm đẩy đến trước mặt mình nói: thưa thủ tướng, đại sứ Colin, trưởng phái bộ chim O'Daniel và tôi vừa họp để đánh giá tình hình, thấy rõ bọn giáo phái gây om sòm trong dân chúng, khiêu khích quân đội quốc gia, công kích chính phủ là do có Bộ Tư lệnh Pháp bí mật yểm trợ và thúc đẩy gây rối. Chúng tôi đã điện về Washington đề nghị Nhà Trắng can thiệp triệt để, buộc Paris phải loại trừ tận gốc mọi nguyên nhân phát sinh sự chống đối. Ở đây chúng ta cứ triển khai công việc theo kế hoạch đã vạch ra. Hắn nhấp một ngụm nước, đặt nhẹ chén xuống đĩa, nhìn Nhu hỏi: việc chuẩn bị của ông cố vấn đến đâu rồi? Ngô Đình Nhu hớn hở, đáp: mọi việc đã hoàn tất. Edward Lenden lại hỏi: tình cảm của dân chúng nghiêng về ai? Ngô Đình Nhu tỏ ra rất vững tin khi nói: những tệ nạn mà bọn Bình Xuyên gây ra đối với dân Sài Chợ Lớn, trời không tha đất không dung. Dân Sài Chợ Lớn càng không thể cùng sống chung với chúng trong một thành phố. Họ sẽ ủng hộ ta. Theo tin từ nhiều nguồn tình báo, chỉ điểm, người cảm tình, tôi có thể khẳng định đại đa số dân Sài Gòn, Chợ Lớn ghét Pháp, muốn chính phủ nhanh chóng dẹp loạn giáo phái, nhất là bọn Bình Xuyên. Nhu hướng về phía Diệm lễ phép nói tiếp: được anh chuẩn ý, em và ngài cố vấn Edward Lenden đã lên phương án toàn diện. Em xin trình để anh cho ý kiến quyết định. Ngô Đình Diệm đồng ý bằng cách gật đầu, tay vẫn rót nước nói: Trần Quốc Biểu, Kiều Công Cung, Nguyễn Gia Hiến huy động dân chúng, lấy đồng bào di cư, công đoàn vàng, thanh niên cách mạng làm nòng cốt, tổ chức cuộc biểu tình tuần hành qua các đường phố lớn rồi tập trung meeting tại quảng trường dinh thủ tướng chào mừng hội đồng cách mạng ra mắt quốc dân. Hội đồng cách mạng bao gồm các hàng tướng Nguyễn Thành Phương, Nguyễn Giác Ngộ, Lâm Thành Nguyên, Trịnh Minh Thế, nếu cần thì cho cả Thái Hoàng Minh ra công khai. Sau đó, anh tuyên bố bổ sung các bộ trưởng vào nội các thay thế các bộ trưởng từ chức. Bọn em chọn Lê Ngọc Trấn, Bộ Quốc phòng, Trần Chánh Thành, Bộ Thông tin, Nguyễn Hữu Nghĩa, Bộ Lao động, Nguyễn Hữu Trân, Bộ trưởng Phủ Thủ tướng. Ngô Đình Diệm đẩy chén trà về phía Edward Lenden, một chén trà tới trước mặt em trai, thái độ hoan hỉ khi nói: nhận sự bố trí dứa là được đấy. Edward Lenden đề nghị: không nên vội đưa Thái Hoàng Minh, Nguyễn Thành Phương ra công khai. Họ sẽ là đòn bất ngờ dành cho Bình Xuyên và Cao Đài. Ngô Đình Nhu đồng ý, nói tiếp:
Sau khi nội các mới tuyên thệ nhậm chức, anh thông báo Tổng tham mưu trưởng Nguyễn Văn Vĩ ốm phải sang Pháp điều trị, bổ nhiệm Lê Văn Tị làm quyền Tổng tham mưu trưởng. Tiếp theo anh tuyên cáo tội trạng của bọn công an Bình Xuyên rồi tuyên bố cách chức lại Văn Sang, giải thể công an Bình Xuyên, thay vào đó là Nguyễn Ngọc Lễ và 3.000 cảnh sát mũ xanh. Ngô Đình Diệm nhắc nhở: để phòng chó cùng cắn bậy. Ngô Đình Nhu đáp: xin anh chớ bận tâm, vì đó là việc khó khăn, phức tạp nên bọn em đã có kế hoạch tỉ mỉ. Chúng sẽ bị bất ngờ phản ứng không kịp. Ngô Đình Diệm gật gật đầu mấy cái liền tỏ sự hài lòng. Hai ông sắp đặt tốt giữa, tôi yên tâm. Người Mỹ trầm lặng chứng tỏ sự năng động, thông minh của một chuyên gia lật đổ, có thể lường trước tình huống có thể xảy ra. Bọn giáo phái dựa vào thế pháp để làm càn, chỗ dựa ấy mất chúng sẽ núp sau danh vọng của Bảo Đại. Tôi tặng Thủ tướng một bảo bối để ngài dùng khi cần thiết. Vừa nói, hắn vừa mở cặp lấy ra tấm ảnh Bảo Đại làm trò con heo, đặt xuống bàn rồi đẩy đến trước mặt Diệm. Nhìn tấm ảnh cỡ 6-9 Nhu cười mỉa, Diệm đỏ mặt. Kẻ độc ác không lên án mình là độc ác, chúng coi các hành động man dợ của chúng đương nhiên như mèo bắt chuột, hổ vồ dê. Nhu cầu cuộc sống đòi hỏi chúng hành động thì chúng hành động. Cái thứ tâm địa hoang dã đẩy chúng đi từ sai lầm này sang sai lầm khác mà không nhận chân ra sai lầm. Chuột bị mèo bắt, dê bị hổ vồ, vì chúng đơn lẻ, yếu đuối, chứ đâu phải chúng thua kém kẻ kia về khát vọng sinh tồn. Nếu Thượng Đế ban cho sức mạnh, chuột sẽ cắn toi đời mèo, dê sẽ húc chết hổ. Bọn đạo tặc không hiểu lẽ đó, chúng thấy dân thu mình lại ngỡ dân chúng sợ, chúng có làm trời làm biển dân cũng chẳng dám ho he. Thứ tâm trạng tự huyễn hoặc dương dương tự đắc đã khiến Bảy Viễn bị một đòn chết đứng. Hắn không ngờ dân chúng Sài Gòn, Chợ Lớn đổ ra đường đông đến thế, ủng hộ Ngô Đình Diệm mạnh đến thế, dư luận ồn ào đến thế. Diệm đã cao tay hơn hắn, ra tay sớm hơn hắn. Diệm thành công trong việc thải bỏ những bộ trưởng hữu danh vô thực, chám những kẻ thân cận vào đó. Nhưng tình hình chưa đến mức tồi tệ như dân chúng Sài Gòn, Chợ Lớn xôn xao bàn tán. Mặt trận thống nhất toàn lực có hàng chục vạn tay súng, lại có 30 vạn quân Pháp làm hậu thuẫn và danh chính ngôn thuận, quyền quyết định tối cao vẫn nằm trong tay quốc trưởng Bảo Đại. Bảy Viễn quyết định lấy độc trị độc, hắn yêu cầu hộ Pháp Phạm Công Tắc lên Tây Ninh, trung tướng Trần Văn Soái xuống An Giang chuẩn bị lực lượng, sẵn sàng đưa quân về Sài Gòn tham chiến. Hắn trụ ở Sài Gòn, gặp Diệm đưa tối hậu thư, buộc Diệm từ chức, nếu không sẽ bị tấn công bằng quân sự. Bảy Viễn muốn có người thạo ngôn luận ở bên mình để ứng phó khi cần thiết nên đề nghị Trần Văn Ân tham gia phái đoàn đại diện mặt trận. Ba thành viên phái đoàn đại diện mặt trận thống nhất toàn lực quốc gia ngồi trên ba xe Jeep màu cỏ úa, xe chở Bảy Viễn dẫn đầu bon bon tiến về hướng dinh Nozodom. Thủ tướng Ngô Đình Diệm, cố vấn chính trị Ngô Đình Nhu, Tổng tham mưu trưởng Lê Văn Tị tiếp phái đoàn Viễn tại phòng khánh tiết trong dinh thủ tướng. Tướng Tị nghiêm túc có dáng nhắc nhở: chọi với quân chính quy của tôi thì chỉ có con đường chết. Cố vấn Nhu lừ lừ như có ý ngầm tao sẽ bắn bể sọ mi, nhưng Thủ tướng Diệm tỏ ra ân cần, niềm nở. Cố ý phát biểu với nội dung chung chung, kẻ trí xảo chưa gặp dịp thường tỏ ra thân thiện. Mời ông Bảy và hai ông dùng nước trà, đất nước chưa ổn định, nạn cộng sản vẫn chờ, tôi ngày đêm mong mỏi được nghe những ý kiến xây dựng. Trần Văn Ân phát hiện ra cách nói của Ngô Đình Diệm là có dụng ý, các anh chẳng là cái quái gì, các anh phá quấy lắm, khôn ngoan thì có phận, ngông nghênh thì coi chừng. Hắn toan dùng lời lẽ đập lại thì Bảy Viễn, kia gã phổi bò đã lên tiếng. Tôi đến đây gặp ông không nhân danh cá nhân mà là đại diện của mặt trận thống nhất toàn lực quốc gia, chuyển tới ông một tối hậu thư. Trần Văn Ân mở cặp lấy tập bìa kẹp văn kiện trao cho Viễn, Viễn đưa Diệm. Ngô Đình Nhu cười mũi, Lê Văn Tị đẩy mạnh chiếc chén trà ra xa, gót giày dằn mạnh xuống đất. Ngô Đình Diệm ngước mắt nhìn Bảy Viễn như nhìn con vật lạ, không thèm giơ tay nhận tập văn kiện khiến Viễn phải đặt xuống bàn. Diệm nói bằng giọng ôn hòa, thứ ôn hòa tầm thuốc nổ. Tối hậu thư hỉ, hẳn có điều kiện bắt buộc. Bắt buộc mần chi, quyết không phải là níu quân Viễn chinh Pháp ở lại để giày xéo quê hương Việt Nam chứ.
Tối Hậu Thư có đề cập tới họa Việt Minh Cộng sản không? 7. Viễn Lộ Nguyên Hình là một gã lục lâm chứ không phải là một vị đại diện cho một chính đảng, càng không phải là nhà thương thuyết có kinh nghiệm. Hắn bị những lời như kim đâm dao cắt của đối phương kích động, hắn bộc lộ tâm trạng theo tính cách của kẻ phá bĩnh. Quốc trưởng Bảo Đại đã sai lầm khi cử ông làm thủ tướng nên ngài đã có công điện bãi chức ông. Nội các do ông thành lập không còn danh nghĩa. Mặt trận Thống Nhất Toàn Lực Quốc gia thành lập Hội đồng Cách mạng, cử người thay thế và thỉnh cầu quốc trưởng quyết định. Ngô Đình Diệm đay lại. Quốc trưởng quyết định, quốc trưởng nào? Diệm lìa tấm ảnh Bảo Đại làm trò con heo đến trước mặt Bảy Viễn, nói bằng giọng cay độc, khinh miệt không cần che giấu. Có phải hắn tại đây không? Diệm ngoảnh mặt đi với cách hết sức bỉ báng. Đức quốc trưởng của ông đấy, đẹp hỉ, người mà các ông suy tôn đàng hoàng hỉ. Bảy Viễn lâm vào thế bị động như từ hải chết ngồi khi quan sát tấm ảnh. Nhà hùng biện Trần Văn Ân chỉ còn biết nén tiếng thở dài. Ngô Đình Diệm biết không thuần phục nổi con ngựa bất kham nên giáng tiếp một đòn chí tử. Một người trọng liêm sỉ không thể chấp nhận một người đứng đầu nhà nước vô liêm sỉ như dứa. Tôi, quân đội quốc gia, đồng bào miền Nam quyết lôi kẻ thối tha đó khỏi ghế quốc trưởng. Nếu các ông không có ý kiến gì khác thì buổi nói chuyện kết thúc ở đây. Ba nhà thuyết khách cùng đứng lên, cùng ngậm đắng cay vì ngón đòn quá hiểm, cùng rảo bước khỏi cái nơi ổ rắn hang hùm, cùng leo lên ba chiếc xe nhà binh. Xe tới đầu cầu chữ Y, Bảy Viễn bắt dừng lại. Hắn xuống xe, lớn tiếng gọi tên sĩ quan chỉ huy khẩu đội lính kích pháo 81 ly, ra lệnh. Mày bắn nát sọ thằng Diệm cho tao. Mấy phút sau, mệnh lệnh của Bảy Viễn được thi hành. Hai viên đạn cỡ 81 ly rời ống phóng phụt lên không trung, hướng về phía dinh Nozodom mà lao tới. Savani từ phòng khách của Viễn hộc tốc chạy ra. Hắn đến từ lúc nãy, vào phòng khách thấy đông người hỏi mới biết Bảy Viễn đến dinh Nozodom đưa Tối Hậu Thư. Họ tụ tập ở đây nói chuyện phiếm, chờ Bảy Viễn. Hắn cũng chờ. Đang phấp phòng đợi thì nghe tiếng súng lớn nổ. Tiếp đến một sĩ quan hớt hải bước vào nói. Đánh nhau to đến nơi rồi, thiếu tướng lệnh nổ súng vào dinh Nozodom. Tới nơi đặt cối, Savani quen thói chỉ huy người bản xứ. Dù người bản xứ có quân hàm cao hơn nhiều bậc, hắn tùy tiện ra lệnh ngừng bắn và ngỏ lời xoa dịu tâm trạng bực bội của Viễn. Hai tiếng nổ lớn đã xua đi nỗi căm uất trong lòng tên khùng. Gã không bắt bẻ kẻ vượt quyền mà như một quân nhân nghiêm túc, sóng đôi cùng Savani bước về văn phòng. Bảy Viễn còn đang ở tư thế ngồi xuống ghế, Savani đã đay nghiến. Anh muốn tự sát hả? Anh muốn đưa đảng Bình Xuyên vào con đường diệt vong hay sao? Bảy Viễn không tìm được lời giải đáp cho hành động hấp tấp vừa rồi, gã ngồi ngay trong ghế bành. Trần Văn Ân thấy Viễn vẫn tức giận liền lên tiếng. Thực ra, Ân Toan nói thực ra hành động chó má của quốc trưởng khiến những người đưa yêu sách bẽ mặt nhưng kịp cân nhắc lại nên chỉ kể diễn biến cuộc gặp gỡ bằng thái độ khách quan. Bảy Viễn quen thói ngỗ ngược, tự cho mọi hành động của mình là đúng, mọi sự chống trả của đối phương đều đáng ghét. Gã biểu lộ tâm trạng ấy qua câu nói lươn chê chạch nhất. Thằng Diệm phản bội quốc trưởng, nó coi thường mặt trận chúng tôi. Savani cũng nuối tiếc thời vàng son của người Pháp ở Đông Dương, cũng rất muốn tìm cách ở lại Đông Dương mãi mãi, nhưng thời vận đổi thay, muốn bắt thỏ phải răng bẫy, muốn kiếm tiền phải biết cách, hắn mách nước. Lo việc lớn không thể hành động tùy tiện. Từ xưa đến nay, các vị anh hùng hào kiệt thành công trong sự nghiệp đều do biết kết hợp giải pháp quân sự với đường lối chính trị, lấy đường lối chính trị làm kim chỉ nam. Mặt trận các anh nên gấp rút thành lập Hội đồng Quốc dân làm đối trọng, chống lại Hội đồng Cách mạng của Diệm. Nếu không xác lập danh nghĩa chính trị, các anh chỉ còn là một liên minh phiến loạn. Bị mang danh nghĩa phiến loạn các anh không được dân chúng ủng hộ và sẽ bị thế giới tẩy chay. Bảy Viễn nhắc lại. Hội đồng Quốc dân, Hội đồng Cách mạng. Hắn so sánh theo cách đánh giá của mấy ả hàng cá. Ông tám lạng, bà nửa cân. Hắn nhìn Savani khen. Anh luôn luôn đúng, tôi theo ý anh. Hết mặt trận lại đến hội đồng, chủ trương chính trị không nhất quán thì chiến lược tranh ăn chỉ là thứ chắp vá.
Về hiệu quả có thể đo đếm được thì hai tiếng nổ đơn côi chẳng là gì cả, nhưng lại gây xôn xao trong dân Sài Gòn, chợ lớn và làm bận rộn nhiều máy bộ đàm. Chuông điện thoại hối hả ở văn phòng đại sứ Mỹ, cơ quan cao ủy Pháp, trụ sở Bộ Tổng tham mưu Quân đội Quốc gia. Tổng tham mưu trưởng Lê Văn Tị hạ lệnh báo động, đặt các đơn vị quân đội quốc gia vào tình trạng sẵn sàng chiến đấu. Tất cả các đơn vị pháo quay nòng về hướng căn cứ Bình Xuyên. Thực ra, cả phái quốc gia lẫn phe Bình Xuyên đều hồi hộp, chỉ mấy gã cầm đầu day tay mắm miệng những toan ăn tươi nuốt sống đối phương. Còn những kẻ bảo trợ thì xôn xao, lúng túng vì sự cố bất ngờ nằm ngoài tầm kiểm soát. Đại sứ Colin gọi điện hỏi cao ủy Eli. Tôi muốn được giải thích về hai tiếng nổ đó. Eli đáp. Bộ tham mưu Pháp không biết, tôi chưa được báo cáo về vụ này. Đại sứ Colin khẳng định. Bộ tham mưu Pháp không biết, nhưng tướng tá trong bộ tham mưu của ngài dung túng cho bảy viễn gây chiến. Cao ủy Eli biết Colin ám chỉ Gambier, Savani, còn ậm ả tìm ngụy biện thì Colin đã nói tiếp. Tôi và ngài cùng muốn tình hình yên ổn để quân viễn chinh Pháp xuống tàu về nước đúng thời hạn quy định. Tổng thống Mỹ mới gửi điện sang nhắc nhở tôi, chính phủ Mỹ và chính phủ Pháp duy trì mối bang giao tin cậy lẫn nhau đã nhiều năm. Phái bộ đại diện Mỹ và bộ tham mưu Pháp ở Sài Gòn phải góp phần củng cố mối bang giao ấy. Vậy mà, nếu bảy viễn gây chiến sẽ bị quân đội quốc gia của ông Diệm đè bẹp. Khi ấy, các ngài khoanh tay nhìn thì khó biện minh trước dư luận, mà can thiệp thì dẫn đến cuộc chiến tranh mới, một cuộc chiến xảy ra giữa hai đồng minh của chúng ta. Eli bị cả thác ngôn từ nặng nề đổ vào tai, xoáy vào óc, từ nào cũng chính xác như một cộng một bằng hai. Khó có thể dùng lời để tự bảo vệ, ông ta đành phải bấm bụng làm cái việc không thể đừng. Nếu đúng như lời ngài nói, tôi sẽ ra nghiêm lệnh ngăn chặn. Colin nối điện thoại báo cho Edward Landin biết tinh thần cuộc trao đổi với tướng Eli. Cuối cùng, ông ta công nhận. Eli chưa biết vị trí bị pháo kích. Edward Landin gọi điện hỏi Bộ Tổng tham mưu Quân đội Quốc gia. Tổng tham mưu trưởng Lê Văn Tị đáp. Dinh thủ tướng bị trúng đạn pháo, tôi đã ra lệnh báo động. Edward Landin giơ tay với khẩu tiểu liên cực nhanh treo cạnh bàn, quắc như quẳng quai súng qua vai, lệnh cho hai viên trung úy cận vệ mang súng cùng đi. Một trung úy hiểu nhanh vấn đề, tỏ ý chủ trừ muốn can chỉ huy chớ vội đi vào vùng nguy hiểm. Nhưng Edward Landin cao giọng ngắt ngang. Khi khẩn cấp không được phân tâm. Cả ba chạy ra Gaza, dùng xe thành thép mui trần chạy thẳng đến dinh Norodom. Phút hiểm nghèo không bỏ đồng minh, gã chuyên gia lật đổ này xứng đáng với sự tín nhiệm của nhiều đời Tổng thống Mỹ. Một góc mái dinh thủ tướng bị sạt, bụi và khói đã tan hết, vài ba người bị thương vì mảnh cối, vì gạch ngói văng đã được khiêng xuống hầm sơ cứu. Tư lệnh quân cảnh vệ Lê Quang Tung đang lớn tiếng phân phối các trung đội, đại đội chiếm lĩnh và củng cố trận địa phòng ngự. Ngô Đình Nhu, Trần Lệ Xuân chia nhau đến từng vị trí phòng thủ, khích lệ sĩ khí bằng câu nói ngắn nhưng thân mật. Các em. Edward Landin bước rào tới trước Ngô Đình Nhu, hỏi. Thủ tướng vẫn bình an chứ? Ngô Đình Nhu gật đầu và kéo vị cố vấn tận tụy vào gian phòng phụ, trong tầng trệt gặp Ngô Đình Diệm. Quan sát thái độ Diệm chỉ thấy lộ vẻ ngỡ ngàng chứ không hề hoang mang trước sự cố hiểm nguy vừa bất ngờ xảy ra. Trên thế gian này chỉ có thằng Viễn làm tướng mới điên khùng theo lối luật rừng như thế. Trông thấy Edward Landin, Diệm mừng rỡ cất tiếng chào hỏi. Rất vui được gặp ông, tôi luôn đinh ninh rằng khi tôi gặp điều không như ý sẽ có ông ở bên cạnh. Quả là thứ linh tính Chúa ban cho các con chiên tội nghiệp của người. Edward Landin cung cấp thêm cho Diệm liều thuốc an thần. Đại sứ Colin đã kiến nghị với Bộ Tư lệnh Pháp buộc Viễn không được tái diễn hoạt động càn bậy. Diệm vui vẻ tiếp nhận, nhưng cảnh báo. Tuy vậy, không thể xem thường kẻ cố thây làm liều. Muốn yên ổn thì chớ chắc tin vào sự an toàn. Bảy Viễn, Trần Văn Soái, Lê Quang Vinh, Phạm Công Tắc, Nguyễn Văn Thành và cựu Tổng tham mưu trưởng Nguyễn Văn Hinh có thêm Savani tham gia buổi họp chủ bị thành lập Hội đồng Quốc dân.
thành viên hội đồng nằm trong các phe phái thì động viên quá dễ, bảo ai người ấy nhận lời ngay. Nhưng các nhân sĩ trí thức nổi danh Bắc Nam như Phan Khắc Sửu, Trần Văn Hương, Phan Quang Đán, Nghiêm Xuân Thiên, Nguyễn Thế Truyền, Nguyễn Tường Tam từ chối vì những cớ không có tinh thần trách nhiệm với quốc trưởng, tuổi già, ốm đau, ngại trốn chính trường hiểm ác. Bảy viễn cố đấm ăn xôi, dù không đủ thành phần vẫn cứ lập hội đồng quốc dân. Phạm Công Tắc là người quy củ, luôn luôn chủ trương công việc phải có tên, danh xưng phải tương xứng. Chớ lạm dụng hội đồng quốc dân mà trơ ra có Hòa Hảo, Bình Xuyên, Cao Đài thì đó là hội đồng què. Bảy viễn khăng khăng bảo vệ quan điểm chịu đấm ăn xôi. Câu nệ tiểu tiết sẽ hỏng đại sự. Savani biết bảy viễn có quyết tâm, nhưng quyết tâm mà không có thực lực đảm bảo, không cơ sở chính đáng biện minh cho hành động thì đó là sự bừa bãi, liều lĩnh. Hắn khuyên: anh bảy à, lời hộ pháp rất có lý. Đưa ra trình quốc dân một hội đồng như thế sẽ gián tiếp bố cáo với thiên hạ rằng chúng ta bị cô lập. Lê Quang Vinh, Ba Cụt là viên tướng trẻ háo thắng, thích ục nhau để nổi danh, đấm tay này chẳng nên thì đấm bằng tay kia. Không thể dựa vào chủ trương chính trị thì dùng giải pháp quân sự. Ý tưởng dùng bạo lực giải quyết bất đồng hợp với tâm trạng Savani, hắn chất thêm củi vào lò. Quyết tâm lấn tới này có nguyên nhân sâu xa. Chính phủ Pháp không thể dựa vào các giáo phái võ trang để bảo vệ quyền lợi Pháp ở Việt Nam, nhưng có thể khơi dậy tham vọng quyền thế ở những tên cơ hội này gây mất ổn định để yêu sách Mỹ về khoản đài thọ rút quân. Bọn cơ hội bị chủ lợi dụng mà cứ ngỡ mình có giá trị. Gambier khai thác ý đồ là mình làm mẩy của chính phủ để phục vụ âm mưu phản kích của hắn. Savani là gã đồng lõa năng động, đắc lực nhất của Gambier. Bộ tham mưu Pháp, nhất là tướng quân Gambier rất quan tâm đến diễn biến tình hình. Diệm đẩy quý vị tới bước đường cùng, hoặc chịu chết hoặc dùng vũ trang chống lại. Bộ tư lệnh Pháp nhờ tôi chuyển tới quý vị lời hứa yểm trợ quý vị với hết khả năng và điều kiện cho phép. Bảy viễn có chỗ dựa để ngông nghênh. Vậy thì đánh, xin chủ tịch và quý vị quyết định, theo tôi thì phải đánh, phải đập vỡ đầu anh em thằng Diệm. Trần Văn Soái lưỡng lự. Tình thế buộc chúng ta phải đánh, nhưng chúng tôi đang thiếu vũ khí. Savani lại cho thêm củi vào lò. Bộ tham mưu Pháp sẽ tiếp tế cho Hòa Hảo bằng tàu thủy qua đường sông những vũ khí cần thiết, cấp cho Bình Xuyên ba giang thuyền, Cao Đài lo được khâu vận chuyển, chúng tôi cũng cung đốn vũ khí theo nhu cầu. Bảy viễn hướng về phía Phạm Công Tắc hỏi với ý nghĩa áp đặt: đề nghị ngài chủ tịch cho chủ trương. Hộ pháp Phạm Công Tắc cảm thấy bị các tướng lái mọi người theo ý định chủ quan của họ. Hội nghị chủ bị hoàn toàn mang ý nghĩa chính trị dần dần biến thành cuộc họp bàn vấn đề quân sự. Ai cũng đánh, chẳng lẽ thân danh là chủ tịch mặt trận mà đứng một mình, dù chưa cân nhắc cặn kẽ, hộ pháp Phạm Công Tắc cũng phải thể hiện quan điểm. Các vị đã quyết tâm như vậy, tôi cũng nhất trí. Lê Quang Vinh nhân danh tham mưu trưởng liên quân trình bày kế hoạch tác chiến. Tôi chỉ trình bày có tính chiến lược, kế hoạch cụ thể của mặt trận nào thì mặt trận ấy tự do. Các căn cứ của ba giáo phái tạo thành thế ỷ dốc. Mặt trận Sài Gòn sau một cuộc tập kích ồ ạt sẽ tiến hành chiến tranh du kích trong thành phố, khiến thằng địch ăn không ngon ngủ không yên. Mặt trận Tây Ninh gấp rút xây dựng hậu cứ tại núi Bà Đen, tập kích chiếm tỉnh lỵ làm tiền đồn, tựa thế núi rừng nếu phải đánh lâu dài. Mặt trận An Giang lập phòng tuyến ở An Hữu, khống chế đoạn đường số 4 từ cái vồn đi Cần Thơ, nếu có khả năng thì chiếm thị xã Cần Thơ, xây dựng Đồng Tháp 10 thành chiến khu. S. Trong lúc Ba Cụt trình bày, bảy viễn nghĩ đường tiến thoái của hắn. Ba Cụt bảo tiến hành chiến tranh trong thành phố, đó là lối đánh của Việt Minh do Nguyễn Bình khởi xướng, nhưng đánh theo cách ấy nhất thiết phải dựa vào dân, được dân ủng hộ. Còn lính Bình Xuyên thì gây nhiều ai oán trong dân rồi, có dịp là họ trả thù chứ mong chi giúp đỡ. Nói cho gọn, kế với Bình Xuyên là quá dở. Tiến công thắng lợi thì khỏi lo, nếu không thì phải rút vào rừng sát, khi ấy căn cứ Phú Mỹ trên đường 15 trở thành tiền đồn của chiến khu rừng sát.
ngay từ bây giờ nên bí mật chuẩn bị phương tiện di chuyển trong khu vực có nhiều đầm lầy. Ba cụt dứt lời, Bảy Viễn nói tiếp. Tôi tán thành kế hoạch của ông ba, phần tôi đã chuẩn bị mở đầu bằng trận bộc phá hoại kho tàng, vị trí quan trọng của Diệm. Kế ngay theo đó là trận tổng tiến công vào khu hành chính trung ương, không thắng hoàn toàn cũng gây thiệt hại lớn cho địch. Quân Bình Xuyên không có kinh nghiệm tiến hành chiến tranh du kích nên khi không giành được thắng lợi hoàn toàn, chúng tôi sẽ rút vào rừng sát xây dựng chiến khu. Ba cụt tỏ ra không tự mãn mà rất khoan hòa. Tôi chỉ vạch ra đại lược, các vị tùy theo tình hình thực tế về chính trị, địa lý mà quyết định. Nguyễn Văn Hình muốn kích thích sĩ khí, cũng có thể là hành vi dây máu ăn phần khi chia tay xin việc. Ba mặt trận cùng mạnh thì thế trận chung rất mạnh. Tôi xin theo Thiếu tướng Tham mưu trưởng đến căn cứ Cái Vồn, phối hợp với Trung tướng Tổng tư lệnh chiếm An Hữu, tập kích Cần Thơ, mở rộng vùng kiểm soát, làm chủ vùng lúa đồng bằng sông Cửu Long. Lương thực là sinh mệnh của quân đội. Hộ pháp Phạm Công Tắc ngoảnh nhìn Nguyễn Văn Thành bàn bạc mấy câu rồi hướng về phía mọi người nói. Bổn tọa sẽ làm theo kế hoạch của ông Tổng tham mưu trưởng đã chỉ, tập kích chiếm thị xã Tây Ninh, xây dựng vùng rừng núi Tây Ninh thành căn cứ, phối hợp với hai mặt trận dưới Ni. Bảy Viễn đứng lên trịnh trọng nói. Quý vị đã chấp thuận kế hoạch tác chiến của ông Tổng tham mưu trưởng, tôi cũng nhất trí. Đúng 6 giờ sáng ngày 28 tháng 4 tới, quân Bình Xuyên mở đầu cuộc tấn công. Đề nghị hai mặt trận phối hợp và đề nghị ngài Savani báo cáo với Bộ Tư lệnh Pháp để có kế hoạch yểm trợ chúng tôi. Savani yêu cầu. Muốn yểm trợ cần có chỉ dẫn cụ thể hoặc có sơ đồ. Bảy Viễn đáp ứng ngay. Tôi sẽ cử tham mưu trưởng Tư Hiếu đi cùng ngài sang gặp tướng Gambier. Các giáo phái thân Pháp tỏ ra hăng hái, đòi hỏi chính phủ phải đáp ứng này nọ là do chúng dựa vào lập trường của Bộ Tư lệnh Pháp tại Đông Dương. Mà lập trường của Bộ Tư lệnh quân viễn chinh Pháp ở Đông Dương lại phải đi theo đường lối của chính phủ Pháp làm giá với Mỹ để yêu sách viện trợ và chi phí rút quân, chứ thực tâm chẳng thủy chung tử tế gì với bọn tay sai đang kỳ mạt vận. Ngày tổng tuyển cử thống nhất Nam đang tới gần, nếu Ngô Đình Diệm không ổn định được nội trị, thì chắc chắn dân chúng miền Nam có cơ hội thể hiện lòng tin yêu đối với cụ Hồ Chí Minh, lãnh tụ tinh thần thiêng liêng của họ. Nếu cụ Hồ nắm quyền thì tham vọng Mỹ lập căn cứ đầu tàu ở Đông Nam Á sẽ không có cơ hội biến thành hiện thực. Đây là cơ hội làm tiền mà Pháp không thể bỏ qua. Nước Pháp bị cuộc chiến tranh thế giới lần thứ hai tàn phá, nhân dân mỏi mệt, chưa có lấy một ngày nghỉ ngơi lấy sức, thì đã phải gồng mình gánh trên vai cuộc chiến tranh khôi phục chế độ thực dân ở Việt Nam. Cuộc chiến tranh khôi phục chế độ thực dân bị thất bại, nền kinh tế Pháp nguy khốn. Từ lâu, Pháp nhờ viện trợ Mỹ để khôi phục nền kinh tế chắp vá và theo đuổi cuộc chiến tranh thực dân. Những tưởng làm nên sự nghiệp nào ngờ chỉ trong vòng 9 năm mà 9 lần nội các chết yểu, 7 lượt thay tướng tư lệnh, rút cục Pháp e cổ mang nợ Mỹ, mà vẫn phải chấm dứt cái chuỗi 80 năm làm mưa làm gió ở Đông Dương, nền kinh tế Pháp vẫn phải dựa vào viện trợ Mỹ, trong khi nợ cũ đang chồng chất. Pháp viện cớ nhùng nhằng ở Việt Nam, dùng bọn giáo phái bản xứ để tăng thêm mức độ nhùng nhằng là nhằm gây sức ép, đòi hỏi Mỹ đáp ứng nhu cầu viện trợ của Pháp, và Mỹ phải tỏ ra hào phóng trong vấn đề đỡ đầu Pháp, chịu những chi phí rút quân Pháp ra khỏi Đông Dương. Pháp chỉ xin có hơn 4 tỷ đô la cho cuộc lui quân đúng kỳ hạn, thậm chí, nếu Mỹ biết điều Pháp sẽ hoàn thành việc rút quân sớm hơn thời hạn. Mỹ cần Việt Nam phục vụ mưu đồ phòng thủ toàn cầu, Pháp cần tiền. Hai sự cần gặp nhau ắt biến thành hiện thực. Thì ra, giữa hai quốc gia với nhau cũng có sự mặc cả so kẻ lợi dụng sơ hở, như hai ả buôn bán rau, có khác thì khác là do những người tao nhã thực hiện, và thực hiện bằng phong thái thượng lưu. Trong thực tế, Mỹ và Pháp đang ở trong tình huống vì phồn vinh cường thịnh của Tổ quốc, mọi việc làm của tôi đều không xấu. Mỹ như lửa đốt dưới chân mà Pháp thì bình chân như vại, thời hạn rút quân còn dài dài kia mà. Đại sứ Mỹ Colin buộc phải sang gặp Bộ Tham mưu quân viễn chinh Pháp để khai thông mọi việc có lợi cho cả hai bên. Colin ngỏ vài lời xã giao theo thông lệ, rồi nói bằng giọng khẳng định. Tôi dám chắc rằng không có người Pháp,
bọn giáo phái không dám làm càn. Eli công nhận ngay, cách công nhận ngựa bạch thì lông trắng. Có thể họ ỷ vào cớ là đồng minh cũ của Pháp, dẫu vậy, chúng tôi không dung túng họ. Colin vẫn nói bằng giọng lên án. Có chứng cứ xác nhận Pháp đã tiếp tay cho bọn giáo phái. Eli nhún vai, không biểu lộ một chút xúc động nhỏ. Đấy chỉ là một vài cá nhân, tôi sẽ khiển trách, thậm chí đuổi chúng về Pháp ngay nếu có bằng chứng kết tội. Colin thắt thêm. Ổn định tình hình Việt Nam là trách nhiệm chung của thế giới tự do, thực tế người Pháp phải là người đứng mũi cầm sào. Eli gật đầu, đến lượt Pháp phản công. Thưa ngài đại sứ, tôi cũng biết lẽ đó. Nhưng ngài hãy tưởng tượng mà không phải là tưởng tượng, thực tế đã xảy ra ở nhiều nước châu Âu. Một gia đình nhiều con, toàn cô chiêu cậu ấm tham lam như sói, xuống nhau chia gia tài thừa kế, khi người chủ gia đình chết vẫn nằm chỏng chơ trên giường. Trên phương diện quốc gia cũng vô liêm sỉ như vậy thôi. Eli nhún vai nói tiếp. Tình trạng phe phái ở miền Nam Việt Nam cũng tương tự. Tôi có ấn tượng khá rõ là tôi và cả ngài chẳng thể làm gì nếu chúng vẫn đói. Colin hơi nhún vai, chưa đủ thể hiện thái độ. Tham mưu trưởng Gambier được chủ tướng đầu têu liền làm ra vẻ nhân đức, thứ nhân đức miệng Nam mô bụng một bổ dao găm. Nếu vì nguyên nhân bất khả kháng nào đó mà quân viễn chinh Pháp không rút hết theo kỳ hạn, Bộ Tư lệnh Pháp chỉ đứng trung lập không can thiệp vào cuộc bầu cử của người Việt Nam. Colin xua tay như xua con ong vỏ vẽ. Trường hợp ấy chẳng nên chút nào, chúng ta hãy bàn cách tháo gỡ. Gambier vừa đấm vừa xoa. Không thể phủ nhận Bình Xuyên, Hòa Hảo, Cao Đài, Đại Việt, Quốc Dân Đảng đã có công lao đáng được tuyên dương trong việc giúp sức cho quân viễn chinh Pháp chống lại chính phủ Việt Minh. Vì thế, Pháp không thể tùy tiện bỏ mặc họ cho số phận định đoạt. Pháp còn phải duy trì đồng minh của mình ở nhiều vùng khác trên thế giới. Chẳng lẽ người Mỹ bàng quan với tình thế ràng buộc Pháp? Colin hỏi, ý ngài muốn các đảng phái ấy tham chính chăng? Đến lượt Eli xua tay như xua ruồi. Cái thứ chính phủ liên hiệp bung sung nảy nổi từ hồi Diệm mới về Sài Gòn. Các chính đảng không dạy gì mà bước lên vết xe đổ. Để ổn định tình hình, giúp quân đội viễn chinh Pháp an toàn rút quân về nước đúng kỳ hạn. Chính chúng tôi kiến nghị chứ chẳng riêng các đảng phái chính trị yêu cầu, nội các Sài Gòn phải thay đổi đường lối lập trường, nếu cần nên thay đổi nhân sự. Colin nhận thấy thái độ của Bộ Tư lệnh Pháp khá kiên quyết bảo vệ cái lý của họ, cái lý cũng khá hợp lý nên không tranh cãi tiếp theo kiểu cưa gỗ. Trở về đại sứ quán, Colin gọi điện thông báo cho O'Daniel biết kết quả cuộc thương thuyết với Bộ Tham mưu Pháp. Colin trở về Washington gặp Tổng thống Eisenhower. Ông ta thuật lại nội dung cuộc bàn thảo với Eli và Gambier, kèm theo mấy nhận xét chết người theo thiên kiến nghiêng về tâm trạng không chuộng Diệm, một gã Á Đông nặng nề. Eisenhower tuy đã hội kiến một giờ đồng hồ với Diệm ở phòng bầu dục, nhưng cũng chẳng có ấn tượng mạnh mẽ về con người hiểu biết và điềm đạm ấy. Ông ta hỏi vị đại diện của mình. Nhất thiết phải như vậy sao? Colin đáp theo chiều hướng khẳng định phải thay Diệm. Nếu tiếp tục ủng hộ Diệm thì người Mỹ của chúng ta ở Việt Nam sẽ gặp vô vàn khó khăn. Eisenhower ngả theo đề xuất của vị đại diện. Bọn giáo phái bản xứ dựa vào Pháp để làm càn, Pháp dựa vào bọn giáo phái bản xứ để dây dưa việc rút quân. Pháp là đồng minh lâu đời của Mỹ, chưa có lý do thuyết phục khiến Mỹ hy sinh mối bang giao lâu đời để thiết lập đồng minh mới. Colin đã có chủ trương mới của chính phủ. Chưa có tài liệu nào nói lên khi loại Diệm, Mỹ dùng nhân vật nào thay thế. Chẳng lẽ Tổng thống Eisenhower đã đưa ra một quyết định tùy tiện, mang tính chữa cháy bồng bột? Tin tức bất lợi Mỹ thay đổi lập trường được đại diện của Diệm ở Washington đánh điện khẩn cáo cấp về Sài Gòn cho Diệm sớm có thời gian liệu đường đi nước bước. Cùng thời gian ấy, phe thân Edward Lenden và ủng hộ Diệm cũng gửi điện báo cho chuyên gia lật đổ biết chớm này nở chiều hướng chính trị mới ở Tòa Nhà Trắng. Bọn núp dưới ô Bảo Đại để phè phỡn chớp nhanh cơ hội, chúng hẹn nhau thúc Bảo Đại gửi thư điện cách chức thủ tướng của Ngô Đình Diệm. Bảo Đại đang ức vớ được cơ hội chút giận nên thực hiện ngay. Đang lúc Diệm nôn nóng muốn gặp vị cố vấn đặc biệt, thì Edward lên đến tới, ông ta cũng đang ngồi trên đống lửa,
bốn mắt nhìn nhau là biết ngay nội dung cần bàn thảo. Diệm tỏ vẻ ngạc nhiên. Tôi thực không hiểu nổi tính thiếu nhất quán của ngài Eisenhower. Edward Lenden biết rằng nước Mỹ không phụ thuộc vào cá tính yêu ghét của Tổng thống. Nước Mỹ là một guồng máy tinh vi, phức tạp vận hành nhờ nhiều nguồn lực khác nhau. Nguồn lực ấy mới có tác dụng quyết định. Ông ta trấn an Diệm cũng là trấn an mình. Chắc chắn có sự hiểu lầm hoặc đánh giá sai. Thủ tướng hãy vững tin rằng nội các Mỹ, quốc hội Mỹ, giáo hội Mỹ đứng sau ngài. Tôi sẽ tiêu tan sự nghiệp kể cả tính mạng nếu không giúp ngài thành công. Vừa lúc ấy Ngô Đình Nhu bước rào đến. Ông ta cũng hiểu tình thế như anh trai và vị cố vấn nên tham gia luôn. Thưa anh, thưa ngài cố vấn, tôi nghĩ gỡ rối phải đúng chỗ. Nhưng nếu gỡ rối từ phòng bầu dục sẽ rất khó, thậm chí rối thêm. Edward Lenden nhìn Ngô Đình Nhu với ánh mắt thán phục, quả là một nhà chính trị tài ba. Không gỡ rối từ nơi tạo rối thì đúng là ý tưởng lạ đời, nhưng rất đúng. Thuyết phục vị cựu tư lệnh khối Bắc Đại Tây Dương không dễ, nếu dùng sức ép từ nhiều phía thì Eisenhower không thể bảo thủ. Không có thời gian để tự tâng bốc nhau, chuyên gia lật đổ cũng vào để luôn. Ông cố vấn đã gợi ý cho tôi hướng giải quyết. Giải pháp hợp lý nhất là vận động kết hợp với gây sức ép. Rồi ông xem cả guồng máy lập hiến và tư pháp, đạo và đời sẽ vận hành theo yêu cầu của chúng ta. Vì tổ quốc không việc nào có thể coi là sai lầm. Ngay lúc đó, xe chở máy phóng thanh do công an Bình Xuyên hộ tống diễu qua các phố kêu gọi dân chúng không ủng hộ nội các Diệm. Đến trước dinh Norodom, loa đọc oang oang bức điện của quốc trưởng cách chức thủ tướng của Diệm. Trần Lệ Xuân từ ngoài chạy bổ vào, chào mọi người lấy lệ rồi nói với Ngô Đình Diệm. Anh cho phép em chỉ huy quân của đại tá tung bắn nát sọ bọn lếu láo. Diệm biết lực lượng trong tay mình đã quá mạnh so với lực lượng Bình Xuyên, nhưng quân mạnh chưa hẳn là yếu tố quyết định thành bại. Ông ta biết hành vi hỗn hào của cô em dâu đáo để là biểu hiện mối quan tâm của ả vì cơ nghiệp họ Ngô, nên không nỡ nói sẵn, chỉ nhẹ nhàng bảo. Thím đợi nghe ý kiến của ngài cố vấn. Edward Lenden nói, ta cần bình tĩnh, lúc nguy cấp giữ bình tâm khó hơn xông vào nơi hiểm nghèo. Chó sủa mặc chó, lạc đà đi cứ đi. Edward Lenden nói tiếp bằng giọng trang trọng như đưa ra lời hứa cùng sống cùng chết. Dù lâm vào cảnh ngộ nguy nan tới mức nào, những người bạn Mỹ của các vị cũng không bỏ rơi các vị. Khi tôi về Mỹ mở cuộc vận động, các ngài hãy thực hiện lời cụ Hồ Chí Minh dặn dò cụ Huỳnh Thúc Kháng trước khi lên đường sang Paris dự hội đàm Fontaine dĩ bất biến ứng vạn biến. Edward Lenden rời dinh Norodom, nhưng không về tư dinh mà sang ban cố vấn Michigan gặp Wesley Fisen trình bày mọi việc, rồi nói. Nếu chúng ta buông xuôi thì sự nghiệp của chúng ta toàn gây dựng trên vùng đất này sẽ tiêu ma ngay. Ngày mai, tôi về Mỹ gặp anh em Dallet và Joseph Bertinger. Anh thấy viết thư tác động tới đối tượng nào thì mai tôi chuyển về Mỹ luôn. Wesley Fisen cảm thấy như bị ai phá ngầm công việc ông ta đang thực hiện để giúp Diệm nên đồng ý ngay. Đêm ấy, ông ta cặm cụi viết ba lá thư. Một gửi giám đốc trường Đại học Michigan, John Hanna. Một gửi hồng y giáo chủ Peckman ở tu viện Maginot. Một gửi cho Joseph Kennedy, bố đẻ của John Kennedy, vị Tổng thống Mỹ cùng thời với Tổng thống Ngô Đình Diệm. Hôm sau, Edward Lenden nhận tập thư của cố vấn trưởng Wesley Fisen rồi ngồi xe ra sân bay Tân Sơn Nhất. Về Mỹ, Edward Lenden đến luôn nhà cục trưởng Cục Tình báo Trung ương Mỹ, Allen Dulles. Khách chưa kịp hàn huyên, Allen Dulles đã nói, tôi biết ông về gấp Mỹ là vì việc gì rồi, và tôi cũng đoán biết vì cớ gì ông không trực tiếp gặp Tổng thống để chất vấn. Ngài phái tôi sang Việt Nam giúp Diệm, nay ngài loại Diệm, vậy ngài đặt tôi ở vị thế nào? Thôi, thôi, cứ yên tâm nghỉ ngơi, chuyện bỏ Diệm, anh tôi đã biết, nhiều chính khách cũng đã biết. Tiếng nói của các chính khách sẽ buộc Tổng thống phải xét lại quyết định của mình. Edward Lenden yên tâm làm sứ giả gửi thư của Wesley Fisen. Hồng y giáo chủ Peckman khẳng định, Tổng thống Eisenhower không thể tùy tiện bỏ rơi con chiên khốn khổ của Chúa. Joseph Kennedy, bố đẻ thượng nghị sĩ John Kennedy tỏ ý khinh bỉ.
lập trường chính trị không thể thiếu nhất quán như thế. Giám đốc trường Đại học Michigan, một trường đào tạo ra nhiều quan chức cao cấp Mỹ, chỉ trích Eisenhower theo hướng khác. Không thể biến đường lối lập trường của Mỹ thành trò chơi trong hội hóa trang. Hồng y giáo chủ Beckman, cha đỡ đầu của Ngô Đình Diệm, vận động mở một cuộc họp khẩn cấp gồm những nhân vật nguyên lão hoặc danh tiếng đương thời của nước Mỹ, bố con Kennedy, nhóm thượng nghị sĩ do Michael Manfield đứng đầu, Donovan, giám đốc cơ quan tình báo chiến lược OSS thời Roosevelt, và nhiều thượng nghị sĩ, hạ nghị sĩ thuộc phe đối lập. Joseph Bettinger trình bày tình hình miền Nam Việt Nam và quyết định thay người của Nhà Trắng. Nhiều tư tưởng được bày tỏ nhưng tập trung nổi bật ở ba điểm. Ý kiến của Joseph Bettinger: nếu không kiên quyết ủng hộ Diệm thì việc chống cộng ở Nam Việt Nam sẽ thất bại, dẫn theo thất bại chiến lược lập vành đai phòng thủ toàn cầu của Mỹ. Ý kiến của Donovan: chủ trương của Tổng thống Eisenhower khiến thế giới dễ ngờ vực lập trường Mỹ. Đồng ý đưa Diệm về Sài Gòn làm thủ tướng, lại ngấm ngầm dung túng cho tướng Ely, cấu kết với phe phái thực hiện cướp quyền ở Sài Gòn. Ý kiến của Kennedy, bố: không thể vì giành sự ủng hộ của Pháp ở châu Âu mà hy sinh quyền lợi Mỹ ở châu Á. Tôi đánh giá châu Á là khu vực quan trọng đối với lợi ích Mỹ. Giáo chủ Beckman nghĩ đến số phận nhân vật mình tốn công bồi dưỡng bị ruồng bỏ nên mạnh mẽ tuyên bố: Giáo hội Na Lích Nôn không phủ nhận quyền bình đẳng tôn giáo, nhưng lên án việc phó mặc con chiên của Chúa cho giáo phái khác giày xéo. Những ý kiến trên trở thành nội dung chính trong bản kiến nghị của các chính khách nguyên lão gửi Tổng thống Eisenhower. Anh em nhà Dallet cảm thấy quyết định bất thường ở một nhân vật cứng rắn như Tổng thống Eisenhower là một thứ bệnh hoạn. Họ lên gặp cấp trên với ý định kiên cường. Foster Dallet toan mạnh dạn tuyên bố thẳng vào mặt kẻ chuyên quyền độc đoán: chính sách quốc gia của Mỹ không thể sáng nóng chiều lạnh như thế. Nhưng, ngoài miệng ông ta lại nói: theo Tổng thống, một hành động của Mỹ cả thế giới đánh giá. Eisenhower vừa đọc bản kiến nghị nảy lửa của nhóm Beckman trong lòng cảm thấy áy náy, này thấy thái độ biểu hiện qua nét mắt, chứ không qua lời của hai người phụ tá thân cận và đắc lực nhất, ông ta cười. Nụ cười có thể tạo dựng hoặc đạp đổ sự nghiệp của một người. Thôi mà, Tổng thống của hai ông đồng ý không gây xáo trộn công việc các ông đang làm ở vùng đó. Những tin tức như cánh én mùa xuân bay vào dinh Nozodom. Nếu phòng bầu dục tỏ thái độ không nghiêng ngả, thì dinh Nozodom có thể hành động. Diệm bảo Nhu: chú bàn với Edward lên đến phát huy thắng lợi ngoại giao. Theo tôi, lập tức hạ lệnh đồng loạt tiến công. Cánh chưa dày đã tấp tỉnh bay cao, hay đa đoan lắm oan trái nhiều là tình huống thường xảy ra. Nhất định xảy ra thế mà vẫn không cảnh tỉnh được những cái đầu vẫn tự phụ là thông minh, tỉnh táo. Chiều ngày 26 tháng 4 năm 1955, trước giờ khởi sự 2 ngày, văn phòng tổng hành dinh Bình Xuyên có cuộc họp mặt bất thường. Một cuộc họp ngoài dự kiến, người tham dự ngẫu nhiên mà đến hoặc có công chuyện quan trọng cần báo cáo với tướng Tư Bảy Viễn. Nói chung, những nhân vật ấy đều là sĩ quan giữ cương vị chủ chốt trong các binh chủng của lực lượng vũ trang Bình Xuyên. Những sĩ quan đại diện giáo phái Hòa Hảo, Cao Đài cũng tề tựu để nắm tin tức. Bảy Viễn không còn dáng vẻ mạnh mẽ, hoạt bát như hai ngày trước đây. Nét mặt hốc hác, mắt quầng thâm, cử chỉ chậm chạp nói lên sự sa sút về thể lực và tinh thần. Đây là ngày chất đầy ác mộng đối với Viễn, một gã phản phúc điên cuồng. Bảy Viễn mở đầu bằng một tin sét đánh: Tòa Thánh Tây Ninh đã thất thủ. Trung tướng Nguyễn Văn Thành chỉ kịp cứu hộ Pháp Phạm Công Tắc chạy sang Campuchia. Đại tá Lê Văn Tất, đại diện Cao Đài bên cạnh Bình Xuyên, đứng phắt dậy như bị kẻ táo tợn nào đó thụi nắm đấm vào mặt mình, quên cả lễ tiết. Bảy, tầm bảy, Tòa Thánh Tây Ninh vững như thành đồng, chim cũng không bay vào lọt. Vào lúc khác, tình huống khác, đại tá Tất ắt bị thiếu tướng Viễn sạc cho chín mặt. Nhưng ở tình thế này, Viễn không có tâm trạng kẻ cả ấy, hắn đang đối mặt với sự mất còn trong nháy mắt. Theo những tin tức nhận được và linh tính cảm nhận thì nguy cơ còn ở dạng khác nữa. Trước hết, hắn cần phải làm cho viên đại tá phản ứng văng mạng sáng mắt ra. Trăm nghe không bằng một thấy, dù đó là cái thấy gián tiếp. Cái thằng tư lệnh của ông,
cái thằng Nguyễn Thành Phương chó má bất ngờ tập kích tòa thánh. Cướp từ trong buồng nhảy ra, ông hiểu không, chẳng ai kịp đối phó. Tham mưu trưởng Hồ Hán Sơn và trên 10 sĩ quan tham mưu bị bắt sống khi đang họp, bị bắt sống tại cuộc họp. Chẳng hiểu thằng Phương căm thù chi hay lấy lòng thằng Diệm mà chôn sống tất cả bọn họ, đẩy hết xuống giếng rồi lấp đất đá lên. May mà lúc ấy hộ pháp đang ở trong Chí Huệ cung nên được tướng Thành cứu thoát chạy sang Campuchia. Lê Tất Đạt ngồi chết lặng, trung tá Lưu Tiến Mạnh cũng là đại diện cao đài bên Bình Xuyên ôm mặt khóc giống lên. Một lời đánh giá bi quan, cũng có thể là lời khích lệ, cụt một tay thì tay kia làm việc gấp đôi. Ba chân gãy một. Bảy Viễn nói bằng giọng lúc cao lúc thấp thể hiện tâm trạng bồn chồn. Tôi thông báo mọi tin tức có lợi và bất lợi nhằm cùng các chiến hữu thấu triệt tình hình chung để cố gắng phấn đấu vì sự nghiệp của chúng ta. Trịnh Minh Thế chỉ huy 2.000 lính đóng chốt phía dưới khúc sông cầu Tân Thuận và cửa nhà Bè. Trần Văn Đôn cho hai tiểu đoàn lập căn cứ cạnh con đường đi Cần Giờ. Bọn Diệm tổ chức chặn đường rút vào rừng sát của chúng ta. Viễn rời ghế, đi đi lại lại, cách đi đứng khá tự đắc. Dầu xảy ra những sự cố ngoài ý muốn, nhưng cái then mở cửa vẫn còn đó. Viễn này quyết làm cho bọn Diệm không nằm trên vũng máu, thì cũng hồn siêu phách lạc. Lê Tất Đạt cảm thấy được trả thù, hắn nôn nóng đề nghị. Thiếu tướng bật mí cho tụi tôi biết chút ít được không? Bảy Viễn xua tay. Không, trận đánh này thành hay bại nằm ở yếu tố bí mật, bất ngờ. Một câu nói chen ngang thể hiện ta đây từng trải. Tâm trạng hồi hộp trước giờ nổ súng chỉ có thể tồn tại ở một tân binh. Hãy kiên tâm chờ đợi phút giây đẹp nhất của trận đánh. Có tiếng giày lộp cộp hối hả tiến lại gần. Tham mưu trưởng lực lượng vũ trang Bình Xuyên. Tư Hiếu mặc quân phục Pháp đi giày sáng đá bước vào, mở toang cửa bí mật mà Bảy Viễn đang cố giữ kín. Điệp viên báo về cho biết, bọn Diệm đã tháo gỡ số thuốc nổ đặt trong cống ngầm dưới dinh Norodom, góc Pater Sasalup Loba, tòa đại sứ Mỹ, tổng ngân khố, đài phát thanh, nơi làm việc của Edward Lenden. Bảy Viễn đang đi đi lại lại bỗng đứng sững. 200 kg thuốc nổ cho mỗi mục tiêu đủ sức hất tung tất cả. Đó là hy vọng có thể đảo ngược tình thế. Vậy mà. Nhưng sao có thể thế được nhỉ? Hắn biết dưới thành phố Sài Gòn có cống ngầm từ hồi còn là gã tướng cướp Bình Xuyên. Một lần đôn đáo trốn tránh sự truy lùng của mật thám, cảnh sát Pháp. Cùng đường phải nhảy xuống sông, bất ngờ phát hiện ra một cửa cống. Khi trở thành đảng trưởng Bình Xuyên nắm quyền chỉ huy công an Sài Gòn, Chợ Lớn, Viễn cố kiếm được bản sơ đồ hệ thống cống ngầm, chỉ nhằm xác định các mục tiêu béo bở để thực hiện các vụ cướp lớn. Hắn không ngờ kiến thức kẻ cướp lại có dịp dùng vào việc quân sự. Đích thân Viễn cùng vài tên tay chân tin cậy vận chuyển, cài đặt hàng tấn thuốc nổ dưới những trụ sở làm việc quan trọng nhất của chính quyền Diệm, Mỹ. Những mong, Viễn gườm gườm nhìn Tư Hiếu, làm như Tư Hiếu là thủ phạm của vụ phá hoại. Không thể, tôi không tin. Tư Hiếu đáp lại câu phủ định của Bảy Viễn bằng một thông báo giật gân khác. Địch biết cả giờ khởi sự của ta, bằng chứng là địch chuyển quân thể hiện kế hoạch án ngữ các đầu cầu tiến công. Bảy Viễn khăng khăng bảo vệ quan điểm lính Bình Xuyên rất mực trung thành với chủ tướng. Tôi vẫn không tin. Tư Hiếu đáp. Có đủ bằng cớ chứng tỏ Thái Hoàng Minh đã phản bội anh em ta. Tin tức này đủ sức đánh đổ tính ngoan cố, cả tin ở Bảy Viễn. Vậy là giữa bọn chúng với nhau, kẻ ác thường làm phản và bị phản. Ta phản người thì lại có người phản ta, hẳn là quả báo. Hắn nhìn Tư Hiếu, dục. Thời điểm quan trọng này không phải lúc giữ thể diện phe phái, cũng không phải lúc vị tình riêng tư. Tôi quý thằng Minh thật, nhưng việc nào ra việc ấy, chú cứ nói rõ cho mọi người đều biết. Tư Hiếu trình bày. Vị trí đặt thuốc nổ mìn nằm dưới cơ quan nào chỉ tôi, anh và thằng Minh biết, giờ khởi sự cũng tôi, anh và thằng Minh biết, vấn đề này không thể nghi ngờ anh em cao đài, hòa hảo. Bốn tiểu đoàn dưới quyền chỉ huy của Minh, chuyển đến đóng trại bên cạnh trại lính của Trần Văn Đôn. Minh đã tới gặp Đôn, ba anh em trốn về đã báo cho tôi biết diễn biến này. Bảy Viễn đấm mạnh tay xuống mặt bàn. Trong giới anh chị không nối giận nào bằng bị kẻ dưới phản thùng,
luật chơi của đám này rất tàn bạo, phạm tội nhẹ thì bị nhục hình, phạm tội nặng phải mất mạng. Viễn hỏi, chú xử trí thế nào? Tư Hiếu đáp, không thể để kẻ phạm tội nhởn nhơ, nội nhật đêm nay tôi lôi cổ thằng Minh về trình anh. Bảy Viễn phẩy tay, cái phẩy tay lấy đi một sinh mạng. Tôi không muốn thấy cái bản mặt nhơ nhớp của thằng nớ. Tư Hiếu biết Bảy Viễn trị kẻ phạm tội theo cách tàn bạo, nên nói, tôi sẽ làm vừa lòng anh Bảy. Cái thằng Tây Lai Tàu chỉ huy 5.000 nghĩa binh bảo vệ Thiên Chúa Giáo thấy cha con nhà Bình Xuyên bàn mãi chuyện nội bộ, không quan tâm tới số phận toàn cục đang treo trên sợi tóc, liền lên tiếng lái sự quan tâm của mọi người vào chuyện chính. Bọn Diệm biết giờ nổ súng của chúng ta, dĩ nhiên chúng sẽ có kế hoạch phản kích, kế hoạch dễ thực hiện nhất là đánh phù đầu trước. Theo tôi, ông Bảy nên cho tấn công sớm hơn dự định, như vậy, yếu tố bất ngờ vẫn thuộc về ta. Bảy Viễn nhìn gã đại tá tự phong trước, nhận bổ nhiệm sau gật đầu với dáng không còn cách nào khác. Tôi chấp thuận, 6 giờ sớm mai ra lệnh tấn công, mục tiêu không thay đổi. Đêm nay, các đơn vị rời doanh trại, bí mật áp sát mục tiêu, hỏa lực phát huy trước, xung lực triển khai sau. Viễn hướng về phía Savani nói tiếp, nhờ thiếu tá đề nghị bộ tham mưu Pháp cho pháo yểm trợ. Viễn chỉ tay vào Tư Hiếu ra lệnh, chú phái một đơn vị đem theo cối 81 quét bọn Trịnh Minh Thế ra khỏi con đường rút lui vào rừng sát của quân ta. Đồng thời, điện cho Trung tướng Trần Văn Soái nổ súng hợp đồng chiến đấu. Savani thấy không cần biết thêm nữa, đứng dậy nói với Viễn, tôi về doanh trại để đề đạt yêu cầu của anh Bảy với bộ tham mưu Pháp, sẽ có trả lời sớm. Mọi người cũng lục tục rời phòng. Bảy Viễn giữ Tư Hiếu lại. Nỗi căm giận thằng phản bội đốn mặt chưa nguôi trong lòng hắn. Đối với hắn không có sự khoan dung, không có sự thể tất, hết thảy phải triệt để. Tôi muốn chú cho biết cách bắt thằng Minh. Tư Hiếu đáp, tôi không muốn lay cây động rừng nên bí mật bắt 18 người, trong đó gồm toàn bộ gia đình Triệu Vĩnh Kỳ và vợ con Minh, buộc Kỳ phải khôn khéo gọi Minh về, nếu không sẽ xử bắn hết con tin. Bảy Viễn có vẻ rất cay cú, chỉ sợ đối tượng tuột khỏi tay. Kỳ có lôi được thằng Minh về không? Tư Hiếu đáp, tôi tin là được, vì Minh chưa thể biết ta đã biết hành động phản bội của nó và vì Kỳ là tay giỏi biến báo. Tôi cũng tính đến trường hợp xấu nên đã thành lập một đại đội cảm tử, dù phải đổi hơn 100 anh em để lấy mạng thằng Minh tôi vẫn tiến hành. Bảy Viễn không tin, hỏi, biết nó chui rúc xó xỉnh nào mà huy động đến lính cảm tử? Tư Hiếu cười, vậy là anh Bảy chưa đặt hết lòng tin ở thằng em này rồi. Săn cày em phải sục sạo cửa hang chứ, nó đang nhờn nhơ trong ổ CIA ở đường Pasteur. Bảy Viễn vẫy đội trưởng cảnh vệ, ba búa lại gần bảo, chú đi theo chú Tư lôi xác thằng Minh về đây. Trước hết bọn mày hành nó thoải mái cho hả giận, tao muốn thằng phản bội ấy nếm đủ mùi đau khổ rồi mới chết. Mọi người đi hết, một mình Bảy Viễn ngồi trong văn phòng chờ tin tức. Thỉnh thoảng, hắn giáng xuống mặt bàn một nắm đấm khiến ấm chén, bát, lọ mực nảy lên như múa. Hơn 21 giờ, Savani dẫn đầu một tiểu đội lính da trắng và da đen lộp cộp kéo đến. Lính đứng lỡ ngớ ngoài hiên, Savani bước vào phòng, hỉ hả thông báo, đại tướng chấp thuận đáp ứng nhu cầu của anh Bảy. 3 giờ sáng, các doanh trại Pháp thiết quân luật, cấm không cho lực lượng nào chuyển quân qua. Các đội hình tấn công của anh sẽ được các phân đội Pháp bảo vệ sườn, chặn hậu, pháo 105 bắn phá hoại và yểm trợ, nhưng pháo chỉ sử dụng trong bước đầu lộn xộn. Về phần rút khỏi thành phố, một trung đoàn chia thành nhiều đơn vị nhỏ làm nhiệm vụ cầm chân địch. Những căn cứ Pháp đóng ở kho cảng và gầm cầu Tân Thuận sẽ trợ lực cho các anh tấn công Trịnh Minh Thế mở nút chặn. Các anh xuống tàu và giang thuyền rút ra căn cứ xóm Tiền Nhà Bè. Bảy Viễn tỏ vẻ xúc động. Chỉ có anh và Gambie mới giúp Bảy Viễn này tận tình đến thế. Tôi ước ao chúng ta được mãi mãi cộng tác với nhau. Trời chập choạng, bến kênh cây khô lập lòe ánh sáng trắng nhờ. Ba giang hạm như ba khối nhà dập dềnh trên mặt nước, dính hờ vào bờ. Chiếc tàu du lịch đồ sộ giống bà chị cả xếp hàng trước ba đứa em nhỏ.
đèn trong khoang tàu du lịch sáng loáng, soi rọi các tiện nghi sang trọng. Hai người mặc quân phục, đeo tiểu liên Tôm Sơn đi đi lại lại trên bờ. Tiếng xình xịch của động cơ lọt thỏm trong không gian bao la im ắng. Sáu chiếc ô tô con quân sự, rọi ánh sáng như dải lụa mỡ gà căng chếch trên mặt đường, nối đuôi nhau lăn bánh tới cầu tàu, cùng dừng sát bờ đá, tiếng động cơ hộc lên rồi im bặt. Bảy Viễn, Tư Hiếu, Lê Tất Đạt, Savani, Lơ Roi, Lưu Tiến Mạnh rời xe xuống đường, lần lượt lên giang hạm, bây giờ là hành dinh lưu động của Bộ Chỉ huy Bình Xuyên. Thoạt lên giang hạm, mọi người đã thấy xác Thái Hoàng Minh nằm trên băng ca đặt giữa khoang như một vật triển lãm. Xác bê bết máu, quần áo tả tơi nhầu nát, chiếc xích sắt có tay cầm bằng da nặng tới 5 kg đặt ngang ngực nạn nhân. Dụng cụ tra tấn và hình thế xác chết nói lên cách hành hình vô cùng man dợ của bọn mặt người dạ thú. Bị vụt từng xích, đều đặn bình thản như đập lúa, xương từng chiếc gãy vụn, thịt ra từng chỗ bị dầm nát. Cuộc hành hạ kéo dài 1 giờ, 2 giờ hay lâu hơn nữa tùy theo sức chịu đựng của nạn nhân, tới khi không còn tiếng rên gì nữa mới ngừng. Mừng như con sói đói thấy xác chết, Bảy Viễn hả hê. Đáng đời tên phản bội. Hắn giơ tay xem đồng hồ, hằn học nói tiếp. Ta muốn thằng Diệm, thằng Nhu chết thảm thê, chó má hơn thế. Cái điều Bảy Viễn kỳ vọng có thể xảy ra hay không chưa biết, nhưng cái giờ hắn chờ đợi đã tới. Mấy chục khẩu cối 81 đặt trên cầu chữ Y, nhất loạt nhả đạn, sau tiếng hô chuẩn bị, kết thúc bằng tiếng hô bắn. Sau tiếng nổ ùng khởi động của liều thuốc phóng khoảng mấy giây là tiếng nổ oàng của trái phá. Bảy Viễn hơi nghển người, so sánh địa điểm đạn rơi. Hắn rất muốn loạt đạn đầu tiên trọi đúng đầu Diệm, Nhu. Viễn muốn làm lãnh tụ, khệnh khạng rảnh rang cho ra dáng lãnh tụ. Nhưng cá tính của hắn thể hiện bản chất cố hữu của một thằng cướp nông cạn. Hắn lại nghĩ, loạt đạn thứ nhất chật đã có loạt đạn thứ hai sửa sai. Loạt đạn thứ hai vẫn không trúng thì đã có. Tiếng nổ lớn, tiếng nổ nhỏ gian gian khắp. Từng đám đông quân nhân vội vã, khẩn trương vận động hàng ngang, hành tiến hàng dọc. Bộ tư lệnh Pháp không quên chức trách suối trẻ rúc vào bụi rậm. Họ ná pháo 105 ly vào căn cứ quân Diệm, Nhu, dàn xe tăng chốt các ngã đường, mở đường cho quân Bình Xuyên vận động qua, chặn quân Diệm, Nhu lại. Dựa vào cái cớ trẻ con nghe cũng thấy bẩn tai, Pháp phải bảo vệ khu vực đóng quân của mình. Pháo 105 của Pháp, cối 81 của Bình Xuyên dồn dập giáng xuống khu vực dinh Nozodom, trụ sở Bộ Tổng Tham mưu Quân đội Quốc gia. Pháo các loại của Diệm kể cả đại pháo 75 nã vào các căn cứ đóng quân của Bình Xuyên. Pháo bắn trúng đích nhưng là cái đích không người. Quân Bình Xuyên đã rời căn cứ từ sớm để vào trận. Nhờ Pháp tiếp tay tạo cơ hội, quân Bình Xuyên chiếm được một số vị trí đóng quân của Diệm, Nhu ở đường Đồng Khánh, đường Năng Si, Đa Cao, trường Pe Chút Ký. Quân Diệm, Nhu bỏ chạy, quân Bình Xuyên xả đạn vào lưng, quân Bình Xuyên luồn lách, quân Diệm, Nhu ná đạn vào sườn, vào lưng. Các sinh mạng toi đời chẳng vì cái gì có thể tạm xem là chính đáng. Tiếng chuông điện thoại reo rộn rã trong giang hạm chỉ huy, tin tức thắng lợi báo về mỗi lúc một dồn dập. Có những tin cụt đầu không đuôi thắng rồi, chúng chạy rồi. Do người nói quá vui mừng vì thắng lợi bất ngờ, cũng có thể người nói chưa kịp nói tiếp đã phải đi chầu Diêm Vương. Bảy Viễn cảm thấy mình ở trạng thái đứng lơ lửng chân chẳng tới đất cật chẳng tới trời. Là tổng chỉ huy chiến dịch mà hắn không bao quát, nắm vững diễn biến của chiến dịch. Các sĩ quan chỉ huy từng cánh quân bận việc vơ vét hơn lo tới việc quân. Thằng cướp nhảy vào đúng kho châu báu đâu dễ làm ngơ. Tướng thổ phỉ chỉ huy quân thổ phỉ tất gặp phải nhiều phen điêu đứng. Sau giông bão trời lại bình yên. Sau một hồi loạn đả, súng lớn cầm trịch cho súng nhỏ. Súng nhỏ ới gọi súng lớn, trận thế đối địch lộn xộn, tơi bời. Cũng đến lúc đôi bên nhận rõ mặt nhau. Edward lên đên gọi điện dục O'Daniel can thiệp. Đại tướng O'Daniel gọi điện hỏi đại tướng Ely. Đề nghị ngài giải thích hiện tượng xe tăng Pháp dàn ở các ngã tư trọng yếu. Đại tướng Ely biện bạch. Chúng tôi phải bảo vệ vùng đóng quân của chúng tôi. O'Daniel không tiêu hóa nổi cách giải thích vu vơ ấy,
nhưng biết giới hạn Dương cây cung mạnh, nên chỉ đưa chứng cứ mà không trực tiếp lên án. Tôi nghe tiếng Đại Bác 105 nổ khởi động từ đâu và nổ tác dụng ở đâu. Hai chính phủ chúng ta, ngài và tôi đều đã có thỏa thuận. Tôi đề nghị, không đổ thêm dầu vào đám lửa đang cháy. Sau cuộc điện thoại này mấy phút, pháo 105 im hẳn, xe tăng rời các ngã tư quay đầu chạy về trại. Bảy Viễn nghe âm thanh nên đoán biết tình hình, hắn biết lực lượng Bình Xuyên tiến quân thắng lợi, nhưng chỉ là chiến thắng cục bộ. Chỉ có tác dụng động viên tinh thần, nếu không có sự phối hợp thì Bình Xuyên lâm vào tình thế, lọt vào giữa trận địa đối phương. Hắn bảo sĩ quan điện đài. Điện hỏi trung tướng soái tình hình chiến trận bên nớ tiến triển tới đâu. Một lúc sau, sĩ quan điện đài báo cáo. Trung tướng soái nói quân Diệm tăng cường lực lượng rất mạnh, Hòa Hảo chưa thể hành động. Bảy Viễn muốn chửi thêm một câu, nhưng khi rơi vào hoàn cảnh khó khăn, là tướng chỉ huy thì không thể tùy tiện theo thói quen. Hắn nghĩ, thằng soái dao động, ta có thân phải tự lo. Viễn ra lệnh cho sĩ quan điện đài. Điện hỏi cánh quân Tân Thuận. Chỉ một phút đã có trả lời. Trịnh Minh Thế bị bắn chết tươi tại trận. Quân quần áo đen đi chân đất lũ lượt bỏ chạy. Lính mặc quân phục Mỹ đi giày đinh chạy theo. Nhiều tốp lao bừa xuống sông. Bảy Viễn phẩy tay. Hỏi cánh quân Nhị Thiên Đường. Mấy phút sau mới có trả lời. Chiến sự giằng co quyết liệt, nếu được tiếp viện kịp thời có thể làm chủ tình hình. Bảy Viễn ra lệnh. Rút hết vào rừng sát, các giang hạm đi theo đường Tân Thuận. Lệnh cho cánh trái rút theo ngả cầu Nhị Thiên Đường, đánh tràn lướt mở đường mà rút. Khi vồn, tổng hành dinh của Tổng Tư lệnh lực lượng vũ trang Hòa Hảo Trần Văn Soái là thị trấn nhỏ nằm bên bờ Hậu Giang có trường học, phố xá, chợ, trại lính và cảng sông. Dân và lính đều đông. Tòa lầu 3 tầng, tư dinh của Trung tướng Trần Văn Soái nằm gần cầu cảng. Vợ chồng Soái ngồi hóng mát trên ban công có mái che, bốn con mắt no đủ cùng ngắm mặt sông nước mênh mông chảy xiết, thoải mái hưởng thụ cảm giác sung sướng mãn nguyện. Chiếc tàu du lịch lộng lẫy yểu điệu đậu sát bờ. Riêng cái tên Thiên Nga cũng đã nói lên vẻ kiêu kỳ của nó. Vợ soái nịnh chồng. Anh thiệt tài khi chọn cho con nớ cái tên biểu cảm đến vậy. Soái rất yêu vợ, yêu đắm đuối, lúc nào cũng hồi hộp như thuở ban đầu. Vợ soái là người đàn bà không đẹp nhưng có ma lực quyến rũ. Xưa kia, Đát Kỳ làm mê muội Trụ Vương, Dương Quý Phi làm say đắm Đường Minh Hoàng, khiến một người mất mạng, tiêu tan luôn vương nghiệp tồn tại đã mấy trăm năm. Một người phải bỏ cả cung điện nguy nga chạy tháo thân ra ngoài sương gió, suýt xô đẩy đế nghiệp của nhà Đường xuống vực diệt vong. Đó là giai thoại lịch sử từng được nhắc nhở như bài học về sức mạnh của phái yếu. Tạo hóa sinh ra đàn bà để làm đẹp nhân gian, cái đẹp không có tội. Nhưng sự nông cạn, nhẹ dạ của đàn bà gây ra lắm sự đa đoan, tạo nên cảnh ai oán cũng tạo nên cảnh tưng bừng. Vậy thì, tướng soái yêu vợ, nghe vợ cũng là đạo lý bình thường. Vợ soái chiêm ngưỡng chiếc thủy phi cơ Đường Bệ trong lầu thủy như ngắm đứa con yêu mà thèm muốn một chuyến bay ra Nha Trang, thăm cố đô Thăng Long. Chị ta hiểu ăn theo thuở, ở theo thì mới bền vững. Giá mà! Chị ta muốn thổ lộ với chồng nguyện vọng đơn giản nhất của con người là được thăm thú phong cảnh quê hương đất nước, thưởng thức miếng ngon hiểu biết vật lạ của từng nơi. Nhưng cuộc chiến này vừa dứt cuộc chiến khác lại khơi ngòi. Cuộc đời con người là mấy mà cứ phải chịu cảnh đắm chìm trôi nổi trong chiến tranh. Soái thấy vợ không nói, liền gặng hỏi. Em biểu chi? Vợ soái buông lừng. Giá mà không chiến tranh, không chia lìa, em sợ cảnh tan vỡ. Soái hiểu, vợ muốn nhắc mình việc gì. Anh biết nguyện vọng của em, lại có thư bảo đảm của ông đốc phủ sứ, nhất là ông thơ có thư ủy quyền của thủ tướng Diệm, hứa dành cho chúng ta đặc ân. Và lại, Lâm Thành Nguyên và Nguyễn Giác Ngộ đã quy thuận Sài Gòn. Chúng ta chỉ còn một lối thoát, anh đã quyết. Hắn ngừng giây lát, lia tay về phía hai tiện nghi đắt tiền bập bềnh trên sông nói tiếp. Nhiều kẻ cháo mắt ki cóp cả đời cũng không thể có. Liều để mất hết thì chỉ có những thằng ngu. Soái này đời nào lại lơ ngơ tới mức thả chim bắt bóng. Anh sẽ
Vừa lúc đó, lính hầu thông báo có khách, Trung tướng Nguyễn Văn Hinh, Thiếu tướng Nguyễn Quang Vinh, Đại tá Cường, Trung tá Hà, Thiếu tá Ba Gà Mổ, có tới 7 người. Soái đưa mắt nhìn vợ, không phải ra ý hỏi, họ đến để làm gì nhỉ, mà là, em yên tâm, anh đã quyết. Hắn xuống văn phòng dưới tầng một tiếp khách. Bộ tham mưu Pháp biết tâm trạng các tướng lĩnh giáo phái, kiên quyết chống Diệm nhất là 7 viễn, thứ đến là 3 cụt, còn thì Nguyễn Văn Thành lừng khừng thụ động, Trần Văn Soái còn tệ hơn cả Thành. Bộ tham mưu Pháp muốn Hinh sai khiến 3 cụt, dùng 3 cụt chi phối 5 lửa, nhằm phát động nội chiến chống Diệm. Pháp không muốn cuộc nội chiến nổ ra quá lớn, vì rất khó khống chế nổi, lại tạo cớ cho Mỹ nhảy bừa vào miền Nam, mà chỉ muốn duy trì mọi tình trạng ở mức độ có thể kiểm soát để làm giá với Mỹ. Ngày tổng tuyển cử theo quy định của Hiệp định Geneva sắp tới, mà Diệm vẫn không ổn định tình hình miền Nam, không triển khai được chủ trương bình định nắm dân, thì Diệm khó ở yên trong dinh Nozodom. Diệm mất quyền dẫn đến Mỹ mất đầu cầu đổ bộ các chủ trương chính trị, kể cả quân sự vào Đông Dương. Bọn giáo phái làm giữ là dựa vào thế 30 vạn quân viễn chinh Pháp vẫn như hổ rình mồi và khả năng tiếp tế vũ khí của Pháp. Diệm chỉ có thể nhanh chóng tiêu diệt các giáo phái khi chúng mất chỗ dựa. Mỹ muốn quân viễn chinh Pháp rút nhanh, thậm chí hoàn thành việc rút quân trước thời hạn. Mỹ phải tỏ ra hào phóng trong các khoản viện trợ hàng năm cho nước Pháp và viện trợ đột xuất cho chi phí rút quân Pháp khỏi Việt Nam. Mỹ tỏ thiện chí ấy, Pháp xoa tay rời Việt Nam tức thì. Pháp và Mỹ gây chuyện chỉ vì tiền, Pháp nài nỉ làm giá, Mỹ cân nhắc so kẻ, bọn quen nết làm tôi tớ cho giặc không bỏ qua cơ hội đục nước béo cò, chỉ dân lành Việt Nam chuốc họa. Vừa rồi, Cao Đài bị diệt, Bình Xuyên bị khốn, Pháp chỉ còn trông mong ở hòa hảo. Những gã đầy tớ cho nhà quyền quý cũng có sự kiêu hãnh, tự đắc và gây rối đúng kiểu cố đấm ăn xôi, theo vị thế của nó. Những biến cố xảy ra trong năm 1955, đầu 1956 ở miền Nam, chứng minh điều đó. Từng là tướng điều hành chiến trận, Nguyễn Văn Hinh thừa hiểu, trong trận đánh cụ thể nào đó có thể có sự ăn may, nhưng trong cục diện chiến tranh thì không thể trông chờ bàn tay Chúa. Không đủ các yếu tố đảm bảo thắng lợi thì chỉ thất bại. Con cá trong đăng, quấy nhẹ đau ít, quấy mạnh đau nhiều. Thế mà tướng Hinh vẫn bùi tai nghe lời tán tỉnh của tham vọng Pháp. Hắn gắng gỏi vì cái gì? Vì tính tự ái, vì sự đố kỵ ghen ăn tức uống. Đời này thiếu gì kẻ hồ đồ dùng ván vượt biển, dùng gậy khều sao? Tướng Hinh không phải là cá biệt. Tướng Hinh sang sái trong việc mơn trớn, xúi dục các tướng lĩnh giáo phái gây ra cảnh cẳng đậu luộc hạt đậu là điều có thể hiểu. Thắng làm vua, thua thì lên máy bay vù sang Pháp. Dễ ợt. Sau khi dùng trà thuốc, Hinh vào việc. Quân Bình Xuyên lực mạnh thế cô, dù chiến đấu rất dũng cảm vẫn bị đẩy vào rừng sát. Nếu ông Năm không kịp thời lên tiếng, thì chiến khu rừng sát của ông Bảy cũng khó tồn tại. Soái biện bạch. Tôi chưa thể khởi binh chiếm Cần Thơ vì Diệm tăng cường quân phòng thủ Cần Thơ. Nguyễn Văn Vĩ dẫn 2 trung đoàn vào Long Xuyên, lại thêm 2 thằng phản bội Nguyên, Ngộ Thập Thỏ sau lưng tôi. 3 cụt động viên. Chần chừ thì lỡ thời cơ, so đo thì mất tính quyết đoán. Diệm phải phân quân đối phó với các giáo phái ấy là thời cơ ta cần tận dụng. Đường đi tuy hẹp nhưng đã khai thông, chỉ cần quyết đoán. Soái vẫn một mực biện bạch. Quý hữu đều biết tôi có tài sản đáng kể gửi ở ngân hàng Thụy Sĩ, có máy bay riêng. Nếu tôi chỉ lo yên thân thì đã bay sang Pháp từ lâu rồi. Hình dáng một búa và tính tự ái của Soái. Diệm dùng Nguyễn Ngọc Thơ làm thuyết khách chiêu hàng hòa hảo. Thơ hứa hẹn và đặt điều kiện với ông Năm những gì tôi chưa biết, nhưng đức ông Huỳnh Phú Sổ thì Thơ hứa bảo vệ thánh đại. Tôn trọng giáo lý hòa hảo nếu đức ông công khai tuyên bố trước giáo dân, Trung tướng Trần Văn Soái phản đạo, dắt dẫn lực lượng vũ trang đi không đúng đường lối bảo vệ đạo. Soái giận tím mặt, chưa kịp phản ứng thì 3 cụt giáng thêm một đòn nữa. Ông Tổng ngần ngại chắc có lý do riêng, cũng là lẽ thường tình. Tôi có trong tay 3 trung đoàn, Bộ Tư lệnh Pháp hứa chuyển thêm vũ khí cho tôi sử dụng số vũ khí này trang bị cho tân binh. Tôi có đồng bằng lưu vực sông Tiền đủ gạo nuôi nhau,
tôi có Đồng Tháp mời rộng mênh mông làm ăn cứ chống kẻ thù không đội trời chung. Tôi xin từ giá quý vị để về với anh em thề sống chết cùng tôi. Ba cụt vùng vằng đứng dậy khiến nhiều gã lây tính anh hùng rơm xô ghế đứng dậy theo. Cú vụt này như được tính tự ái anh chị ở trong năm lửa, hắn giật giật tay nói như van, nhưng vẫn là lời biện bạch. Hãy khoan, chú ba và anh em hãy khoan, tôi không dám động đến Long Xuyên để chia lửa với ông bảy vì quân Diệp ở ngoài nớ quá hùng mạnh. Lực lượng trong tay tôi tuy đông nhưng từ lâu chia thành nhiều trung đội, đại đội đóng chốt giữ đất giữ dân. Nếu tôi gom quân, thằng địch sẽ dựa vào sức mạnh tập trung nghiền nát từng đơn vị của tôi khi chúng chưa kịp hợp thành đơn vị lớn. Tôi án binh là để giữ thế, chờ thời cơ. Bây chừ có quý hữu đến hợp đồng, tôi sẵn sàng liên thủ chiến đấu. Tôi bổ nhiệm chú ba vào chức tham mưu trưởng liên quân, đại tá Cương làm phụ tá. Tất cả đứng dậy vỗ tay mừng rỡ như chiến thắng đã nằm gọn trong tay. Năm lửa nhìn ba cụt nói. Nếu chú bà đã có kế hoạch chiến đấu, hãy trình bày cho tất cả quý vị đây cùng nghe. Có lẽ để tăng sĩ khí, ba cụt hăng hái vào việc luôn. Ngay bây trừ tôi điện về căn cứ, lệnh cho anh em đánh chiếm hai quận Hồng Ngự, Tân Châu. Tướng Hình thấy ba cụt đưa mắt nhìn mình liền tiếp lời. Tôi đề nghị, đồng thời với hoạt động quân sự mạn Hồng Ngự, Tân Châu ông tổng lệnh cho trung đoàn dự bị đóng ở cái Vồn. Chớp nhoáng tiến công quận Cái Răng, Phụng Hiệp, thiết lập hành dinh tư lệnh tại Tầm Vu, chuyển các kho lương thực, vũ khí về đó. Khi bọn Diệp bận đối phó với cuộc tấn công bất ngờ của ta, ông tổng rút các đơn vị đóng giải rác quy tụ về xung quanh Tầm Vu, khống chế đường số 4, chiếm các vùng phụ cận, mở hành lang nối cánh quân của ông tổng với cánh quân của ông ba, lập thành chiến tuyến đánh lâu dài. Tướng Hinh đang nói thì sĩ quan điện đài bước vào đưa cho soái tờ mật điện khẩn. Soái đọc, thấy cần phải công bố nên đứng dậy, xin lỗi vì cắt ngang lời Hinh. Savani từ Sài Gòn điện ra cho biết, lực lượng Bình Xuyên không còn nữa, chỉ riêng ông bảy được thủy phi cơ của Savani cứu thoát. Diệm Tầng Dương Văn Minh lên làm anh hùng rừng sát, và cử hắn làm tư lệnh chiến dịch Thoại Ngọc Hầu tiến đánh chúng ta. Savani nhắc, Đồng Tháp 10 là chiến khu thiên nhiên thoải mái cho các bạn dọc ngang. Tàu chở vũ khí cho các bạn sẽ cập đúng bến đã ước định. Soái vỗ vỗ tờ giấy, nói tiếp. Tình hình này buộc chúng ta phải thực hiện nhanh, kế hoạch ông Hinh và chú ba vừa trình bày. Mọi người khẩn trương ra về, triển khai ngay các hoạt động theo kế hoạch. Lực lượng Hòa Hảo tiến binh nhanh hơn bước di chuyển của Dương Văn Minh, họ đạt được các mục tiêu đặt trong kế hoạch. Một giờ đêm, năm lửa đang ngủ thì bị dựng dậy. Mắt nhắm mắt mở đọc bức điện khẩn cấp của Savani, Diệm. Nhu đã ra lệnh phát động chiến dịch Thoại Ngọc Hầu. Dương Văn Minh sẽ tiến đánh cái Vồn vào 5 giờ sáng hôm nay ngày 17 tháng 5 năm 1955. Không còn nhiều thời gian, soái hạ lệnh báo động bằng điện thoại chỉ thị cho tất cả sĩ quan, binh lính thuộc bộ tư lệnh không cần thiết cho cuộc chiến đấu chuyển ngay vào sau Tầm Vu. Đồng thời điện cho ba cụt biết tin và yêu cầu ba cụt tổ chức chặn địch ở bến Phà Cần Thơ. Hắn kết luận. Tôi ở cái Vồn, chú ba ở nớ quyết cho thằng Diệm thấy hào khí của anh em Hòa Hảo chúng ta. Năm lửa đeo chế khẩu 12 ly 7 bên hông, đi khắp chiến tuyến cái Vồn đôn đốc binh lính giàn quân lập thế. Tới đơn vị nào, hắn cũng khích lệ. Thánh địa bị đe dọa. Trận chiến diễn ra đúng như tinh thần điện báo của Savani. Quân Hòa Hảo tràn đầy hào khí tử vì đạo trở giặc. Quân Dương Văn Minh hăm hở dẫn thân vào cái bẫy cài đặt sẵn. Năm lửa dũng cảm xông sáo đã khiến tinh thần binh lính tưng bừng. Quân Diệm không ngờ vấp phải sức kháng cự điên cuồng đến thế. Quen với tinh thần rừng sát vẫn ồ ạt xung phong. Nhưng lên ít ngã ít, lên nhiều đổ nhiều. Dương Văn Minh chịu không nổi số thiệt hại quá lớn, buộc phải rút quân về tuyến sau. Trong khi chiến đấu, năm lửa gọi điện báo cho ba cụt, bây giờ quân Minh tháo chạy, năm lửa lại điện báo cho ba cụt. Trận tuyến bên bến Phà Cần Thơ cũng diễn ra ác liệt, thế trận có lợi nghiêng về phía Hòa Hảo. Ba cụt lây tinh thần của năm lửa, lính Hòa Hảo bảo vệ bến Phà Cần Thơ lây tinh thần của ba cụt chiến đấu quên mình, quân tấn công buộc phải rút lui. Quân Diệm, Nhu thất bại, tổn thất nặng nề, nhưng chúng vẫn mạnh lắm, lại thường xuyên được bổ sung quân lính,
tiếp tế quân nhu đầy đủ. 3 cột điện bản với 5 lửa. Nếu cứ trụ giữ chiến tuyến chống lại chiến thuật đánh tràn lướt của địch thì rất bất lợi. Anh Năm có chủ trương gì chống lại? Năm lửa đáp. Chúng ta kéo quân vào Tầm Vu, giữ chiến tuyến đường số 4 từ Long Xuyên trở xuống. Ba cụt nhất trí. Dương Văn Minh không cho Hòa Hảo thời cơ kiến thiết chiến tuyến phòng thủ. Dựa vào ưu thế vượt trội về quân số và vũ khí, mình đánh mạnh. Quân Hòa Hảo dưới quyền chỉ huy của năm lửa, ba cụt chiến đấu dũng cảm. Nhưng số thương vong nhiều, không có bổ sung, đạn dược cũng thiếu. Số súng đạn mà Pháp lén lút tuồn cho không đủ bù số bị tiêu hao. Năm lửa quyết định lui vào Đồng Tháp 10, dựa vào đồng nước mênh mông, kênh rạch chẳng chịt để chống giặc. Dương Văn Minh sử dụng 20 xe lội nước, 100 thuyền gắn máy, 100 đại bác mở cuộc tấn công ảo ạt vào Đồng Tháp 10. Bên phải Đồng Tháp 10 dâm gian tiếng liên thanh, bên trái Đồng Tháp 10 xình xịch tiếng động cơ. Khắp không gian Đồng Tháp 10 chứa đầy khói lửa và tiếng đạn nổ. Ngày này sang ngày khác, quân Minh cậy lực cậy thế đánh tràn lướt. Quân Hòa Hảo kém về thế và lực nhưng thông thuộc địa hình nên tránh được những cú vụt vồ chí tử của kẻ thù. Dù vậy, mỗi ngày tiêu hao một ít cộng cả tháng đã trở thành con số lớn. Mất mà không có bù thì đó là thảm họa. Mùa lũ bắt đầu, nước dồn đầy Đồng Tháp 10. Dương Văn Minh lui quân để chỉnh đốn lại đội ngũ, nhận thêm lính và vũ khí. Trời đã cứu quân Hòa Hảo. Diệm, Nhu chủ trương chờ Dương Văn Minh diệt xong Hòa Hảo mới tổ chức cuộc trưng cầu dân ý. Nhưng có vẻ những chiến sự còn rằng co dài dài hết mùa lũ. Edward lên đên nhắc Nhu: chúng ta có đủ điều kiện để tuyên bố thành lập nhà nước Việt Nam Cộng Hòa. Nhu đồng ý. Hắn gặp Diệm nói: thưa anh, mình đánh chán không ra chi, biết đợi tới chừng mô. Em tính cứ phát động chiến dịch hạ bệ bảo đại để dồn lực lo việc khác. Diệm nghĩ cũng phải nên đồng ý. Chú phát qua kế hoạch tôi nghe. Nhu đáp: thưa anh, em đã bàn kỹ với cố vấn Edward, dùng lực lượng chính trị làm mũi xung kích, dùng công an cảnh sát làm quân hộ tống. Bọn hàng tướng Nguyễn Thành Phương trong hội đồng cách mạng huy động mạng quần chúng của họ, Trần Quốc Biểu lãnh tụ công đoàn vàng, dẫn đầu phong trào cách mạng quốc gia của hắn. Nguyễn Gia tổng ủy di cư, chịu trách nhiệm huy động số dân Bắc di cư và sống ở Sài Gòn. Nguyễn Ngọc giám đốc công an Sài Gòn chỉ huy quân dưới quyền hắn đi thúc dân Sài Gòn. Tính sơ cũng đến vạn người, nếu cần thì huy động thêm binh lính, xe tăng gây áp lực ở vòng ngoài. Diệm gật đầu, rót nước đầy về phía Nhu, nói: mần dứa là được, nhưng nếu không thực sự cần thiết thì chớ dùng đến lính và xe tăng. Dùng bạo lực trong cuộc trưng cầu dân ý là phi chính trị. Trần Lệ Xuân từ ngoài thoăn thoắt bước vào, hớn hở xí phần: thưa anh quên em dâu của anh có phong trào phụ nữ cách mạng à? Bọn em cũng xuống đường ủng hộ anh. Mồm mép bọn phụ nữ chúng em mới đáng kể. Hôm nay, Diệm tỏ ra rất khoan dung, không bắt nè bắt nét cô em dâu quá tân tiến. Có các thím đóng góp càng vui. Diệm ngoảnh nhìn Nhu, nói tiếp: chú định chừng nào khởi sự? Nhu đáp: thưa anh, em và Edward đã lên kế hoạch như sau. Ngày 23 tháng 10 năm 1955 tổ chức biểu tình meeting trưng cầu ý dân. Phế truất Bảo Đại, anh tạm tuyên bố từ chức thủ tướng để biểu thị sự đồng tình với hội đồng cách mạng. Ngày 26 tháng 10 năm 1955, hội đồng cách mạng lên tiếng đòi thành lập chế độ nhà nước Cộng Hòa, đồng thời suy tôn anh lên tổng thống của nền đệ nhất Cộng Hòa. Anh tuyên bố phủ nhận Hiệp định Geneva, xóa bỏ mọi điều khoản kể cả điều khoản tổ chức tổng tuyển cử thống nhất hai miền. Diệm gật đầu: tôi đồng ý. Trần Lệ Xuân lanh chanh: anh mần tổng thống, anh phải phong em là đệ nhị phu nhất. Diệm cười: tôi cô quả, chú Nhu hiển nhiên là trưởng nam chi Ngô Đình, tôi sẽ phong thím mần đệ nhất phu nhân. Những điều ba anh em họ Ngô bản sau đó ít ngày đã trở thành hiện thực. Tổng thống đệ nhất Cộng Hòa đổi tên dinh Nozodom thành dinh độc lập, đặt tên nước là Việt Nam Cộng Hòa. Cử Trần Văn Trương làm đại sứ Việt Nam Cộng Hòa tại Mỹ, Vũ Văn Mẫn,
Bộ trưởng Ngoại giao Trần Văn Đôn, Tổng tham mưu trưởng Quân lực Trần Thiện Khiêm ngồi ghế tham mưu trưởng Liên quân, Huỳnh Hữu bạn thân của Nhu làm Tư lệnh Không quân, Đỗ Mậu giữ chức Tổng giám đốc An ninh quốc gia. Dĩ nhiên, Ngô Đình Nhu phải là cố vấn chính trị tối cao, Ngô Đình Cần. Thằng em út Cù Lần có công trông nom mẹ già nên được đền bù bằng chức quyền khá oai phong, cố vấn tối cao, đại diện chính phủ tại trung phần Việt Nam. Nhiều tướng tá được lên cấp hoặc mới vinh phong như Trần Văn Kim, Trần Văn Minh, Trần Tử Oai, Cao Văn Viên, Tôn Thất Đính, Lê Văn Nghiêm, Mai Hữu Xuân, Nguyễn Văn Thiệu. Chuyên gia lật đổ bản với cố vấn chính trị tối cao. Sự quậy phá của giáo phái chỉ là mối lo ghẻ lở, hiểm họa cộng sản nằm vùng mới là mối lo gan ruột. Cần gấp rút thanh toán hòa hảo để tập trung vào công tác bình định nông thôn. Ngô Đình Nhu nhận ra sự cần thiết, hắn cằn nhằn. Mình mần ăn cà dâm cà dẻ, không tin cậy được, tôi sẽ phái Dương Văn Đức ra thay. Edward Lenden tích lũy nhiều kinh nghiệm, giúp Marseille chống du kích Hắc ở Philippines, hắn vận dụng vào Việt Nam. Chiến tranh chống du kích cực kỳ khó khăn. Nếu không có chiến thuật, chiến lược phù hợp thì cuộc chiến kéo dài mãi. Ông dặn Minh chia năm lửa, ba cụt ra mà trị, đứa nào chiêu hàng được thì mở cho nó đường sống, đứa nào ngoan cố thì tiêu diệt. Muốn thực hiện điều ấy phải đánh mạnh, đánh liên tục. Chúng bị tiêu hao về người và súng đạn mà không có nguồn bổ sung, tất rơi vào thế bị quân ta chi phối. Nhu nhận định, trước đây, soái Dậm Dịch ra hàng sau lại thôi vì đồng bọn níu giữ và vì ông Thơ chiêu hàng thất sách. Khả năng soái đầu hàng vẫn còn, ba cụt là tên táo tợn ngoan cố, không dùng thủ đoạn mạnh không xong. Edward Lenden gợi ý, ông cố vấn hãy truyền đạt ý tưởng chiến đấu ấy cho ông Đức thấu triệt, bảo ông ta không tiếc súng đạn, cũng không tiếc lời hứa. Nhu gật đầu, chuyển qua nội dung khác. Ở trong này chúng ta bị bọn giáo phái cản chân nên không thể triển khai được chủ trương bình định. Ngoài miền Trung, bọn chú cần triển khai công tác bình định khá tốt. Nhiều tên cộng sản nằm vùng bị bắt, nhiều tên phải trốn chạy. Chuyên gia lật đổ cảnh báo. Ông chỉ thị cho ngoài đó biết, tiến hành bình định phải đúng cách. Để sổng cộng sản là thả hổ vào rừng, khiến dân chúng phẫn nộ chạy theo cộng sản là một hiểm họa khó lường. Nhu cảm thấy đó là một thực tế hiển nhiên, hỏi. Chúng ta cần áp dụng biện pháp nào để ngăn nước chảy xuống sông? Chuyên gia lật đổ bảy mưu. Lập khu trù mật, khu dinh điền, ấp chiến lược để dồn dân vào sống trong đó. Tách dân khỏi cộng sản, ở Philippines thực hiện kế hoạch này rất hiệu quả. Nhu hiểu vấn đề khá nhanh, hắn cụ thể hóa chủ trương bằng bốn từ ngắn gọn. Đấy là cách quây lưới bắt cá, chính xác hơn là tát nước bắt cá. Đòn này hiểm lắm, bọn cộng sản nằm vùng mọc cánh mới hòng bay thoát. Chuyên gia lật đổ khuyên. Cộng sản nằm vùng là đối tượng tiêu diệt chính, nhưng chớ coi thường bọn cứng đầu rắn mặt, loại này mới đông. Chúng là động lực chính của cộng sản, cần phải kiểm soát chặt chẽ. Xin lưu ý, chớ đánh thức con sư tử đang ngủ trong lòng dân thức dậy. Thực tiễn đã cung cấp cho Edward Lenden bài học ý dân là ý trời nên dù rất xảo quyệt, rất quyết đoán, mà vẫn không dám nắm bờm con sư tử đang ngủ mà giật. Nhưng các đời Tổng thống Mỹ lại khác, họ quá tin vào sức mạnh quân sự nên liên tiếp đề ra những chủ trương sai lầm coi trời bằng vung. Ấy là những chuyện sau này. Nhu đề xuất ý tưởng nham hiểm. Cử người được đào tạo ở các trường chính trị, tâm lý làm ấp trưởng, từng ấp lại lập các liên gia để họ tự kiểm soát quản lý nhau. Mở chiến dịch tố cộng diệt cộng đồng khắp mọi nơi khiến cộng sản muốn trốn cũng không có đất mà trốn. Xây dựng thành phong trào thì dân chúng sẽ bị cuốn hút theo phong trào. Cách này là cách cộng sản ở miền Bắc tiêu diệt giai tầng địa chủ, hào lý. Chuyên gia lật đổ ủng hộ, tiếp đó đề nghị. Ngoài trung phần khởi đầu công cuộc bình định, ông chỉ thị cho họ làm bản báo cáo sơ kết. Chúng ta nghiên cứu nó, tìm ra kinh nghiệm áp dụng cho vùng khác. Ngô Đình Nhu lộ vẻ băn khoăn. Nền đệ nhất Cộng Hòa đã có nền móng vững, nhiều quốc gia phương Tây, phương Đông, châu Á công nhận. Vậy mà chẳng hiểu tại sao tôi vẫn không yên tâm. Edward Lenden cười.
nụ cười hơi nhếch mép. Tôi chẩn bệnh nhé. Ừ, bệnh ông là bệnh phát ra từ gan ruột, tim óc. Nhu cau mày xua tay. Edward lên đên lại cười, nụ cười hơi nhếch mép. Chưa nói hết mà. Nhu xua tay. Thôi, không cần nói, ông không đoán ra đâu. Chuyên gia lật đổ nhún vai. Làm gì có chuyện không đoán ra. Ông mắc bệnh sợ cộng sản sống kề bên cạnh. Sợ cộng sản Bắc Việt quá mạnh, Trung Cộng càng mạnh, Nga Xô lại mạnh hơn. Nếu đoán sai xin chịu phạt 1 tháng lương. Nhu bị tóm đúng tim đen, chớn mắt, gật lấy gật để. Thánh quá, ông thánh quá, hèn chi nhiều đời Tổng thống Mỹ đặc biệt tín nhiệm ông, thường phái ông công cán ở vùng khó khăn nhất. Nhưng biết bệnh có trị bệnh được không? Edward lên đên thành thật đáp. Tôi không có khả năng ấy, nước Mỹ cũng không có khả năng ấy, chỉ có cách uống thuốc an thần. Nhu phỏng đoán. Phải chăng rắc bệnh cho họ khiến họ phải lo chữa bệnh, không còn thời gian nghĩ tới việc khác. Edward lên đên nhìn Nhu bằng cặp mắt thán phục. Đúng, rất đúng, tôi từng cộng tác với nhiều chính trị gia rất nổi tiếng, nhưng thực chưa gặp ai thông minh, tài trí bằng ông. Hắn nhận nha đọc từng ngón nghề sở trường. Tạo nên cảnh mất ổn định xã hội như tuyên truyền gây suy giảm lòng tin, tổ chức phá hoại gây hoang mang, huy động cả tôn giáo và mặt trận quấy rối. Nhu thoáng chút ngao ngán như trẻ muốn sờ mó mặt trăng mà không thể với tới. Ông nói như vậy có nghĩa là không thể lật đổ nổi chế độ cộng sản Bắc Việt. Chúng tôi suốt đời sống trong nỗi canh cánh lo âu. Edward lên đến sống trong một đất nước hùng mạnh. Người dân Mỹ thường tự hào về sự hùng mạnh của tổ quốc mình. Có người quá đà coi sự hùng mạnh ấy giống như sóng thần tràn lướt hết thảy. Hắn là người thực tế nên hiểu mọi việc đều có giới hạn. Hắn không tin ở đời có những khó khăn không thể khắc phục được. Quan hệ quốc tế cũng vậy thôi. Mỗi nước có chỗ mạnh yếu khác nhau, có chỗ khắc chế nhau, tự cao tự đại ắt chuốc họa. Xuất phát từ ý nghĩ rút ra từ thực tế ấy hắn thổ lộ. Phải biết tự thỏa mãn để cùng tồn tại. Tựa như Chúa đã an bài thế nào hãy tuân thủ thế ấy. Tôi từng góp sức bảo vệ xây dựng Philippines, Việt Nam Cộng Hòa, có thể tự an ủi là thành công trong sự nghiệp cá nhân. Nhưng chưa từng dám nghĩ cá nhân nào, quốc gia nào có khả năng vô hiệu hóa tư tưởng cộng sản. Dân nước giàu nhìn nhận chủ nghĩa tư bản là thần tượng, dân nước nghèo coi trọng chủ nghĩa cộng sản như một tín ngưỡng. Nhu đáp, tôi hiểu ý ông muốn nhắc nhở rồi. Ông có thể giúp anh em tôi liều thuốc an thần không? Edward lên đên thành thực đáp. Việc ấy không thuộc chức năng của tôi, và lại tôi cũng không có năng khiếu ấy. Hồi về Mỹ, Allen Dallet hở cho tôi biết, sau khi thiết lập chế độ Cộng Hòa ở Sài Gòn, sẽ cử Côn Bai sang giúp Việt Nam. Nhu không muốn tỏ ra háo hức để mếch lòng Edward lên đên, nên làm ra vẻ hờ hững hỏi. Côn Bai là ai vậy? Edward lên đên đáp. Một chuyên gia phá hoại ngầm nhà nghề. Ông ta sẽ đưa bệnh ra Bắc Việt. Trại huấn luyện biệt kích, người nhái ở chân núi Sơn Trà ngoài Đà Nẵng là chuẩn bị cho công việc ấy. Bắc Việt sẽ mất làm mất ăn vì sự quấy rối của bọn họ. Nhu cảm nhận thật rõ ràng, người Mỹ làm việc rất bài bản, rất chu đáo. Học tập thủ đoạn tranh đấu của họ cả đời cũng chưa hết. Ông có điều tâm huyết nào muốn nhắc nhở tôi? Edward lên đến nghiêm trang nói. Hãy thận trọng khi đề ra chủ trương và trong hành động, chớ khiến con sư tử đang ngủ trong lòng dân chúng thức dậy. Điều này tối kỵ đối với mọi quốc gia. Nhu băn khoăn. Mần răng tránh nổi khi thực hiện chính sách kinh tế mới, dinh điền, ấp chiến lược, khu chủ mật, đều đụng chạm đến quyền lợi thiết thân của dân chúng. Edward lên đến nhún vai. Phải cố gắng thôi, hãy vận dụng nhiều giải pháp, chẳng hạn dùng đô la chám vào chỗ khiếm khuyết. Mỹ chủ trương xây dựng miền Nam Việt Nam thành tiền đồn chống cộng ở khu vực châu Á và sử dụng Diệm, Nhu làm tên lính xung kích trên tuyến đầu, nên vẽ râu mải vuốt cho chế độ Diệm, Nhu. Tổng thống Mỹ Eisenhower khẳng định, sự gắn bó ngày càng chặt chẽ hiện nay là sự gắn bó với chính Diệm, một người ưu tú nhất, nếu không gọi là người lý tưởng được chọn để cứu Việt Nam khỏi chủ nghĩa cộng sản. Tổng thống Kennedy thể hiện quyết tâm qua tuyên bố,
quyết định căn bản về vấn đề Đông Nam Á là ở Việt Nam. Chúng ta phải giúp đỡ nước đó với hết khả năng của chúng ta, hoặc chịu thua ở khu vực đó. Đại sứ Mỹ tại Sài Gòn, tướng Colin dựa vào học thuyết trả đũa ồ ạt của Bộ trưởng Ngoại giao Foster Dallet, bộc lộ quan điểm kẻ cả. Việc sử dụng hải quân và không quân Mỹ chống mối đe dọa của Cộng sản không chỉ giới hạn ở Bắc Việt Nam, mà có thể mở rộng sang Trung Cộng nếu có dấu hiệu rõ rệt là Trung Cộng giúp đỡ các cuộc tiến công của Việt Minh. Và còn nhiều tướng lĩnh, chính khách Mỹ có những lời kêu gọi mang nội dung răn đe hoặc khiêu khích. Song song với những lời tuyên bố không thể xem thường ấy, mỗi năm Mỹ viện trợ cho Sài Gòn hàng tỷ đô la, xây dựng quân đội Sài Gòn trở thành lực lượng vũ trang mạnh nhất khu vực Đông Nam Á. Cố vấn quân sự, dân sự và nhiều loại vũ khí hiện đại của Mỹ ùn đổ vào miền Nam. Edward lên đến bảy mưu giúp Diệm Nhu phá tổng tuyển cử thống nhất hai miền và lên chương trình ổn định xã hội. Diệm Nhu tuyên truyền om sòm về binh chủng không quân, hải quân và bộ binh hùng mạnh của Sài Gòn và hùng hổ hô hào lấp sông bến hải, giải phóng miền Bắc khỏi ách áp bức của Cộng sản. Đó chỉ là thứ mẹo rung cây dọa khỉ. Kẻ hám danh ngại người khác ghép mình vào hạng vô liêm sỉ, kẻ hám lợi sợ người khác phát hiện ra mình là loại tham lam, kẻ ôm tham vọng chuyên quyền độc đoán, lo ngại thiên hạ nhìn thấy sức mạnh của mình chỉ là hạn chế. Chính vì tâm trạng sợ hãi ngồi trong tòa lâu đài xây trên bãi cát và bị ám ảnh bởi nỗi sợ hãi con sư tử ngủ trong lòng dân thức dậy mà Edward Lendon và Diệm Nhu tìm trăm phương nghìn kế, kể cả mưu kế hiểm độc nhất, phương pháp tàn bạo nhất để tự bảo vệ. Đối với kẻ ôm tham vọng thống trị người thì chỉ có một phương pháp tự bảo vệ duy nhất là triệt hạ đối thủ. Các thứ quốc sách ác nghiệt và quyết liệt ra đời, tố cộng diệt cộng, lập ấp chiến lược, dựng khu chủ mật, lọc cho hết cộng sản ẩn náu trong dân. Nhưng Mỹ Diệm lọc sao nổi tư tưởng cộng sản đã bám rễ ăn sâu trong lòng dân. Chuyện đương nhiên mưa dầm thấm áo, con người ôm tham vọng quá lớn, lớn tới mức không kiểm soát nổi, không biết dừng dẫn đến sai lầm khó sửa chữa. Những chủ trương tàn bạo được thực hiện bằng hành động man dợ ở Duy Xuyên, Chợ Được, Hướng Điền, Phú Lợi, qua các hình thức giết người chỉ tồn tại ở thời kỳ dã man, mổ bụng, moi gan, khoét mắt, thiêu đốt, chôn sống, đầu độc hàng loạt. Hành động hung dữ chỉ chứng tỏ sự bất lực. Mỹ, Diệm, Nhu chữa cháy bằng dầu, chúng không thể né tránh vấn đề sinh tử chúng muốn né tránh. Nghĩa là dù Mỹ, Diệm rất không muốn cũng vẫn là một việc cực kỳ mạo hiểm, nắm bờm con sư tử đang ngủ mà giật. Chúng đã buộc những người không ủng hộ thành lực lượng chống đối một mất một còn. Những người bị Mỹ, Diệm truy sát phải chạy lên rừng ngày một đông. Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam ra đời. Tiếp đó, các đơn vị du kích lẻ tẻ tụ lại, xây dựng nền quân giải phóng miền Nam. Mỹ, Diệm đẩy cuộc chiến tranh đơn phương lên thành cuộc chiến tranh đặc biệt. Tổng thống Mỹ Eisenhower ôm mớ gia tài chiến tranh đơn phương xác sơ, rời chính trường. Tổng thống Kennedy dắt dẫn cuộc chiến tranh đặc biệt vào con đường hầm không lối thoát, khiến chính dân chúng của ông ta ám sát ông ta, để mở đường cho thứ chiến lược chiến tranh mới. Dĩ nhiên, Diệm Nhu, hai tên lính xung kích hết tác dụng bị Mỹ loại khỏi cuộc tranh giành vị thế. Những tham vọng mới nổi lên hung hăng hơn, táo tợn hơn, ác hiểm hơn, và vì thế mà ẻ vai gánh chịu thất bại đau đớn hơn, ê chề hơn. Kẻ ác không thể huênh hoáng lâu. Nắm bờm con sư tử đang ngủ mà giật thì chỉ có đường chết.